Chương 1101, có ý gì đây? Đường Tuấn quay đầu nhìn lại, cầu thang xương mù lúc nãy đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. Lại một tên thổ dân không có đạo giáo. Đúng lúc này, một giọng nói trêu tức vang lên bên tai Đường Tuấn, mang theo nồng đậm khinh thường cùng mỉa mai. Đường Tuấn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, lúc này mới nhìn rõ, khoảng mấy trăm mét phía bên trái, có một đám người đang tụ tập, số lượng ước chừng hơn 40 người hơn 40 người này chia thành hai nhóm rất rõ ràng, trong đó một nhóm chính là mấy người Mục Văn Phong, Trương Tĩnh Hòa, Hòa Thượng Câm, Trương Bách Hiển cùng Chu Xuyên. Chỉ là lúc này, mỗi người bọn họ hình như đều có thương tích, khí tức đóng chặt, sắc mặt rất khó coi. Còn bên kia thì có hơn 20 người, quần áo mặc trên người có kiểu dáng khá cổ đại, vẻ mặt kiêu căng, từ trên cao nhìn xuống, xem thường tất cả. Mỗi người khí tức đều cực kỳ mạnh, trừ 17-18 vị chân khí cảnh tông sư ra, bất ngờ là những người còn lại đều là thần hải cảnh. Vừa mới lên tiếng, chính là một người trong nhóm này, một chân khí cảnh hậu kỳ đại tông sư, khí tức mạnh mẽ, không kém gì thần cảnh. Trên đỉnh núi cao nhất bí cảnh này, có 5 người chiếm cứ 5 phương hướng, ngồi xếp bằng. Khí tức của bọn họ không hề lộ ra bên ngoài một chút nào, nhưng nếu có cao thủ thần hải cảnh ở đây, sẽ có thể nhìn thấy 5 cột khí vô hình từ người bọn họ phóng thẳng lên trời. Mỗi một cột đều giống như đang câu thông với trời đất, mang theo uy nghiêm khiến lòng người run sợ. Ở quanh người bọn họ, không khí dường như đã ngừng lưu động. Năm vị thần cảnh thiên nhân đang câu thông nguyên khí biển cả. Trong đó, bốn người theo thứ tự là hậu nhân của lão tổ Vu Môn Vu chấn Linh, nghịch lân sao Kim Long Thiếu, huyền minh tông quỷ tử, còn có kiếm môn kiếm đại vương Thanh An. Người cuối cùng lại là một phụ nữ, người này có một khuôn mặt khuynh thế khuynh thành, giống như được trời cao chiếu cố. Khí tức trong trẻo lạnh lùng như xương, như tiên tử trên cung trăng hạ xuống trần gian, đôi môi thật mỏng mím chặt, lộ ra mấy phần sắc bén cùng vô tình. Audio điện tử võ tấn bền Huyền Minh quỷ tử phát ra một tiếng cười lạnh lẽo khó nghe giống như cú kêu đêm, cười khẩy nói. Long thiếu, lại có một tên thổ dân tầm thường bên các anh đến đây chịu chết kia. Long thiếu ôn hòa cười một tiếng, nói. Bọn họ thua cũng chẳng liên quan gì, chỉ cần tôi đánh bại các vị, vậy thì mục đích của đại hội trảm mã đài này coi như là đạt được rồi. Vu Trấn Linh cười ha ha một chàng, nói. Dựa vào một mình anh thì không làm được, cái vị hậu thiên đạo thể của các anh đâu. Tôi đã cấy lên người nhân tình của gã một luồng vu thuật, chỉ sợ là gã còn chưa biết đâu. Thật muốn nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc vật vã của gã, nhất định là rất đẹp. Ha ha ha, Vu Trấn Linh, cậu còn chưa biết hả? Vị hậu thiên đạo thể kia cũng là kẻ thù lớn của Long Thiếu đấy. Quỷ tử rõ ràng là đã biết ẩn tình trong đó, chậm rãi nói. Vu trấn linh liếc mắt, nhìn chằm chằm vào Long thiếu, nói có ý gì đây? Long thiếu xem thường, cười nhạt nói: "Chương 1102, mày muốn đánh với tao à?" Quyền Minh quỷ tử nghiêm nghị đứng dậy, quanh người phát ra tiếng kêu rên của hàng vạn con quỷ, giọng nói lạnh lùng. "Cho dù gã là hậu thiên đạo thể gì cũng được, đến bây giờ tôi cũng chưa bao giờ để tâm." Long thiếu chỉ có cường giả như anh mới xứng làm đối thủ của chúng tôi chẳng qua anh vẫn quá ngông cuồng muốn một trọi bốn vậy thì phải xem anh có bản lãnh này hay không đã nói xong thân hình quỷ tử khẽ di động ngang nhiên ra tay trong lúc quỷ tử cùng long thiếu đánh nhau đôi mi thanh tú của người phụ nữ giống như tiên nữ trên cung trăng kia khẽ cao lại hai đầu lông mày thoát ra một luồng sát ý thầm nghĩ lần này cung chủ kêu mình đi giết người tên đường tuấn hẳn là vị hậu thiên đạo thể này tiểu sư muội trời sinh băng ớt phe thể, tương lai có cơ hội gặp được đại đạo, là trụ cột công lao vĩnh viễn của băng cung, người này lại dám phá hỏng con đường tu hành của tiểu sư muội, nên giết. Một bên khác, đường Tuấn đang đối mặt với hai mươi mấy người của gia tộc ẩn giật. Thằng danh, quỳ xuống nhanh đi, bọn tao sẽ ra tay nhẹ một tí. Bọn tao sẽ không giết mày, chờ đến khi đại hội trảm mã đài lần này kết thúc, tất cả chúng mày sẽ trở thành nô lệ và người hầu của bọn tao. Kha kha vị cao thủ đại tông sư kia ngoác ngoác ngón tay về phía đường Tuấn, dáng vẻ cực kỳ phách lối. Đường huynh đệ, sao anh lại vào đây? Nhìn thấy quần áo cùng bóng dáng quen thuộc của người này, Chu Xuyên không khỏi hô lên. Chỗ này không phải là nơi anh có thể đi vào, mau đi đi. Đi à, có thể đi được à. Vị đại tông sư kia cười gần một tiếng, thân hình gã bay lướt lên như chim ưng, hai chân mạnh mẽ dẫm trong không khí, phát ra âm thanh khí nổ nặng nề, dùng cách này thu hoạch được năng lực ngưng trệ trong một thời gian ngắn cơ thể người nọ mạnh mẽ tới cực điểm gần như không kém thần hải cảnh là bao trong tay gã ngưng tụ chân khí ánh sáng chói mắt bộc phát từ trong lòng bàn tay giống như đang nắm giữ một mặt trời nho nhỏ một đòn này cũng đủ để phá nát một tảng đá lớn thằng danh này chết chắc rồi bạo chân khí của mai trí cho dù là ở trong các gia tộc ẩn cư cũng được xếp vào loại thủ đoạn không tầm thường mấy cao thủ thần cảnh trong đám thổ dân ở bên ngoài cũng không dám đón đỡ. Thằng nhãi kia đến cả dao động chân khí cũng không có, đoán chừng là một thằng danh nội kinh, không biết tại sao lại trà trộn được vào đây. Kha kha, đúng lúc xiết gà dọa khỉ một lần, nếu không bọn thổ dân này lại thật sự cho rằng chúng ta không dám giết người. Hình như thằng kia bị dọa sợ rồi, không dám nhúc nhích luôn kìa. Ha ha ha, gia tộc ẩn cư và các tông môn, bảy tám vị cao thủ thần hải cảnh đang phê bình một màn này mang trên mặt đầy ý cười chiêu tức không ai cho rằng đường tuấn có thể sống sót dưới một quyền kinh người này thực lực giữa hai người tranh lệch quá nhiều một cái là võ giả nội kình nhỏ bé một bên là đại tông sư có thể địch nổi cả thần hải thắng bại căn bản là không có gì để lo lắng danh con đi chết đi tiếp sau nhớ phải lau mắt cho sáng hơn một tí mai trí quát lớn đang lúc nói chuyện bàn tay gã đã hướng về phía đỉnh đầu đường Tuấn mà đè xuống. chương 1103, tao phải giết mày. Đường Tuấn châm chọc nói. Trước thủ đoạn đó mà cũng dám lấy ra bêu xấu. Thủ đoạn ám sát của từ ngải đối với người khác, có lẽ là rất khó đề phòng, không cách nào nắm bắt được quỹ tích ám sát của anh ta. Nhưng đối với người đã trao đổi nguyên khí biển cả như Đường Tuấn mà nói, lại không có bất kỳ bí mật gì đáng kể, giống như xem vân tay trên bàn tay, trò chơi của trẻ con đám người trương tĩnh hòa, mục văn phong có chút không dám tin, tuy từ ngải chỉ ra tay với hòa thượng câm một lần, nhưng bọn họ vẫn kiêng kỵ gã này nhất. Nhưng bây giờ, lại bị đường tuấn phất nhẹ tay áo một cái đã bị thương, đến cả thủ đoạn ẩn nấp ám sát mạnh nhất cũng bị khui ra. Chuyện này, đây chính là uy lực của thiên nhân à. Mục văn phong nói năng có chút lộn xộn. Không có thể nào, ánh mắt trương tĩnh hòa hơi đờ ra. Ánh mắt hòa thượng câm cũng vậy, trong ba đại cổ phái của bọn họ cũng có người ngộ ra sự tồn tại của bậc cửa thiên nhân thần cảnh, cũng đã từng nhìn thấy thủ đoạn của thiên nhân. Nhưng không có ai ra được một đòn như vừa nãy của Đường Tuấn, không mang theo một chút khói lửa nào, giống như chỉ tùy tiện phất tay một cái, lại mang theo hàm xúc tự do, không hề bị ràng buộc. Đừng nói ba vị truyền nhân cổ phái này, ngay cả Từ Ngải, Quỷ U, Tạ quanh là truyền nhân của các gia tộc ẩn giật cũng giật mình tại chỗ. Thủ đoạn ám sát của Từ Ngải đến ngay cả bọn họ cũng vô cùng e ngại đừng nói đến chuyện có thể tùy tiện đánh bại như đường tuấn, cho dù muốn phòng ngự cũng không nhất định sẽ bảo vệ được bản thân. Loại thủ đoạn này, bọn họ cũng chưa từng được nhìn thấy đám người quỷ tử cùng Vương Thanh An sử dụng. Không có thể nào, vừa rồi nhất định là trùng hợp, mày không thể nào khám phá ra cửu u sát kiếm của tao được. Từ ngải chỉ sướng sờ trong chốc lát, sau đó khàn cả giọng, điên cuồng hét lên. Ở trong kiếm môn, anh ta chỉ kém hơn Vương Thanh An, thiên tư so đệ tử khác thì cao hơn không biết bao nhiêu. Đặc biệt là đi vào trong giới trần tục, nhìn thấy mưa công pháp kém cỏi đến cực điểm của đám thổ dân nơi này, càng khiến cho sự kiêu ngạo của anh ta bành trướng không giới hạn. Cho nên, anh ta mới nghĩ đến chuyện một kiếm chém chết đường tuấn, để tạo uy danh cho bản thân. Thậm chí tương lai có thể dùng việc này để đấu lại với Vương Thanh An một trận. Nhưng bây giờ, thủ đoạn mạnh nhất của anh ta lại bị đường tuấn coi như chơi đùa với trẻ con, tiện tay là đã phá được. Việc này khiến lòng tự tôn của anh ta không thể nào chấp nhận được. Ha ha, Cửu U sát kiếm, cái tên rất khí phách, đáng tiếc mày quá yếu." Đường Tuấn thản nhiên nói. Ba người Trương Tĩnh hòa đoán không sai. Mặc dù cùng là hiểu thấu đáo bậc thềm trước cánh cửa thiên nhân thần cảnh, nhưng phạm vi đường tuấn câu thông nguyên khí biển cả thì lớn hơn gấp 10, thậm chí là mấy chục lần so với thiên nhân bình thường. Điều này có nghĩa là anh có khả năng điều khiển nguyên khí thiên địa cho dù là chất lượng hay số lượng đều vượt xa thiên nhân bình thường khác mấy lần, mấy chục lần. Đặc biệt là vào lúc này, anh đã lĩnh ngộ được cách xoa bóp xuân phong của Sơn Hạ Chu Tài, trừ khử được ý niệm giết chóc bên trong thức hải. Suy nghĩ thông suốt, thức hải trong vắt, lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động được uy lực của trời đất. Mày dám làm nhục tao? Sắc mặt từ ngải dữ tợn, sát cơ lan tràn. Tao phải giết mày. Nói xong, thân hình anh ta lại một lần nữa biến mất giống như đã hòa tan vào không gian. Trường 1104 đường Tuấn quá mạnh. Ha ha, đối với việc này, đường Tuấn cười nhạt một tiếng, lại ngồi yên vung tay lên. Trong hư không truyền ra một tiếng rên rỉ, theo đó là âm thanh xương cốt đứt gãy, từ ngải bị cơn chấn động không gian hất văng ra ngoài. Miệng anh ta không ngừng hộp máu, lồng ngực lõm sâu vào bên trong, xương sườn bị gãy mất mấy cái. Không có thể nào, tao không tin, từ ngải hét lên điên cuồng, sau đó lại dung nhập vào trong không gian oanh đối với việc này đường tuấn vẫn chỉ phất tay từ ngải lại một lần nữa bị hất khỏi hư không may căn bản là không có bất kỳ thủ đoạn không gian nào chẳng qua chỉ là lợi dụng ánh kiếm để thay đổi góc độ tạo thành cái nhìn sai lệch cho đôi mắt mà thôi chỉ được cái vỏ bên ngoài đúng là khiến cho người ta phải bật cười đường tuấn không hề khách khí một chút nào phê bình thẳng mặt luôn trong mắt từ ngải lửa giận hừng hực thiêu đốt hai con ngươi đỏ quạch như máu, giống y hệt một con dã thú hơi đang phát cuồng. Vẻ mặt quỷ u lộ ra vẻ kiêng rẻ, quan sát đường Tuấn thật kỹ, nói. Kẻ này là đại địch, chúng ta cùng nhau ra tay. Tuyệt không thể để nó rời khỏi trảm mã đài, ảnh hưởng đến các vị sư huynh đang quyết đấu. Lời nói vừa dứt, bảy vị chuyên nhân của các gia tộc ẩn giật khác sôi nổi gật đầu biểu thị đồng ý. Đường Tuấn quá mạnh, không có bất kỳ người nào trong số bọn họ có thể nắm chắc sẽ thắng được đường tuấn từ ngài lạnh lùng nói mày thật sự rất mạnh nhưng tám người bọn tao liên thủ lại hôm nay mày phải chết ở đây là điều không thể nghi ngờ gì đám người trương tính hòa còn muốn nhắc nhắc nhở vài câu nhưng chỉ thấy đường tuấn nhẹ nhàng vỗ tay một cái mấy người bọn họ liền từ không trung ngã xuống chỉ để lại một mình đường tuấn đứng đối diện với tám người đang bao vây tấn công trên bầu trời tám vị truyền nhân của các gia tộc ẩn ra tay cùng một lúc. Kiếm khí ngùn ngụt, giống như rất muốn chém nát trời đất. Quỷ khí yếu ớt, vạn quỷ gào thét, giống như cánh cửa địa ngục đang bị mở ra. Trong đó cũng có những đệ tử thân sắc mạnh hơn, toàn thân bao phủ trong một ánh sáng vàng lộng lẫy, giống như thiên nhân hạ xuống thế gian. Cũng có người tay cầm cự trùy, giống như cự linh thần, đập về phía đầu đường tuấn. Trong tay tả quanh cầm một cây thần tiên, vũ khí dạng roi, vung ra giống như linh xà, bên trên thần tiên còn có một con hỏa diễm trường long quấn quanh, gào thét nhào về phía đường Tuấn. Muốn cắn nuốt anh sạch sẽ. Đối diện với tình cảnh giống như tận thế này, đám người trương tĩnh hỏa đứng bên dưới, sắc mặt ai cũng tái mét, chu xuyên, trương bách hiển tu vi yếu chút thì hai chân như muốn nhũn ra, miệng không thể nói thành lời. Xong, đạo thể xong rồi. Trong lòng bọn họ cùng lúc hiện lên suy nghĩ này. Mà đám người trong gia tộc ẩn giật thì lại vô cùng khoái ý, thoải mái cười to. Chương 1105, ma đầu, anh ta là ma đầu. Rầm rầm rầm, thanh âm trầm thấp nổ vang trên bầu trời, giống như trời long đất lở, mang theo sức mạnh rung động lòng người. Toàn bộ tiểu thế giới tựa như sắp bị đánh vỡ, trời đất rung chuyển muốn sụp đổ. Tám vị thần cảnh kết hợp ra một đòn, đủ để đánh nát cả một đỉnh núi nhỏ, khiến hồ nước cũng bốc hơi. Cho dù là mấy người quỷ tử Vương Thanh An đối mặt với một đòn thế này cũng chỉ có thể chọn cách tạm thời tránh né, từ từ tính sau. Ha ha ha, chết chưa hết tội, dám đối phó với chúng ta, đây là kết cục của bọn họ. Từ ngải điên cuồng hét to với đám người chu xuyên phía dưới. Mấy người quỷ u cũng thở phào nhẹ nhóm, bọn họ chỉ sợ đường Tuấn áp dụng chiến thuật du kích, đánh bại từng người bọn họ. Họ không ngờ đường Tuấn kiêu ngạo như thế, dám cứng rắn đứng ra đỡ một đòn kết hợp của bọn họ, vậy thì không có kết quả thứ hai. Thật sao? Đúng lúc này, một tiếng nói thản nhiên vang lên trong đất trời. Ở vị trí Đường Tuấn đứng ban đầu, bị kiếm khí tàn phá bừa bãi, quỷ quái kêu rên, biển lửa gào thét, chân khí đủ loại thuộc tính không ngừng nổ tung. Nhưng khi câu nói này vang lên, kiếm khí bắt đầu biến mất, quỷ quái im lặng, chân khí tiêu tán. Còn biển lửa gào thét kia thì tách ra một con đường. Đường Tuấn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra từ con đường đó. Quần áo trên người anh vẫn như cũ, không dính một hạt bụi. Đối mặt với một đòn kinh khủng vừa rồi, anh không những không bị thương, thế mà ngay cả quần áo cũng không bị gì. Đối với anh, công kích và sát chiêu đủ để giết chết thiên nhân thần cảnh chỉ giống như gió xuân thổi hưu hưu. Không ổn rồi, quỷ u giật mình, kêu lên sợ hãi, anh ta quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, mau lui lại. Quỷ u phản ứng khá nhanh, nhưng tốc độ ra tay của Đường Tuấn càng nhanh hơn. Chỉ thấy thân hình của anh khẽ động, trực tiếp đánh vỡ âm trướng và nhìn nát một đệ tử cầm búa lớn có thân thể hiện ra bảo quang màu vàng kim tan nát thành xương máu. Anh lật bàn tay, một trường chân khí lớn xuất hiện từ không trung, đập hai vị đệ tử thế ra thành thịt băm, một người đệ tử khác thì bị anh đá một cước vỡ tung. Cuối cùng chỉ còn lại ba người từ ngải, quỷ u và Tạ quanh. Ma đầu, anh ta là ma đầu, Tạ quanh vô cùng hoảng sợ hét to. Xương máu trong không trung còn chưa tan đi hết, dường như đất trời có thêm một luồng xương máu làm dù ánh mặt trời chiếu xuống đều mang màu máu đỏ quỷ u khoác trên người một chiếc áo bảo đen cậu ta xuất thân từ phe phái huyền minh quỷ chuyện tiếp xúc với những thứ như máu tươi giết người là đều vô cùng bình thường nhưng lúc này đây hai chân cậu ta run lẩy bẩy muốn nôn mửa phải biết rằng người đường tuấn đã giết không phải là người bình thường mà là các cao thủ thần cảnh của đại thế gia nếu tin tức này truyền ra ngoài e rằng tộc trưởng và các trưởng lão của các đại thế gia đều sẽ nổi điên lên. Audio điện tử võ tấn bền chương 1106 anh không trốn à? Đám người từ ngài thay đổi sắc mặt, tả quanh xoay người bỏ chạy, ngay cả roi thần trong tay cũng bỏ lại trên đất, tiếng nói truyền đến từ xa, tôi muốn đi nói cho bọn Vương Thanh An biết, để bọn họ ra tay giết tên ma đầu nhà anh. Hừ, sắc mặt của đường tuấn trầm xuống. Tâm trạng giết người của anh đã được khơi dậy, sao lại cho bọn họ có cơ hội chạy trốn chứ? Anh dùng lực kéo roi thần vào trong tay rồi hất tay lên, roi thần vụt ra như linh xà, cuốn đi cái đầu nhỏ xinh đẹp của tả quanh. Tả quanh vẫn không hay biết, thi thể không đầu chạy giữa không chung, mấy giây sau mới, bộp bộp một tiếng rơi xuống đất. Từ ngài thấy thế, nói với hơn 10 đệ tử của các thế gia ẩn cư ở phía bên dưới, trốn hết đi, nhất định phải nói cho mấy sư huynh của tôi biết, Đám người bên dưới hiểu được ý tứ trong câu nói của Từ Ngải. Đường Tuấn có hung ác mạnh mẽ như thế nào, nhưng chỉ cần đám người Vương Thanh An và Quỷ Tử ra tay thì nhất định có thể tiêu diệt anh ta. Rửa sạch mối nhục này. Vừa lập xong kế hoạch, bọn họ dự định chạy đến đài cao cách đó không xa từ các phương hướng khác nhau. Ha ha, đáng tiếc, bọn họ vẫn chậm một bước. Đường Tuấn đạp một cước từ trên không xuống chỉ thấy gần trăm mét xung quanh đột nhiên có một bàn chân khổng lồ xuất hiện, như bàn chân lớn của thần, hung hăng đạp xuống. Sắc 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 sắc, một âm thanh như tiếng trứng gà vỡ vụn vang lên. Bàn chân khổng lồ biến mất, vị trí của hơn 10 vị đệ tử thế gia trước đó chỉ còn một vùng đất bị máu tươi nhuộm đỏ. Sức mạnh của một cước đó dẫm chết hơn 10 vị đệ tử tinh nhuệ của thế gia. Thật sự quá kinh khủng. Một luồng ánh kiếm vọt về phía phương xa vậy mà từ ngải lại nhân cơ hội này muốn trốn đi. Đường Tuấn cong ngón tay búng một cái, một luồng chân khí rời khỏi cơ thể. Luồng chân khí đó đi sau mà đến trước, làm nổ tung đầu từ ngải. Máu tươi, não văng tứ tung trên không trung. Trên trời dưới đất, các đệ tử thế gia ẩn cư vốn đắc ý vô cùng mà nay chỉ còn lại một mình quỷ u đứng chết chân tại chỗ, cứ như một người ngu ngốc. Lột bộp, quỷ u quỳ xuống, không ngừng dập đầu với đường Tuấn tha mạng. Xin tha mạng. Ha ha, anh không trốn à?" Đường Tuấn gảy ngón tay, nói với giọng thản nhiên. Cơ thể của Quỷ U run lên bần bật, cúi đầu càng thấp hơn. Trước đó vị cường giả trẻ tuổi của phe phái Huyền Minh Quỷ Tông này còn ngông cuồng tự đại, lúc này ở trước mặt Đường Tuấn lại không khác gì con sâu con kiến. Dáng vẻ càng tệ hại hơn nữa, khiến cho người ta thổn thức. Chương 1107 đây là một âm mưu, nhằm sát hại anh ấy gương mặt quỷ u lộ ra vẻ do dự phốc phốc đường tuấn bắn ra một sợi chân khí xuyên thủng cánh tay của quỷ u nói sống chết nằm trong tay người ta đối mặt với áp lực này cuối cùng quỷ u cũng chịu không được nhanh chóng nói tôi không rõ tình huống cụ thể cho lắm nhưng nghe nói là để mở một chỗ bí cảnh mở bí cảnh đường tuấn nhíu mày càng chặt nơi ở của những thế gia ẩn cư này và vu môn là bí cảnh là kiểu như động thiên phúc địa Chính vì có những bí cảnh và động thiên phúc địa này che chở, khiến bọn họ luôn luôn không thiếu đạo thống, hoàn toàn áp đảo thế tục. Nhưng bây giờ hai bên lại muốn liên hợp mở ra bí cảnh nào đó. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết bí cảnh này tuyệt đối không thể coi thường, nhưng độ khó khăn khi mở ra là vô cùng lớn, nếu không thì không đến mức khiến hai bên liên hợp. Đường Tuấn còn muốn hỏi tiếp, nhưng quỷ u lại chỉ biết nhiều đó, không thể cung cấp thêm bất kỳ tin tức nào nữa. Anh có từng gặp Ngô Chí Khải mang theo một cô gái đến Trảm Mã Đài không?" Đường Tuấn hỏi. Từ khi anh đến Trảm Mã Đài vẫn chưa nhìn thấy Ngô Chí Khải và Mộ Dung Lan, điều này khiến anh hơi lo lắng. Quỷ U còn chưa trả lời, đám người ở phía bên dưới kia đã tạo ra những âm thanh ồn ào. "Thiên Nhân Đường, xin anh hãy nhanh chóng đi thông báo cho cậu Long. Đây là một âm mưu nhằm sát hại anh ấy." "Đúng vậy đó Thiên Nhân Đường, cậu Long là trụ cột của giới võ đạo, không thể chết được." thiên nhân đường, chuyện nhi nữ tình trường trước tiên nên bỏ qua một bên. An nguy của cậu Long mới là chuyện quan trọng nhất. Mấy phen trung thành của cậu Long như Chu Xuyên, Trương Bách Hiển vội vàng van nài Đường Tuấn. Ồ, trong mắt Đường Tuấn hiện lên sự lạnh lẽo, thấp giọng nói, mạng của cậu Long là mạng, chẳng lẽ mạng người phụ nữ của Đường Tuấn tôi không phải là mạng à? Đương nhiên tính mạng của cậu Long quan trọng hơn một cô gái rồi, thiên nhân đường, mong anh suy nghĩ vì đại cuộc có một người phen cuồng không hề nghĩ ngợi đã trả lời thẳng. Xin thiên nhân đường hãy suy nghĩ vì đại cuộc, chỉ là một phụ nữ thì tính là gì? Chỉ cần thiên nhân đường có thể cứu cậu Long, con gái nhà họ lữ chúng tôi tùy anh chọn lựa. Một người đàn ông hơn 30 tuổi lên tiếng. Tu vi của ông ta đạt đến chân khí cảnh hậu kỳ, rõ ràng là một đại tông sư. Với đôi mắt sắc bén của anh, rất nhanh đã phát hiện, người này là đàn em trung thành của cậu Long. Thậm chí, cả nhà họ lữ của ông ta đều có quan hệ không tầm thường với nghịch luân. Không chỉ có người đàn ông họ lữ này, kể cả mấy người vừa mới lên tiếng kêu đường Tuấn suy nghĩ vì đại cuộc cũng có quan hệ mở ám, khó hiểu với nghịch luân hoặc cậu Long. chương 1108, an nguy của cậu ta thì có liên quan gì tới tôi? Lời này của ông ta rất chân thành, mặc dù không trách cứ đường Tuấn nhưng vô hình chung lại đội cái mũ này lên đầu anh. Nếu cậu Long bị thương, ảnh hưởng đến tương lai của giới võ đạo, những trách nhiệm này đều tính lên người của đường tuấn đường tuấn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ chết trăm lần cũng không thể chuộc tội vô sỉ mục văn phong hung dữ mắng dù anh ta tu luyện võ đạo đối với nhân tình thế thái không hiểu cho lắm nhưng lúc này cũng nhìn ra được hiểm cảnh của đường tuấn càng cảm thấy ác cảm với đám người vì tư lợi này cái gọi là đại nghĩa chẳng qua là suy nghĩ của bản thân họ thôi chưa nói đến việc Đường Tuấn có thể bỏ mặc người phụ nữ của mình đi thông báo cho cậu Long hay không. Nếu anh đi, đến lúc đó sẽ phải đối mặt với sự vây công của bốn thiên kiêu thế gia, sống chết khó biết. Quỷ U mặc dù đang cúi đầu trước Đường Tuấn, nhưng lúc này khóe miệng cậu ta lại nở nụ cười lạnh. Trương Tĩnh Hòa chớp mắt, anh ta nhìn Đường Tuấn, thầm nghĩ, lần này dù sao cậu cũng nên thỏa hiệp thôi. Trong suốt khoảng thời gian qua, lúc nào anh ta cũng bị Đường Tuấn đánh cho thương tích đầy mình. Vốn Dĩ Trương Tĩnh Hòa cho rằng, khi mình lên đến thần hải cảnh có thể tìm về một chút lòng tin. Nhưng Đường Tuấn lại cho anh ta thấy thực lực của thiên nhân ngang tàng vô địch, như thần như ma, kéo anh ta từ trong đám mây ảo tưởng ngã xuống đất lần nữa. Lần này, đối mặt với sự sỉ nhục và áp bức của đám người kia, anh ta cảm thấy nhất định Đường Tuấn sẽ thỏa hiệp thôi. Nếu không thì chẳng khác gì cùng lúc đắc tội với nghịch luân và nhiều thế gia như vậy. Bỗng nhiên Quỷ U nói, hai người thiên nhân nhắc đến, tôi không quen. Chỉ là trước khi chúng ta đến, quả thật có một ông lão dẫn theo một cô gái chạy đến giữa ngọn núi. Sắc mặt cô gái kia trắng bệch, khí thức vô cùng yếu ớt, giống như chẳng sống được bao lâu nữa. Thiên nhân, đừng nói mạng của một cô gái, cho dù mạng của hàng trăm hàng ngàn người, cũng không quan trọng bằng mạng sống của cậu Long. Xin Thiên nhân đừng do dự." Sắc mặt của người đàn ông họ Lữ kia trầm xuống, quỳ ở trước mặt Đường Tuấn. "Rầm rầm rầm rầm." Người đàn ông họ Lữ quỳ xuống, tiếp đó những người khác cũng lần lượt quỳ theo, trên mặt người người là vẻ kiên quyết, quỳ xuống không có ý đứng dậy. Cuối cùng chỉ còn lại mấy người hòa thượng câm, Mục Văn Phong, Trương Tĩnh Hòa và Chu Xuyên chẳng có liên quan gì tới nghịch luân đứng ở đó. Trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng nhất định Đường Tuấn sẽ thỏa hiệp, thì chỉ thấy anh cười khẩy. Anh tiến lên phía trước một bước, từ trên cao nhìn xuống hơn 10 đệ tử cổ phái đang quỳ phía dưới, trên mặt anh tỏa ra sự lạnh lẽo. Trong mắt mấy người, cậu Long là trụ cột của giới võ đạo, là sao kim, là tương lai. Nhưng theo tôi thấy, anh ta không đáng một đồng, ngay cả một đầu ngón tay của Tiểu Lan cũng không sánh nổi. An nguy của cậu ta thì có liên quan gì tới tôi? Nếu mấy người không muốn anh ta chết đến mức đó, vậy thì tự mình đi mà cứu. Đi để chết thay anh ta, tôi nhường cơ hội lưu danh sử sách này cho mấy người đấy, để mấy người làm dạng dỡ tổ tông. Quỷ U, dẫn đường, không đợi đám đàn ông họ lữ phản bác, Đường Tuấn đã ra lệnh cho quỷ U. chương 1109, anh hiểu biết bao nhiêu về băng cung. Quỷ U giật mình, chợt lao tới ngọn núi ở trung tâm kia, đường Tuấn hử lạnh một tiếng, theo sát phía sau. Đây, đây, đám đàn ông họ lữ không thể tin được. Đây là thiên nhân gì chứ, ngay cả đúng sai cũng không phân biệt được. Một lòng chỉ suy nghĩ chuyện nhi nữ tình trường, so với tên ăn mày trên đường còn không bằng. Trương Bách Hiển giận dữ đứng dậy, nhìn qua đám đàn ông họ lữ nói, chẳng qua cậu ta có nói một câu không sai, cậu ta không muốn đi cứu cậu Long, vậy chúng ta tự mình đi thôi. Lữ mạnh, cậu Long bình thường khá quan tâm tới anh, anh đi theo tôi chứ. Sắc mặt lữ mạnh lập tức khó coi, đột nhiên anh ta rên lên, vừa rồi tôi bị cô gái tả quanh kia quất một roi, đến bây giờ eo vẫn còn đau. Ông đi trước đi, tôi nghỉ ngơi một lát nữa sẽ đi. Anh, Trương Bách Hiển giận dữ, cái cớ này mà cũng dám mượn, nếu thật sự bị tả quanh quất một roi thì lữ mạnh đã chết lâu rồi tống đàm anh thì sao trương bách hiển hỏi một người đàn ông khác người đàn ông đó ôm bụng vừa rồi tôi cũng bị đạp một cú cần tính dưỡng nghỉ ngơi chuyện thông báo cho cậu long giao cho ông vậy sắc mặt trương bách hiển càng ngày càng lạnh ông ta hỏi mấy người khác đáng tiếc những người đó cũng dùng đủ loại đủ kiểu lý do thoái thác ngược lại trong ánh mắt của những người đó khi nhìn về trương bách hiển hiện rõ sự diếu cợt những thứ gọi là chính nghĩa chính là chúng ta lừa gạt người khác đi mất mạng thì được, ông ta lại còn tưởng thật. Cuối cùng, nhiệt huyết của Trương Bách Hiển cũng biến mất, ông ta đã hiểu được, suy nghĩ của mình được cười đến mức nào. Đường Tuấn và Quỷ U bay đến trung tâm đỉnh núi. Hai người đều là cao thủ thần cảnh, tốc độ bay rất nhanh, đạt gần đến vận tốc âm thanh. Chỗ bí cảnh này còn lớn hơn trong tưởng tượng của Đường Tuấn, nhưng nhìn kích thước cũng chỉ khoảng 10 cây số. Hai người bay hơn một phút, Ngọn núi kia vẫn xa xôi giống như ảo ảnh, không hề gần hơn chút nào. Lại là một pháp trận, Đường Tuấn nói nhỏ. Chỉ có pháp trận mới có thể tạo thành tình huống kỳ lạ trước mắt này. Quỷ U không khỏi nhìn về phía Đường Tuấn, quả thật là pháp trận. Sư huynh tôi và cậu Long, trong tay năm người bọn họ đều cầm lệnh bài mới có thể tiến vào trận pháp này, đi đến đỉnh núi kia. Nếu như không có lệnh bài mà tùy tiện tiến vào trong trận pháp thì sẽ bị nhốt ở trong đó, không cách nào tự thoát. Năm người, đường tuấn nhíu mày, thấp giọng nói cậu Long, Vu Trấn Linh, Vương Thanh An và sư huynh của anh, quỷ tử. Cũng chỉ có bốn người thôi, một người khác nữa là ai? Là Mộc Thanh Lam truyền nhân của băng cung, quỷ U giải thích, nghe nói cô ta là đại sư tỷ của thế hệ băng cung này, Tu Vi đã bước vào thiên nhân thần cảnh. Băng cung, đường tuấn nheo mắt, đáy mắt hiện lên sự rét lạnh. Kể từ lúc Thẩm Ngọc Nhu bị mẹ cô ấy dẫn đi, đây là lần đầu tiên Đường Tuấn nghe thấy cái tên Băng cung này. Khi ấy, mẹ của Thẩm Ngọc Nhu còn để lại một cây băng châm muốn giết chết anh, bà ta đã đánh giá thấp thực lực của Đường Tuấn, nhờ đó anh tránh thoát một kiếp. Chương 1110 Mộ Dung Lan, cô sẽ không chết. Nói đến đây, Quỷ U cố ý nhìn về phía Đường Tuấn, dường như muốn thấy dáng vẻ thất thố, kinh hoàng của anh. Đáng tiếc là Đường Tuấn không hợp tác, vẻ mặt vẫn vô cảm bất biến. Nghe đồn là vào năm ngoái băng cung xuất hiện một băng linh thể trời sinh, loại thể chất này chỉ cần trưởng thành, chính là một võ đạo cực cảnh, giết thần cảnh như giết gà. Quỷ U cảm thán, băng linh thể, chắc đúng vậy, băng linh thể này hẳn là Ngọc Nhu. Đường Tuấn nghe đến đó, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hửm, đúng lúc này, sắc mặt đường Tuấn khẽ thay đổi, thân mình hạ xuống từ không trung. Bên trong sơn cốc nhỏ phía dưới, Ngô Chí Khải đang truyền chân khí của mình cho một bà lão. Bà lão nhìn khoảng năm, 60 tuổi, trên người lại mặc chiếc váy dài của các cô gái trẻ, tóc xám trắng, nếp nhăn trên mặt giống như vỏ cây già, khô nhăn nheo. Khí tức của bà ấy mong manh, đồng thời có từng luồng xương mù màu đen chui ra từ lỗ chân lông quanh thân bà ấy, khiến cho làn da bà ấy lại tiếp tục khô héo. Cụ ngô, con không phải sắp chết rồi chứ? Bà lão mở miệng, giọng nói đó trong trẻo rung động lòng người, tựa như thiếu nữ trẻ đẹp tuổi 20 giọng nói và vẻ ngoài hoàn toàn không tương thích, thật sự rất kỳ lạ. Mộ Dung Lan, cô sẽ không chết, tôi sẽ tìm được Vu Trấn Linh, để anh ta giúp cô giải trừ thuật bà Mo trong cơ thể. Ngô trí khải đầu đầy mồ hôi, lộ ra vẻ lo lắng vô cùng. Bà lão với mái tóc hoa dâm này lại là Mộ Dung Lan. Mới chưa được một năm, cô gái đang bước vào tuổi thanh xuân đã biến thành một bà lão có khuôn mặt tiểu tụy trước mắt này. Ngô Chí Khải cố gắng rút sạch chút ít chân nguyên cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, đẩy vào người Mộ Dung Lan, nỗ lực áp chế thuật bà mo trong người cô gái. Trạng thái của ông ta cũng đang không được ổn lắm, từ vài ngày trước kể từ lúc thuật bà mo trong cơ thể Mộ Dung Lan bắt đầu bộc phát, ông ta dường như chưa từng dừng lại. Cứ cách nửa tiếng, Ngô Chí Khải lại dùng chân khí của mình áp chế thuật bà mo trong cơ thể Mộ Dung Lan, làm chậm tốc độ chân khí ăn mòn cơ thể cô gái. Dù cho ông ta ở tu vi Thần Hải cảnh, cũng có chút không ứng phó nổi. Mặc dù ở những lần nghỉ ngơi có thể hồi phục chân khí, nhưng vẫn như hạt cát trong sa mạc. Hơn nữa cho dù Ngô Chí Khải dùng tu vi thần cảnh áp chế, thế nhưng thuật bà mo bá đạo quá mức, không giờ phút nào không ăn mòn cơ thể Mộ Dung Lan. Vì thế, mới chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã khiến cô ấy dạ yếu thành dạng này. Vu Trấn Linh đường đường là truyền nhân của Vu môn, thế mà lại dám hạ độc thủ với một cô gái. Ngô Chí Khải vừa đưa chân khí vào người cô gái Vừa thầm nghĩ, Đường Tuấn, chỉ hy vọng cậu có thể mau chóng đến đây, tôi sắp không chịu nổi rồi. Đôi mắt vốn sáng ngời của Mộ Dung Lan, lúc này lại đục không chịu nổi. Cô ấy vừa mở to mắt, đã trông thấy ở trước mặt có một bóng dáng hơi quen thuộc, người đó đang từng bước đi về phía cô ấy. Mộ Dung Lan tự lẩm bẩm, Cụ Ngô, con sắp chết rồi đúng không? Nếu không sao con lại nhìn thấy anh ấy tới. Tâm trí Cụ Ngô bị chấn động nhẹ một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai ông ta, em sẽ không chết. Đường Tuấn, cậu đã đến. Ngô Chí Khải nhìn Đường Tuấn, trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười tươi giói. Những áp lực đè nén trên người ông ta trong suốt thời gian qua, nay có thể buông xuống, chân khí có dấu hiện được rút về. Ông Ngô, ông cực khổ rồi, sao cho tôi đi, đường Tuấn truyền chân khí cho Ngô Trí Khải rồi kéo ông ta ra, thay thế vị trí của ông ta. Bây giờ, Mộ Dung Lan mới biết đây không phải là ảo giác, từ đôi mắt đục ngầu chảy ra hai hàng nước mắt. Trước đừng nói nữa, anh giúp em thanh trừ thuật bà mo trong người. Audio điện tử võ tấn bền chương 1111, tất cả đều đã qua. Đường Tuấn trầm giọng nói, tay anh đặt trên đỉnh đầu mộ dung lan, chân khí nhu hòa từ lòng bàn tay tuôn ra, truyền vào cơ thể cô gái. Chân khí đi theo tinh thần chạy trong cơ thể mộ dung lan, đột nhiên khuôn mặt đường Tuấn trở nên dữ tợn, sát khí tuôn trào trong mắt. Trong cơ thể mộ dung lan, vô số luồng chân khí yếu ớt đi theo dòng chảy trong mạch máu của cô ấy, những chân khí kia giống như giòi bọ trong xương, rút dần sức sống ra khỏi cơ thể mộ dung lan, để cô ấy không ngừng lão hóa. Thậm chí đường Tuấn cảm thấy, mình đến chậm một chút thôi, thì sức sống trong người mộ dung lan sẽ tiêu tan hoàn toàn, đến thần tiên cũng khó cứu. Phu Trấn Linh, tôi nhất định sẽ giết anh. Đường Tuấn gào thét trong lòng. Rất nhanh, Đường Tuấn đã tìm được những nơi phát ra chân khí đó. Ở lồng ngực của Mộ Dung Lan, một luồng chân khí màu xám to bằng bàn tay chiếm đóng, những chân khí kia bắt đầu tràn ra từ đó, tuần hoàn quanh thân theo mạch máu. Hạt giống thuật bà mo. Thế mà Vu Trấn Linh lại gieo một hạt giống thuật bà mo trong cơ thể Mộ Dung Lan. Hạt giống thuật bà mo lấy khí huyết của Mộ Dung Lan để lớn nhưng khi nó trưởng thành đến một mức độ nhất định sẽ bắt đầu gặm nhắm sức sống của cô ấy. Khó trách ngô trí khải đường đường là thần cảnh lại không thể diệt sạch được. Sắc mặt đường tuấn bình tĩnh tới cực điểm, anh đưa bàn tay kia ra xoa bóp giúp mộ dung lan đỡ đau. Chân khí như gió mùa xuân tràn vào, những chân khí của thuật bà mo như băng tuyết tan rã. Cơ thế của mộ dung lan trở nên dần thoải mái hơn. Cách xoa bóp xuân phong, đây là y thuật cổ xưa mà đường tuấn học trộm được từ sơn hà chu tài đến nay mới có đất dụng võ anh thi triển tu vi thiên nhân thần cảnh so với sơn hà chu tài còn cao minh hơn không biết bao nhiêu lần chân khí của thuật bà mo bị chuyển hóa thành chân nguyên giúp cơ thể mộ dung lan thoải mái hạt giống thuật bà mo kia cũng chuyển hóa thành loại xuân phong hóa vũ biến thành một hạt giống chân khí nạp hạt giống chân khí vào người chính là chân khí của đất trời không cần dùng khí huyết tinh thần của mộ dung lan làm chất dinh dưỡng. Cách xoa bóp xuân phong, tốt chính là tốt ở hai chữ chuyển hóa. Cho dù là di chứng của hồi hồn châm, hay là sát niệm lúc trước bên trong thức hải của Đường Tuấn, hoặc là hạt giống thuật bà mo, cũng đều là đối tượng có thể chuyển hóa. Bên trong cách xoa bóp này có chứa công pháp võ đạo rất cao thâm, đến nỗi Đường Tuấn còn nghi ngờ về nguồn gốc của nó. Khi trong cơ thể xảy ra loại chuyển hóa này, tóc bạc của mộ dung lan một lần nữa trở nên đen nhánh suôn mượt, nếp nhăn khô héo trên mặt khôi phục vẻ bóng loáng trắng nõn, vô cùng mịn màng, đôi mắt đục ngầu dần sáng rực. Lúc đường Tuấn bảo đảm tất cả chân khí thuật bà Mo đều chuyển hóa sạch sẽ, anh mới thu tay lại. chương 1112 khó, quá khó rồi. Trải qua thời gian dài kiên trì và chịu uất ức, trong thời khắc này như tích nước vỡ bờ, nước mắt tuôn trào không thể ngăn lại được. Mộ Dung Lan dù sao cũng là một cô gái, tận mắt thấy mình chỉ trong vòng vài ngày biến thành một bà già nhăn nheo, cảm giác đó không phải người nào cũng có thể hiểu được. Không sao rồi, đường Tuấn vỗ vai mộ dung lan an ủi. Ánh mắt của anh càng ngày càng lạnh, giống như băng trên núi tuyết chục ngàn năm, có thể đóng băng linh hồn của người ta. Mộ dung lan ôm đường Tuấn khóc rất lâu, cuối cùng quá mệt mỏi nên ngủ một giấc thật say. Đường Tuấn giao mộ dung lan cho Ngô Trí Khải. Cậu muốn đi đâu, Ngô Trí Khải không hiểu, giết người, giọng đường Tuấn lạnh như băng. Đường Tuấn, không được đâu, Vu Trấn Linh là vu môn chính thống cường đại nhất, là hậu nhân của lão tổ kia. Cậu không phải là đối thủ của anh ta, huống chi lúc này còn có bốn người khác ở đó, bọn họ cũng chẳng phải dạng vừa. Thừa dịp bọn họ còn đang thi đấu, chúng ta mau chóng rời đi thôi. Với thiên phú của cậu, nhịn thêm 10 năm, thành tựu chỉ có cao hơn bọn họ thôi. Hà tất phải đánh như vậy, Ngô Chí Khải nhanh chóng khuyên nhủ, hơi thở của tôi không ổn đường đi sẽ không thuận lợi hôm nay tôi nhất định phải giết phu trấn linh ai ngăn tôi tôi giết người đó bóng dáng đường tuấn xa dần giọng nói truyền đến từ xa mang theo sát ý vô tận hơi thở không ổn định đường đi không thông thuận chỉ có giết phu trấn linh hơi thở của anh mới ổn định đường đi mới có thể thông thuận lý do của đường tuấn vừa đơn giản vừa thô bạo như vậy nhưng lại là đạo lý lớn nhất trên đời Ngô Chí Khải chỉ có thể nhìn anh đi xa, ông ta quay sang nhìn mộ dung lan, nhỏ giọng nếu cậu ấy có thể làm được thì người đàn ông này của cô rất lợi hại. Tuy nói như vậy, nhưng Ngô Chí Khải biết sẽ rất khó. Không nói đến chuyện Vu Trấn Linh là vu môn chính thống, bây giờ trên trảm mã đài còn có nhóm người cậu Long, Vương Thanh An, Quỷ Tử và Mộc Thanh Lam, có ai không phải võ đạo thiên kiêu. Bất kỳ một người nào, cho dù ở thời kỳ võ đạo cực kỳ thịnh vượng mấy trăm năm trước, cũng là sự tồn tại áp đảo người cùng thế hệ. Bây giờ, loại thiên tài này lại cùng lúc xuất hiện đến 5 người. Khó, quá khó rồi. Đường Tuấn dẫn theo quỷ u bay gần 8 cây số, nhưng đỉnh của trảm mã đài ở ngọn núi trung tâm vẫn xa xôi như ảo ảnh. Rõ ràng ngay trước mắt, nhưng lại không thể đến gần. Đường Tuấn dừng lại đánh giá đỉnh chém ngựa, dường như nó đang ở trong một không gian khác. Quỷ u dừng lại sau lưng anh, gương mặt lộ ra ý cười châm chọc, xung quanh đỉnh chém ngựa đã bị trận pháp bao vây, chỉ khi trong tay cầm lệnh bài đặc chế, nếu không cho dù chúng ta cứ bay mãi, cũng không đến gần nó được. chương 1113 chuyện này không thể nào. Bỗng nhiên đường Tuấn quay đầu nhìn quỷ U, anh thật sự cảm thấy tôi không làm gì được trận pháp này sao? Quỷ U sừng sốt, không lên tiếng nhưng biểu cảm khinh thường trên mặt cậu ta đã nói lên tất cả. Đường Tuấn cứ luôn miệng nói phải giết phu Trấn linh, nhưng bây giờ chỉ với một trận pháp đã có thể ngăn cản anh. Lời nói ban nãy không phải khoác lác thì là gì? Ha ha. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc của Quỷ U hung hăng dậm chân, âm thanh như sấm tuôn ra giữa môi, mở trận pháp. Ngay khi mệnh lệnh của anh vừa kết thúc, bỗng dưng trên không trung dáng xuống từng cột nguyên khí chi trụ. Những cột nguyên khí chi trụ này đến từ không gian hư vô, chỉ to cỡ cánh tay con nít. Cùng với sự xuất hiện của những cột nguyên khí chi trụ này, đột nhiên trong hư không phát ra âm thanh, răng rác tựa như thủy tinh bị đập vỡ. 1, 2, 3 Quỷ U kinh ngạc nhìn những cột nguyên khí chi trụ trước mắt, trong lòng âm thầm đếm. 18 cột Tổng cộng có 18 cột nguyên khí chi trụ. Cơ thể quỷ U chấn động mạnh, không dám tin đây là sự thật. Sư huynh quỷ tử của cậu ta được xưng là thiên tài ngàn năm hiếm có của phái huyền minh quỷ. Bây giờ ở thần cảnh trung kỳ đã hiểu rõ thiên nhân huyền quan. Nhưng sư huynh của cậu ta nhiều nhất cũng chỉ có thể dẫn dắt sức mạnh của 5 cột nguyên khí chi trụ cho mình sử dụng, còn về thần cảnh chưa hiểu rõ cửa ải thiên nhân, chỉ có thể dẫn dắt được một cột. Nhưng bây giờ xuất hiện trước mắt cậu ta, tổng cộng có 18 cột nguyên khí chi trụ. Hơn nữa mỗi một cột đều to hơn so với nguyên khí chi trụ mà sư huynh cậu ta dẫn dắt. Vậy chẳng phải là thực lực của Đường Tuấn mạnh hơn sư huynh cậu ta gấp 3 lần sao? Chuyện này không thể nào, anh ta chỉ mới thần cảnh sơ kỳ cho dù là tiên thiên đạo thể trong truyền thuyết, cũng không có năng lực như vậy. Quỷ U khiếp sợ, nghĩ trong lòng. Sắc mặt đường Tuấn nghiêm nghị, năm ngón tay của bàn tay phải liên tục búng ra. Ngón tay anh búng ra, 18 cột nguyên khí chi trụ kia lập tức chấn áp 18 chỗ, 18 chỗ kia vừa khéo là giao điểm của trận pháp. Giao điểm bị chặn kín, trận pháp tự nhiên không thể xoay chuyển. Trong hư không lượn lờ từng vòng gợn sóng vô hình, đỉnh chém ngựa dần hiện ra rõ ràng trước mặt hai người, còn có thể nghe thấy những âm thanh đánh nhau mơ hồ truyền đến từ bên trên. Đường Tuấn bay về đỉnh chém ngựa, khẽ cao mày, thầm nói, chỉ có 18 giao điểm, quả thật trận pháp này hơi yếu. Chẳng trách lúc đầu cậu Long yếu ớt cũng có thể xông vào, xem ra số anh ta may mắn. Nếu giao điểm tăng thêm gấp đôi, e rằng mình phải dùng hết sức mới có thể phá được trận pháp. Nếu để quỷ u biết được suy nghĩ này của Đường Tuấn, sợ rằng sẽ buồn bã đến mức muốn tự sát mất một hơi dẫn dắt 18 cột nguyên khí chi trụ trấn áp giao điểm trận pháp. Theo cậu ta thấy, đã là cách làm cực kỳ đáng sợ rồi, không ngờ đường Tuấn còn thấy yếu. Lúc này trên đỉnh chém ngựa, cậu Long đang chiến đấu đẫm máu, chương 1114, đúng là muốn chết. Cả người anh ta răng đầy vết thương lớn nhỏ, quần áo bị chém nát, lộ ra vết thương sâu hóm thấy xương. Quỷ tử, Vương Thanh An, Phu Trấn Linh, Mộc Thanh Lam, các người muốn làm gì? Cậu Long phẫn nộ quát to. Vốn dĩ anh ta đang đánh với Quỷ Tử, mắt thấy sắp đánh bại đối phương, không ngờ ba người còn lại đồng thời ra tay đánh anh ta trọng thương. Nếu không phải anh ta dùng hết mọi cách, thực lực mạnh mẽ, lúc này đã là vong hồn dưới tay bốn người bọn họ từ lâu. Làm gì hà? Quỷ Tử nở nụ cười dữ tợn, đương nhiên là giết anh. Chẳng phải chúng ta đã hứa dùng thắng bại ở đỉnh chém ngựa để quyết định cục diện tương lai sao? Cậu Long hỏi uổng cho anh được người ta xưng là cậu Long, tôi thấy cậu chưa thì đúng hơn, đồ óc heo. Quỷ tử châm chọc, anh là cái thá gì, cũng xứng thảo luận chuyện cục diện với chúng tôi. Muốn dùng một trận đấu võ để chúng tôi dừng tay, anh coi mình là người đứng đầu thiên hạ à. Vốn còn đang nghĩ sẽ giết anh thế nào, không ngờ anh lại ngây thơ như thế, dám hẹn chúng tôi ở trảm mã đài. Nhưng nhờ vậy, đỡ cho chúng tôi phải tốn công suy nghĩ, nói anh là óc heo thật sự chẳng quá đáng chút nào. Quỷ tử, nói nhiều như vậy làm gì mau giết anh ta đi sau đó thuận tiện giết luôn đám thổ dân trần tục bên ngoài kia tôi còn muốn xem dáng vẻ đáng thương của cái người hậu thiên đạo thể chết vợ kia nữa vu trấn linh lạnh lùng nói giết kiếm của vương thanh an phát ra tiếng rồng gầm dường như nó đang rất hưng phấn hai tay cậu long siết chặt trong mắt dường như muốn máu đỏ trước khi đến gặp ở trảm mã đài những người cấp cao ở nghịch luân cũng bảo anh ta phải đề phòng có bẫy nhưng anh ta quá tự tin về bản thân, hay là nói từ nhỏ đến lớn, cảm giác của anh ta về bản thân quá lợi hại. Cảm thấy cả thế giới đều nên khuất phục dưới chân anh ta. Cho dù thực lực của nhóm người Vương Thanh An không yếu hơn anh ta, nhưng anh ta vẫn không để trong lòng. Bây giờ, cuối cùng anh ta đã thua bởi sự tự tin mù quáng của mình. Chính vào lúc bốn người tử quỷ muốn ra tay giết chết cậu Long, đột nhiên trên không trung truyền đến tiếng vang trầm đục hai người đường tuấn và quỷ u xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Quỷ u, cậu đến đây làm gì? Chẳng phải tôi bảo cậu đợi ở bên ngoài sao? Quỷ tử nhìn thấy quỷ u, anh ta nhớ mày. Sư huynh, anh ta là hậu thiên đạo thể, người của chúng ta bên ngoài đều bị anh ta giết hết, mọi người đi mau. Quỷ u cao giọng hét lớn. Đường Tuấn có thể dẫn dắt 18 cột nguyên khí chi trụ, thực lực quá khủng khiếp. Cậu ta phải báo tin này cho sư huynh biết nhưng đường tuấn không cho cậu ta cơ hội nói tiếp khi quỷ u nói đến đó đường tuấn đã dùng một trường đánh nát đầu cậu ta đúng là muốn chết quỷ tử sửng sốt lửa giận trong mắt bùng cháy anh là hậu thiên đạo thể đường tuấn phải không tôi là cậu long của nghịch luân mau thay tôi ngăn họ lại cho dù có chết cũng phải làm được chỉ cần tôi có thể thoát khỏi chỗ này anh chính là ân nhân của nghịch luân ân oán khi trước có thể xóa sạch cậu long cứ như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng anh ta điên cuồng hét lên. Trong lúc nói chuyện, cậu Long đã bay đến trước mặt Đường Tuấn. Tuy anh ta bị thương, nhưng khí tức cả người vẫn rất mạnh mẽ, cao hơn mấy phần so với Đường Tuấn. Anh ta từ trên cao nhìn xuống Đường Tuấn, "Mau thay tôi ngăn họ lại, có nghe thấy không?" Bốp. "Chương 1115 chính là tôi." Đường Tuấn trực tiếp tát lên gương mặt đẹp trai của cậu Long. Cậu Long nhất thời không để ý, vậy mà không hề đề phòng. Cậu Long nhất thời không phản ứng kịp, cậu ta che má, vẻ mặt khó hiểu. Bọn họ nói anh là ốc heo vẫn còn phóng đại đấy, anh là đồ ngu. Đường Tuấn châm chọc, không chút khách sáo. Cậu Long từng nhiều lần cử người giết Đường Tuấn, thù sâu như biển. Bây giờ còn dám bảo anh thay anh ta ngăn nhóm người vu trấn linh, thậm chí liều mạng chiến đấu vì anh ta. Loại người này không phải đồ ngu thì là gì? Anh là cái thá gì, dám sỉ nhục tôi? Cậu Long lấy lại tinh thần, điên cuồng gầm lên. Bốp, đường Tuấn lại dùng một trường đánh bay anh ta. Cậu Long ở trạng thái mạnh mẽ nhất có lẽ còn có thể gây chút áp lực cho đường Tuấn, nhưng bây giờ anh ta bị thương rất nặng, gần như chỉ còn lại chút hơi tàn. Vậy mà còn dám hung hăng trước mặt anh, thật đúng là không biết sống chết. Trong lòng cậu Long nhục nhã đến cực điểm, ánh mắt oán độc nhìn đường Tuấn, nhưng lại không dám nói thêm gì. Chỉ cần để tôi thoát khỏi đây, các người đều phải chết. Cậu Long nói thầm. Đường Tuấn nhìn bốn người trước mặt, lạnh lùng hỏi các người ai là Vu Trấn Linh. Ánh mắt ba người còn lại nhìn về phía Vu Trấn Linh, anh ta hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói chính là tôi. Là anh đã gieo hạt giống thuật bà mo vào cơ thể mộ dung lan. Đường Tuấn hỏi, đúng vậy, vụ trấn hồn kiêu ngạo cười, người bình thường không có tư cách chết dưới hạt giống thuật bà mo, cô ta nên cảm thấy vinh hạnh. Ha ha, có phải anh đã nhìn thấy dáng vẻ chết thảm của cô ta không? chật chật mắt thấy bản thân mình từ từ già đi với một cô gái mà nói còn đáng sợ hơn cả cái chết chỉ đáng tiếc tôi không được nhìn thấy tận mắt cơ thể vu trấn linh đứng thẳng người như cây cột lớn chống đỡ trời đất chân khí khủng khiếp tỏa ra khắp người anh ta đập vào không khí phát ra âm thanh như thủy triều gào thét lòng bàn tay anh ta vông ra một trường nguyên khí biển cả của năm cột nguyên khí từ hư không lao ra cuối cùng rơi xuống lòng bàn tay anh ta như ngũ chỉ sơn của phật tổ áp lực vô tận bùng ra từ bàn tay anh ta sắc mặt quỷ tử nghiêm túc như gặp phải kẻ địch lớn nhưng gương mặt vẫn cười tủm tỉm vu trấn linh chẳng qua anh ta chỉ là thổ dân trần tục tuy nghe nói đã khơi thông nguyên khí biển cả nhưng cố hết cỡ cũng chỉ dẫn dắt được hai ba cột nguyên khí chi trụ thôi một lần mà anh dùng đến năm cột nguyên khí chi trụ hình như có hơi ức hiếp người ta đó vu trấn linh cười khẩy tôi ức hiếp anh ta đấy thì sao yếu đuối chính là có tội tôi muốn anh ta sống thì sống, muốn anh ta chết thì chết. Kiếm đài vương Thanh An nghe vậy, cũng lắc đầu, vu trấn linh dẫn dắt năm cột nguyên khí chi trụ, một đòn này ngay cả ông ta cũng phải cẩn thận đối đầu. Chỉ là một hậu thiên đạo thể, tuyệt đối chết không toàn thây. Audio điện tử võ tấn bền chương 1116 trời đất chấn động ẩn đầu nhìn vu trấn linh, vẻ mặt bình tĩnh lại không buồn không vui, mỉm cười có một câu anh nói rất đúng yếu đuối chính là có tội anh nhìn mấy người kia nói bằng giọng bình tĩnh thứ cho tôi nói thẳng mấy người các người đều là rác rưởi quá yếu ớt thằng nhóc này muốn chết mà ngông cuồng mấy người họ đồng loạt thay đổi sắc mặt quát lớn Vu Trấn Linh cười diễu cợt anh ta siết chặt bàn tay đánh về phía Đường Tuấn nguyên khí chi trụ võ đạo hợp lại làm một hóa thành một con rồng nguyên khí dài rồng dài rất sống động y như thật nó phẫn nộ gầm lên như muốn nuốt chửng đường tuấn vu trấn linh nở nụ cười ác độc dường như đã nhìn thấy kết cục của đường tuấn nhưng đối mặt với cú đấm này đường tuấn chỉ tách hai tay ra con rồng chân khí mang theo sức mạnh khủng khiếp trực tiếp bị xé nát hóa thành nguyên khí tan biến giữa trời đất đường tuấn sáp đến gần vu trấn linh nện một cú lên mặt anh ta sức mạnh cú đấm này rất lớn khiến nửa bên mặt của vu trấn linh lõm vào trong một cú đấm vu trấn linh đã bị thương nếu không phải anh ta lùi lại kịp lúc cú đấm kia đã có thể đập nát đầu anh ta năm cột nguyên khí chi trụ rất lợi hại sao đường tuấn thu nắm đấm thuận miệng hỏi bùm trời đất chấn động sau lưng đường tuấn cũng hiện ra năm cột nguyên khí chi trụ hơn nữa còn to hơn của vu trấn linh tôn anh lên như một vị thần vẻ mặt năm người vu trấn linh cậu long vương thanh an quỷ tử và mộc thanh lam ngơ ngác nhìn cảnh tượng này như gặp phải kẻ địch lớn vào lúc này họ mới xem đường tuấn là đối thủ đáng để coi trọng dám làm tiểu lan bị thương tôi phải giết anh giọng nói đường tuấn lạnh lẽo cùng ra tay tuyệt đối không thể để anh ta giết phu trấn linh vương thanh an là kiếm đài trời sinh của kiếm môn ông ta là người quả quyết nhất lập tức hét lên bùm 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 vừa dứt lời chân khí trên người mộc thanh lam quỷ tử vương thanh an cùng lúc bộc phát sau lưng quỷ tử hiện lên năm cột nguyên khí chi trụ. Vương Thanh An và Mộc Thanh Lam thì nhiều hơn, có đến 6 cột. Chương 1117, chỉ được cái tiếng. Mà lúc này, 23 cột nguyên khí chi trụ chắn ngang bầu trời. Dưới sự chung tay của bốn người, ngay cả trời đất cũng biến sắc, vùng đất bí ẩn này gần như sắp sụp đổ. Cho dù ban nãy bọn họ cùng hợp sức vây giết cậu Long, cũng không có được uy lực bậc này. Nguy rồi, nguy rồi khóe môi cậu long run rẩy anh ta cũng dẫn dắt sáu cột nguyên khí chi trụ không phân cao thấp với vương thanh an nhưng nhớ lại dưới sự chung tay toàn lực ứng phó của bốn người này ngay cả một chiêu anh ta cũng không đỡ nổi trong mắt anh ta lập tức lộ ra vẻ ác độc tự nói với bản thân tên khốn này làm lỡ chuyện lớn của mình rồi vừa rồi nếu anh ta giúp mình cản bốn tên kia mình sẽ có khả năng cao rời khỏi đây nhưng bây giờ chỉ có thể chết chung với anh ta có thể chết dưới tay của bốn chúng tôi là chuyện vinh hạnh nhất đời này của cậu. Vương Thanh An bình tĩnh lên tiếng. Ông ta vùng thanh kiếm dài trong tay, cất tiếng, kiếm này có tên là Linh Phong, từ khi tôi vào trần tục chưa từng rút ra khỏi vỏ. Hôm nay tôi sẽ dùng nó để chém cậu. Hai tay quỷ tử hóa thành vuốt quỷ đen ngòm, khí tức tanh hôi khó ngửi truyền đến từ bên trên. Váy dài của Mộc Thanh Lam tung bay, gió tuyết khuấy động quanh người. Hơi nước trong không trung bị cô ta dùng bí pháp ngưng kết, hóa thành từng lưỡi dao băng mỏng, lơ lửng xung quanh cô ta, mục tiêu nhắm thẳng vào đường Tuấn. Nửa bên mặt của Vu Trấn Linh hiện ra đường hoa văn thần bí, lại thêm chữ viết cực kỳ cổ xưa. Những hình vẽ này đang tỏa ra ánh sáng, duy trì sức mạnh và cơ thể của anh ta. Chỉ được cái tiếng. Đường Tuấn cười chế nhạo, suy nghĩ của anh xoay chuyển, sau lưng lại hiện ra 13 cột nguyên khí chi trụ. Chuyện này, chuyện này làm sao có thể? Trong mắt những người đó không khỏi kinh hãi. Đường Tuấn siết chặt lòng bàn tay, trong hư không xuất hiện bàn tay chân khí, bóp chặt bốn người. Phập, quỷ tử yếu nhất trong cả đám, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, trực tiếp bị bóp nát. "Chém cho tôi." Vương Thanh An muốn dùng thanh kiếm Linh Phong trong tay mình để chém đứt bàn tay chân khí, nhưng lại không cách nào chuyển động được, cuối cùng ông ta cũng bị bóp chết. Chỉ còn sót lại thanh kiếm Linh Phong kia. Mục Thanh Lam thì bị thương nặng, Đường Tuấn vẫn còn chuyện muốn hỏi cô ta nên cố ý giữ lại một mạng. Vu Trấn Linh vốn đã bị thương nặng nên chỉ kịp hét lên một tiếng thê thảm, anh ta cũng bị bóp nát, hóa thành xương máu. Dưới một đòn tấn công thì bốn thiên kiêu, đã có ba người lập tức bị bóp nát, một người bị thương nặng. Cậu Long đứng bên cạnh, nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác, cứ như kẻ ngốc. Một thanh làm bị một trưởng của đường Tuấn làm cho bị thương nặng, cơ thể mềm mại lung lay sắp ngã, hơi thở suy yếu đến cực điểm khi cô ta nhìn thấy cảnh tượng ba người vu trấn linh bị một trường bóp chết, sự chấn động trong lòng khiến cô ta quên luôn vết thương của mình. chương 1118 có bản lĩnh thì anh giết tôi đi. Anh, anh có biết mình đang làm gì hay không? Mộc thanh làm ngơ ngác hồi lâu, sau đó mới bừng tỉnh như thấy việc gì đó rất khủng khiếp. Cô ta điên cuồng quát đường Tuấn, anh dám giết ba người họ, anh chết chắc rồi. Người thân của anh, bạn bè của anh sẽ phải chết chung với họ. Vu Trấn Linh xuất thân từ Vu Môn, nay đã khôi phục, Vu Môn mơ hồ có xu thế trở thành môn phái lớn đứng đầu thế giới. Lai lịch của môn phái này cực kỳ lâu đời và thần bí, thậm chí còn có thể bắt nguồn từ thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế trong thần thoại, truyền thuyết. Ngàn năm trước, Vu Môn từng xuất hiện một lão tổ tài năng tuyệt thế, dùng tu vi võ đạo cực cảnh tung hoành thế giới năm đó, thực lực vô cùng thâm hậu. Phe phái huyền minh quỷ và kiếm môn cũng rất lợi hại, được xếp vào hàng ngũ ba thánh địa lớn cùng băng cung của cô ta. Tuy lịch sử không lâu đời như vu môn, nhưng cũng có truyền thừa ngàn năm làm thực lực. Ít nhất cũng từng xuất hiện một cường giả võ đạo cực cảnh, chỉ có môn phái thế gia như vậy mới xứng được xưng là thánh địa. Mà giới võ đạo hiện nay, chính là cục diện một môn phái ba thánh địa. Hôm nay Đường Tuấn coi như đã đắc tội hết với cả bốn nhà. Diệt người thừa kế của một môn phái ba thánh địa chặt đứt hy vọng của họ là mối thù không đội trời chung chỉ cần tin tức này truyền ra ngoài, không lâu sau, người của ba nhà sẽ tìm đến cửa. Đến lúc đó khó tránh khỏi một trận chém giết máu tanh. Đường Tuấn tuy mạnh, nhưng sao có thể so được khi ba nhà cùng hợp sức. Như con kiến dưới bánh xe, chỉ chốc lát đã bị nghiền nát. Ba nhà lớn vì muốn giải tỏa phẫn nộ, đến khi đó ở Trần Tục Hế ai có quan hệ với đường Tuấn e rằng cũng phải chịu cảnh bị tàn sát. Cơ thể cậu Long run rẩy, hiển nhiên cũng nghĩ đến khả năng này, trong mắt anh ta lộ vẻ kinh hãi chỉ vào đường tuấn mắng anh là tội nhân của cả giới võ đạo bản thân gây ra họa lớn còn muốn kéo chúng tôi gánh cùng họ đường kia nếu anh thật sự can đảm vậy thì tự mình làm tự mình chịu tự phế võ công tôi đưa anh đến ba nhà kia nhận tội chịu phạt dùng cái chết của anh đổi lại bình yên cho giới võ đạo cũng coi như anh chết có ý nghĩa bốp cậu long vừa nói xong đường tuấn trở tay tát lên mặt anh ta cả người cậu long bay ra ngoài, dụng mấy cái răng dáng vẻ chật vật đến cực điểm. Đường Tuấn liếc qua Mộc Thanh Lam, ánh mắt anh lạnh lẽo, chuyện này không cần cô lo. Nghe nói cô đến từ băng cung, vậy thì hãy trả lời tôi mấy vấn đề. Gương mặt xinh đẹp của Mộc Thanh Lam nghiêm nghị, giọng nói vô cùng kiên cường, nằm mơ. Có bản lĩnh thì anh giết tôi đi. a à, họ đường kia, tôi và anh không đội trời chung. Đợi lão tổ nhà tôi thức dậy từ giấc ngủ say, Trần Tục này sẽ vì anh mà chìm vào biển máu. Chính vào lúc này, đột nhiên giữa trời đất vang lên âm thanh sắc bén khó nghe. Chỉ thấy chỗ của Vu Trấn Linh, người vốn đã bị bóp nát, hiện ra bóng người gần như trong suốt. Diện mạo của bóng người kia chính là Vu Trấn Linh. Không chỉ có Vu Trấn Linh, thể tinh thần của hai người Vương Thanh An và Quỷ Tử cũng hiện ra. Dưới đòn tấn công ban nãy của Đường Tuấn, thân cảnh bình thường tuyệt đối sẽ chết đến không thể chết thêm được nữa. Nhưng ba người này đều là thiên tài của các môn phái thế gia, từ nhỏ đã dùng vô số bảo vật được tích lũy, thức hải tinh thần ngưng tụ đến cực điểm, đồng thời cũng ngưng tụ ra pháp tướng tinh thần, thậm chí so với thể tinh thần của ba trưởng lão vô tự bối mà ban đầu Đường Tuấn gặp ở chùa bái đính còn rắn chắc hơn. Chương 1119, đây là cái gì? Cho dù cơ thể bị hủy, cắt đứt đường sống, nhưng chỉ cần thể tinh thần của họ vẫn còn, dựa vào thực lực của cả ba nhà, không chừng còn có thể giúp họ sống lại thể tinh thần, cậu Long điên cuồng gào thét, ba vị à. Chuyện này không liên quan đến giới võ đạo trần tục chúng tôi, là do một mình đường tuấn làm. Thể tinh thần của ba người vu trấn linh tụ lại với nhau. Ánh mặt trời nóng bỏng soi chiếu, thể tinh thần là linh hồn thuộc hệ âm, âm dương tương khắc. Nhưng bọn họ lại không chút sợ hãi, hiển nhiên đã tôi luyện thể tinh thần đến mức chuyển âm thành dương. Cậu Long, bảo tên nhóc này tự phế tu vi, đồng thời giao công pháp anh ta tu luyện cho chúng tôi chúng tôi có thể sẽ mở lòng từ bi không truy cứu các người nữa giọng nói âm trầm của quỷ tử vang lên vu trấn linh cười lạnh một tiếng trong giọng nói mang theo sát ý nồng đậm tôi biết anh xuất thân từ nhà họ đường nếu anh không làm theo lời chúng tôi nói tôi sẽ ra lệnh vu môn giết chín tộc của anh đào thi thể của cha và ông nội anh từ trong mộ ra treo thi thể lên đánh nghiền xương thành cho khiến bọn họ vĩnh viễn không thể siêu thoát cậu long nghe vậy lập tức quát đường tuấn có nghe thấy không còn không tự phế tu vi các người muốn chết à đường tuấn híp mắt trong mắt lóe lên sát ý chết vu trấn linh cười càng thêm lạnh lẽo chúng tôi đã chết một lần rồi bây giờ là cơ thể pháp tướng do thể tinh thần ngưng tụ phó đạo mà anh tu luyện không thể gây ra tổn hại gì với chúng tôi anh lấy cái gì để giết chúng tôi đúng vậy vương thanh an nói bằng giọng kiêu ngạo cho dù là trong một môn phái ba thánh điệp cũng không có công pháp có thể khiến pháp tướng tinh thần tổn thương. Cậu không giết được chúng tôi, một khi chúng tôi trở về, chỉ cần là người có quan hệ với cậu, đều phải chết. Cậu tự nghĩ kỹ đi. Giữa hàng chân mày của kiếm đài trời sinh của kiếm môn hiện ra dấu ấn màu xanh nhạt. Dấu ấn đó là thần kiếm đã thu nhỏ lại rất nhiều, chính là cách ngưng tụ pháp tướng độc nhất, chỉ có ở kiếm môn. Xiết không chết, ha ha, trên đời này làm gì có bất tử thật sự. Đường Tuấn vẫn bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn ba người kia các người nói võ giả của trần tục là đám quê mùa đạo thống không hoàn chỉnh võ đạo không tinh thông nhưng trong mắt tôi các người cũng chỉ là kẻ nhà quê khi nói chuyện anh giơ nắm đấm giữa chân mày rồi rút ra từng chút giống như đang rút đao ra khỏi vỏ đường tuấn cầm trong tay một thanh đao được tạo thành từ tinh thần lực thuần túy thân đao trong suốt ánh mặt trời có thể chiếu xuyên qua nhưng đao ý bên trên lại mang theo mùi vị hiên ngang không thể xâm phạm cứ như có thể chém đứt hỗn độn, xé rách bầu trời, khiến người ta càng thêm khiếp sợ là sát ý trên mặt đao như biển lớn mênh mông. Đao vừa xuất hiện, mọi người ở đây chỉ cảm thấy da thịt lạnh lẽo, da gà nổi từng lớp. Ba người Vu Trấn Linh là cơ thể pháp tướng tinh thần, lúc này cũng cảm giác được một sự nguy hiểm mạnh mẽ đang bao trùm trái tim họ. Đây là cái gì? Kiếm đài trời sinh vương thanh an. Do biết đao kiếm có chỗ tương tự nên ông ta càng thêm e ngại với thanh đao và giao ý trong tay Đường Tuấn, ông ta run lẩy bẩy cất tiếng hỏi. Chương 1120 chỉ có sống sót mới là nhất. Sức mạnh người phàm cũng có thể giết thần. Đường Tuấn nói xong câu cuối, anh lập tức chém một đao. Đao ý chém ra, tựa như cách biệt trời đất, mặt trời nóng bỏng trên bầu trời dường như cũng ảm đạm theo, ngay cả gió cũng ngừng thổi. Ba người Vu Trấn Linh vốn không coi một đao này ra gì, nhưng đao vừa chém ra, ba người mới hiểu bản thân quá xem thường nó rồi. Một lần khinh thường này đã thổi bay cơ hội cuối cùng được sống lại lần nữa của họ. Ánh đao lướt ngang không chung, mượt như cắt bơ, chỉ chốc lát đã chém ngang thể tinh thần của ba người Vu Chấn Linh. Thể tinh thần không như cơ thể máu thịt, cho dù bị chém nứt vẫn có thể hồi phục. Khi ba người Vu Chấn Linh muốn sử dụng bí pháp hồi phục thể tinh thần lại lần nữa, thì sát niệm và oán niệm khủng khiếp bộc phát từ miệng vết thương do đau ý chém ra khiến ba người chỉ kịp hết thảm, dùng ánh mắt cực kỳ ác độc nhìn đường Tuấn lần cuối. Sau đó thể tinh thần của bọn họ hóa thành từng đốm sáng nhỏ, hoàn toàn tan biến giữa đất trời. Thanh đao tinh thần trong tay đường Tuấn tan biến, chém ra một đao kia, sức mạnh tinh thần của đường Tuấn cũng tiêu hao quá lớn, sắc mặt anh hơi tái nhợt. Anh quay đầu nhìn một thanh lam, lặp lại lời ban nãy cô nói lần nữa. Mộc thanh lam há miệng, dường như có thể nhét vừa cả một quả trứng gà. Cuối cùng, cô ta nuốt nước miếng, lần đầu tiên trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lộ ra vẻ cung kính, thậm chí còn cúi nửa người, nhẹ giọng nói, ngài đừng có điều gì muốn hỏi. Mộc thanh lam không thể không cúi đầu. Thực lực của cô ta cũng chỉ mạnh hơn vu Trấn linh hai ba lần thôi, trước kia còn kiên cường chẳng qua là dựa vào con át chủ bài pháp tướng tinh thần. Nhưng hiện tại dưới một đao của đường tuấn, pháp tướng tinh thần mà ba người vu trấn linh lấy làm niềm tự hào lại chẳng đỡ nổi một giây chẳng phải điều đó có nghĩa là đường tuấn muốn giết cô ta cũng không cần tốn nhiều sức dù lúc này sắc mặt đường tuấn tái nhợt trông như suy yếu thì mộc thanh lam cũng không dám có bất kỳ suy nghĩ hay ý tưởng sằng bậy nào có lúc đám đệ tử thế gia này yêu quý mạng sống của mình hơn bất cứ ai ngay cả đánh cược cũng chẳng dám mà cậu long thì càng khỏi phải nói cho đến nay anh ta luôn tự cho rằng mình là người đứng đầu lứa trẻ tuổi trong nước Việt Nam, từ nhỏ đã sống dưới sự vinh quang này. Cho dù biết rằng có Hậu Thiên Đạo thể xuất hiện, anh ta cũng chưa từng coi ra gì. Chẳng qua là sai Tống Hữu Đức cùng với bốn nhân viên chấp pháp thần cảnh đi giết Đường Tuấn. Vào một tiếng trước, anh ta còn cảm thấy Đường Tuấn chẳng có tư cách để anh ta ra tay. Nhưng hiện tại, sự mạnh mẽ của Đường Tuấn đã vượt khỏi sự nhận biết của anh ta. Đầu tiên là với một đòn đã đánh bại hết truyền nhân của bốn thế gia lớn, sau đó là một đao chém thần càng khiến cậu long sợ bể mật. Lúc này kẻ kiêu ngạo như anh ta mới biết suy nghĩ của mình buồn cười biết bao. Không, mình mới là kẻ đứng nhất, chỉ có sống sót mới là nhất. Cậu Long chợt nghĩ thầm, anh ta và Đường Tuấn đều có nỗi oán hận đến tận xương tủy như nhau, Đường Tuấn mạnh lên sẽ ảnh hưởng đến địa vị của anh ta, anh ta tuyệt đối không cho phép Đường Tuấn tiếp tục mạnh như thế. Audio điện tử võ tấn bền. Trường 1121 chẳng qua là chỗ đó thật sự tồn tại sao. Cuối cùng, đường Tuấn kìm xuống sát ý trong lòng. Uy tín của cậu Long trong giới võ đạo nước Việt Nam đang lớn, có rất nhiều sự ủng hộ, cho dù có vài người chỉ lợi dụng cậu Long. Nhưng nếu giết anh ta thật, chắc chắn sẽ gây ra náo loạn cho giới võ đạo. Biến qua một bên dùm, lát nữa hãng nói sau. Đường Tuấn khoát tay, tùy tiện nói với cậu Long, đáy mắt cậu Long thoáng qua cơn tức giận, nhưng lại cười nhường sang một bên. Tôi hỏi cô, Thẩm Ngọc Nhu ở trong băng cung phải không? Đường Tuấn hỏi Mộc Thanh Lam. Mộc Thanh Lam hơi khựng lại, sau đó cung kính đáp, hôm nay đúng là tiểu sư muội ở trong băng cung, em ấy là băng linh thể, lại là con gái của cung chủ, hôm nay ở trong cung yên ổn. Chỉ có điều, có điều gì, đường Tuấn nhíu mày. Cơ thể yêu kiều của Mộc Thanh Lam run lên, nói, chỉ có điều hình như tiểu sư muội rất đau lòng, khóc suốt cả ngày trời. Cung chủ buộc em ấy tu hành mỗi ngày, không để em ấy rời khỏi băng cung. Ngày nào em ấy cũng gào thét đòi gặp anh Đường. Cung chủ biết là anh nên đã ra lệnh phải giết anh. Sắc mặt Đường Tuấn lạnh đi, nói, lệnh phải giết. Ngọc Nhu, anh sẽ mang em trở về. Ánh mắt Đường Tuấn nghiêm lại, vô cùng kiên định nói. Mộc Thanh Lam xa sầm mặt mày, nói, ngài Đường, tôi khuyên anh nên bỏ ý nghĩ này đi. Tiểu sư muội là tương lai của băng cung tôi, ở lại băng cung là trốn về tốt nhất của em ấy, tuyệt đối không để có sơ suất. Băng cung tôi cũng từng tạo ra cường giả cực cảnh, hơn nữa không chỉ có một, đại cung chủ chỉ còn một bước nữa đã tiến đến cực cảnh. Nếu ngài đường dám đi đến đó, không biết có nghĩ đến hậu quả hay không. Điều này không cần cô lo. Đường Tuấn nhìn một thanh lam, đột nhiên hỏi, Quỷ U từng nói, các tông phái thế gia của mấy người đã liên hiệp lại rồi, đang mở ra một bí cảnh bí cảnh đó ở đâu mộc thanh lam ngẩn người lần đầu tiên trong mắt cô ta lộ vẻ lúng túng chuyện mở bí cảnh này liên quan đến bí mật của các tông phái và thế gia có ảnh hưởng to lớn hả thấy mộc thanh lam hơi do dự sắc mặt đường tuấn trầm xuống khí tức hơi ngưng lại dồn ép khiến cô ta cúi người xuống cuối cùng mộc thanh lam thốt ra hai chữ đường tuấn mới thu hồi khí tức đường tuấn hơi biến sắc thấp giọng nói nếu thật sự là chỗ đó thì hoàn toàn có khả năng Chẳng qua là chỗ đó thật sự tồn tại sao? Dù sao đó cũng là Đảo Tiên Bồng Lai trong truyền thuyết. Đường Tuấn nhìn về phía đỉnh Trảm Mã Đài, cầm lấy kiếm linh phong rơi trên đất. Trước đó thanh kiếm thần binh này là của Vương Thanh An, vẫn sáng bóng như mặt gương, không dính giọt máu nào. Kiếm vẫn như cũ, đáng tiếc chủ nhân đã không còn. Đường Tuấn nhìn thân kiếm, ánh mắt lạnh dần, nói: "Đi thôi." Chương 1122, muốn trách thì trách cô tìm nhầm đàn ông rồi hai người Mộc Thanh Lam và cậu Long im lặng đi theo phía sau đường Tuấn. Yến Đình Khôi đâu? Đường Tuấn đi ra chảm mã đài, thuận miệng hỏi. Anh không hề trông thấy Yến Đình Khôi bên trong chảm mã đài. Đường Tuấn dẫn Yến Đình Khôi đến ở nhà mộ dung, khi vu Trấn Linh gieo hạt giống vù thuật vào mộ dung lan, Yến Đình Khôi không chỉ làm như không thấy mà còn rời khỏi nhà mộ dung. Loại người như thế, Đường Tuấn không dự định giữ lại. Mộc Thanh Lam nhíu mày nói, trước đó ông ta vào cùng với vu Trấn Linh, sau đó hình như Vu Trấn Linh đã giao phó cho ông ta việc gì lớn lắm nên đã đi rồi. Đi rồi à, Đường Tuấn cười khẩy nói, kẻ này đúng thật là mạng lớn. Yến Đình Khôi chỉ là một nhân vật nhỏ, Đường Tuấn cũng không để trong lòng làm gì. Ba người đi đến chỗ trận pháp, cậu Long và Mộc Thanh Lam còn muốn dựa vào lệnh bài để đi ra ngoài, nhưng chỉ thấy Đường Tuấn đạp phía trước một cái, 18 cột nguyên khí đã nhanh chóng đẻ xuống 18 vị trí. Ba người ung dung đi ra, nhưng cậu Long và Mộc Thanh Lam lại thấy chấn động lần nữa. Thực lực của Đường Tuấn thể hiện còn mạnh hơn gấp mấy lần bọn họ tưởng tượng. Suốt cuộc kẻ này tu luyện thế nào vậy? Lòng cậu Long giận dữ và bất bình. Đây thật sự là hậu thiên đạo thể sao? Trong sách cổ ở băng cung có ghi chép về hậu thiên đạo thể, ngay cả băng linh thể của tiểu sư muội còn chẳng bằng hậu thiên đạo thể, sao người này lại mạnh đến vậy? E rằng chỉ có tiên thiên đạo thể mới có thể làm được nhỉ? Mộc thanh lam nhìn bóng lưng đường tuấn, ánh mắt sợ hãi này tiểu lan và cụ ngô đâu đường tuấn đi đến một nơi khác với mộ dung lan nhưng không thấy hai người đâu anh khởi động tinh thần tinh thần lực trong óc chút xuống như thủy triều một lát sau sắc mặt anh trở nên nặng nề như bầu trời sắp chút cơn mưa như thác đổ ở lối vào của trảm mã đài ngô trí khải và mộ dung lan bị bao vây bởi một đám người trạng thái của ngô trí khải vẫn chưa khôi phục trong lúc nhất thời không có cách nào đột phá vòng vây của bọn họ cô gái này chính là bạn gái của Đường Tuấn. Thằng cha họ đường đó đã từ chối cứu cậu Long là vì cô ta mới vừa nãy trên trảm mã đài xảy ra động tĩnh lớn như vậy, nghĩ lại hẳn là cậu Long đã gặp bất chắc rồi. Đường Tuấn đáng chết, cô gái này là tai họa gián tiếp hại chết cậu Long, càng đáng chết hơn. Trương Bách Hiển chỉ vào mộ dung lan, lạnh lùng nói. Mục Văn Phong trầm giọng nói, Trương Bách Hiển, chuyện này không phải lỗi của cô mộ dung. Đường Tuấn muốn cứu ai là do anh ta tự lựa chọn, Mấy người không thể làm thế chứ? Không thể, vì sao lại không thể? Trương Bách Hiển chế giễu cười một tiếng, nói anh ta có thể không cứu cậu Long. Sao chúng ta phải nói nhân nghĩa với anh ta? Mục Văn Phong, tôi khuyên anh không nên ra tay, cổ hồng lĩnh của anh tuy mạnh, nhưng cũng không phải mạnh nhất. Thế ra bọn tôi liên hiệp lại, dù là cổ hồng lĩnh của anh cũng không chống đỡ nổi. Quả nhiên, sau khi Trương Bách Hiển nói lời này xong, Mục Văn Phong thoáng lộ vẻ do dự chương 1123, ông già này có lỗi với cậu. Giọng nói chấn động đất trời đó vang lên, cánh tay đang dơ lên của Trương Bách Hiển lập tức cứng đờ giữa không chung, ông ta hơi lúng túng. Đường Tuấn một mình tiến vào trảm mã đài, ông ta cho rằng kết cục chỉ có cái chết, cho nên ông ta mới dám ngăn Ngô Chí Khải và Mộ Dung Lan đang định rời đi, lợi dụng uy thế của mọi người để cảnh cáo cả hai, sẵn báo mối thù nhục nhã bởi Đường Tuấn khi trước. Nhưng tiền đề để thực hiện toàn bộ những điều này là Đường Tuấn đã chết rồi, nếu không dù có cho Trương Bách Hiển một trăm lá gan, ông ta cũng không dám đi xúc phạm người thân của một vị thiên nhân thần cảnh. Dù quan hệ giữa ông ta với nghịch luân có chỗ không rõ ràng khó nói, thế nhưng chút quan hệ này vốn không đủ khiến Đường Tuấn kiêng kỵ. Vì thế, khi ông ta nghe thấy giọng nói của Đường Tuấn, sợ hãi trong lòng là đương nhiên. Vào lúc ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Trương Bách Hiển, từ phía bầu trời xa xa xuất hiện ba luồng ánh sáng. Một khắc sau đã đáp xuống trước mặt mọi người. Tiểu Lan, cụ Ngô, hai người không sao chứ?" Đường Tuấn hỏi. Cụ Ngô lắc đầu, hơi xấu hổ nói, "Ông già này có lỗi với cậu." Khí tức cả người ông ta dao động, hơi rối loạn, khóe miệng còn vương vết máu, có thể thấy rõ trước đó đã đánh nhau, còn phải chịu thiệt thòi. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này, vì bệnh của Mộ Dung Lan mà sức mạnh của ông ta đã bị hao tổn quá nghiêm trọng, rất khó khôi phục trong một thời gian rất ngắn lại phải che chở cho mộ dung lan nên mới bị mấy người trương bách hiển còn chưa đạt đến thần cảnh gây thương tích với ông ta mà nói điều này vô cùng nhục nhã sắc mặt đường tuấn trở nên nặng nề ánh mặt lạnh như băng quét nhìn trương bách hiển trầm giọng nói họ trương kia ông muốn làm gì trương bách hiển nghe thấy vậy không khỏi run lẩy bẩy vào lúc đang suy nghĩ nên trả lời thế nào ông ta chợt trông thấy cậu long phía sau đường tuấn trong lòng mừng rỡ cũng không thèm nhìn đường tuấn cái nào đi thẳng đến trước mặt cậu Long, khuôn mặt nịnh hót nói Trương Bách Hiển ra mắt cậu Long. Cậu Long khẽ gật đầu. Lúc trước, quỷ u nói hội trảm mã phong là kết cục mà bốn nhà khác lập ra cho cậu Long. Bây giờ cậu Long bình an trở về, chắc hẳn đã giết chết hết bọn họ rồi. Cậu Long không hổ là người đứng đầu nghịch luân, sức mạnh có một không hai giữa lứa ngang hàng, hạng người xấu như vu Trấn linh sao là đối thủ của ngài được. Hôm nay bốn người đó đã chết, có thể nói, cậu Long là người đứng đầu lứa trẻ tuổi ở nước Việt Nam. Tại đây tôi xin chúc cậu Long. Tuy đám người lữ mạnh, Chu Xuyên vô cùng không thích thái độ nịnh hót của Trương Bách Hiển nhưng cậu Long đã trở lại, bọn họ vô cùng mừng rỡ, dối giết tiếng lên chúc mừng. Đáng tiếc bọn họ càng chúc mừng, càng khen sức mạnh của cậu Long cao siêu thế nào thì sắc mặt cậu Long càng trở nên khó coi. Bởi vì toàn bộ những điều này không phải công lao của anh ta. Những lời khen đó lọt vào tai anh ta nghe chói tai vô cùng, khiến anh ta khó chịu trong lòng trương bách hiển đảo trong mắt sau đó chỉ đường tuấn nói với vẻ chiêu tức cậu long sau khi biết ngài bị người ta răng bẫy chúng tôi đều vô cùng lo lắng muốn bảo anh ta đi đến trảm mã phong cứu viện ai biết tính người này như đàn bà không có chút nghĩa khí nào chẳng mảy may để ý đến sống chết của ngài thật may là sức của ngài lớn mạnh lấy một địch bốn mới may mắn tránh được tai họa nhưng người này tội chết có thể miễn tội sống khó thoát, xin cậu Long trừng phạt anh ta để răn đe. Nói xong, sắc mặt Trương Bách Hiền nghiêm nghị, tựa như đã biến thành sứ giả của chính nghĩa, quát lên với Đường Tuấn, còn không qua đây quỳ xuống trước mặt cậu Long, cầu xin cậu ấy tha cho. Thật may cậu Long có trời giúp, nếu cậu Long thiếu mất một cọng tóc gáy, anh cũng khó bảo chữa cho lỗi lầm của mình. Là tội nhân của giới võ đạo. mươi 1124 lần này không còn ai dám nghi ngờ đường tuấn nhìn trương bách hiển cười khẩy nói ông muốn tôi quỳ xuống trước mặt anh ta trương bách hiển nhìn đường tuấn không chút sợ hãi bây giờ có cậu long làm chỗ dựa chỉ một đường tuấn thì có thể làm gì ông ta được đúng vậy quỳ xuống cầu xin cậu long tha thứ ha ha mấy người nói nhiều như vậy sao không hỏi ý kiến của anh ta đường tuấn nhìn cậu long nói bảo tôi quỳ xuống trước mặt anh ta anh ta xứng à anh ta dám à cậu long lấy một địch bốn sức mạnh có một không hai trong lứa ngang hàng, sao không xứng được chứ? Trương Bách Hiền nhảy cẫng lên, hét đường tuấn, mặc dù anh cũng là thiên nhân thần cảnh, nhưng quá coi thường người khác rồi đấy. Hôm nay dù cậu Long Nhân từ bỏ qua cho anh thì Trương Bách Hiền tôi sẽ là người đầu tiên lên án anh. Kiến hôi tầm thường, đường tuấn cười nhạo một tiếng, khí thế bao trùm khắp nơi, phút chốc đám người Trương Bách Hiền, lữ mạnh bị ép cúi người xuống, mãi vẫn không dậy nổi. Trương Bách Hiền đứng mũi chịu sao, chống chịu một lúc rồi, bịch, một tiếng, quỳ xuống trước mặt đường Tuấn. Cậu Long, xin ra tay giết người này, tính tình người này ngạo mạn, tương lai chắc chắn sẽ là tai họa cho giới võ đạo. Trong lòng Trương Bách Hiền vô cùng nhục nhã, trừng mắt hét lên như sắp nứt ra. Đường Tuấn, bỏ qua cho ông ta đi, cậu Long thở dài, nhẹ nhàng nói. Nếu tôi không thì sao? Đường Tuấn lạnh lùng nhìn cậu Long, lại nhìn Trương Bách Hiền, nói, dám động tới người phụ nữ của đường tuấn tôi, chán sống hả? Lời vừa dứt, anh hừ lạnh một tiếng, một luồng áp lực vô hình buông xuống không nguyên do, dồn ép cả người Trương Bách Hiển sát vào mặt đất, máu tươi trào ra ảo ạt. Đến lúc chết Trương Bách Hiển cũng không có cơ hội phản ứng hay nói chuyện. Đám người lữ mạnh, Chu Xuyên nhìn đến mức trợn mắt há mồm, đầu óc choáng váng. Đường Tuấn điên rồi ư, lại dám giết người trước mặt cậu Long. Còn ai nữa? đường tuấn quét mắt nhìn đám người lữ mạnh và chu xuyên cậu long yên lặng hồi lâu cuối cùng thở dài thườn thượt nói ở trảm mã phong ngài đường đã giết chết ba người vu trấn linh vương thanh an và quỷ tử có công lao lớn với giới võ đạo của nước việt nam ngay cả mạng tôi cũng do anh ta cứu trương bách hiển lại dám bêu xấu ngài đường tội không thể tha không thể sỉ nhục tông sư càng không thể sỉ nhục thiên nhân lời vừa dứt xung quanh lặng như tờ cậu cậu long cậu đùa sao? Bằng vào anh ta, sao có thể chứ? Ước chừng mười mấy giây sau, Lữ Mạnh mới run rẩy nói. Nực cười, Mộc Thanh Lam ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng tuyệt diễm. Cô, cô là Mộc Thanh Lam, truyền nhân của băng cung. Có người nhận ra cô ta, thất thanh hô lên. Mộc Thanh Lam cười nhạo một tiếng, nói chỉ cậu Long thôi thì có bản lĩnh gì đánh bại bọn tôi. Nếu không phải ngài đường ra tay, ngay cả mấy người cũng đã chết rồi chương 1125, chiêu giao đâu. Chúc mừng thiên nhân đường, chúc mừng thiên nhân đường. Phút chốc âm thanh cung kính vang lên giữa đất trời. Những kẻ kiêu ngạo đều cúi người. Đám người mục văn phong và trương tĩnh hòa khiếp sợ nhìn bóng lưng tuy có chút gầy yếu nhưng lúc nào cũng giống một đỉnh núi cao đồ sộ của đường Tuấn, nằm ngang giữa trời đất khiến bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Mộ Dung lan che miệng, hai hàng nước mắt trong veo lặng lẽ chảy xuống. Bên ngoài chảm mã đài, một đám người với sự dẫn đầu của cậu Long, sau đó là mấy đại tông sư của chân khí cảnh như Chu Xuyên, Lữ Mạnh cùng nhau nhìn đám đường Tuấn rời đi. Chu Đan Ly lặng lẽ kéo vạt áo anh mình là Chu Xuyên, nói anh, gã đó thật sự lợi hại như vậy sao? Chu Xuyên trừng mắt với Chu Đan Ly, nói, không được ăn nói bậy bạ, đó là thiên nhân đường. Ai hay là giống mọc cao, đợi Xuyên mây mới thì thào là cao. Chu Xuyên chợt nhớ đến một câu thơ cổ, Nói, hiện tại anh ta đúng là người đứng đầu lứa trẻ tuổi của nước Việt Nam. Cái miệng nhỏ nhắn quyến rũ của Chu Dan Ly khẽ nhếch lên, cô ta chưa bao giờ nhìn thấy vẻ điên cuồng này trên mặt anh trai mình. Cậu long chớp mắt, vẻ lạnh lẽo trong con người tựa như gió lớn lạnh lẽo, lạnh lùng sắc bén. Tôi không người gọi anh là người đứng đầu trước mặt bao nhiêu người. Giống như phơi bày anh ra giữa ban ngày, bây giờ tất cả mọi người đều biết anh giết ba người Vu Trấn Linh, lại giam cầm thánh nữ của băng cung đến khi đó những thế gia ở ẩn đó sẽ tìm anh tính sổ, nhưng chẳng hề liên quan gì tới tôi. Vào một khắc mà cậu Long cúi người trước đường Tuấn, trong lòng anh ta lập tức bày ra một cái bẫy. Súng bắn chim đầu đàn. Chỉ cần con chim đầu đàn là đường Tuấn bị bắn chết, anh ta sẽ trở thành người đứng đầu nước Việt Nam. Chiêu giao đâu, trên đường rời khỏi trảm mã đài, đường Tuấn hỏi Trương Tĩnh Hòa về tạ phù diệu. Anh từng nghe nói tạ phù diệu sẽ tham gia vào hội trảm mã đài đợt này, nhưng lại chưa thấy đâu. Trương Tĩnh Hòa buồn bã nói, cụ tổ trần tạm thời cho gọi cậu ta. Có lẽ cụ tổ không còn nhiều thời gian, anh ta nhìn đường Tuấn, nói cụ tổ bảo tôi nói với anh, nếu anh có thời gian thì hãy đi núi Long Hổ một chuyến nhé. Ông ấy có một vài chuyện muốn nói với anh. Nghe xong, thoạt đầu đường Tuấn thoáng sửng sốt, sau đó lại thở dài nói, tôi biết rồi. Phó đạo của Trần Tùng N, N. gần như thông thần, thậm chí có thể đạt đến cực cảnh đáng tiếc vẫn không chạy thoát khỏi thời gian. Sau khi đi cùng đường Tuấn một đoạn đường, ba người Trương Tĩnh Hòa, Mục Văn Phong và Hòa Thượng Câm cũng tách ra. Tuy rằng hội ở trảm mã đài đã kết thúc nhưng sóng gió chỉ vừa mới bắt đầu. Dù đường Tuấn tàn sát hết đệ tử tinh nhuệ của phần lớn thế gia, giam cầm Mộc Thanh Lam, hay là cậu Long chủ động cúi đầu, chuyện nào cũng đủ sức gây ra sự chấn động cho giới võ đạo. Đất trời đã xảy ra biến lớn, mấy người bọn họ cần phải gánh vác trách nhiệm của môn phái. Audio điện tử võ tấn bền chương 1126, vậy chắc là anh không gặp được anh ta rồi Cuối cùng, chỉ còn lại một thanh lam đi cùng đường Tuấn Còn mộ dung lan, đường Tuấn để ngô Chí khải dẫn đi trước Có anh ra tay, thương thế của ngô Chí khải đã khỏi được 7-8 phần Thần cảnh thông thường cũng không phải là đối thủ của ông ta Hơn nữa, đường Tuấn cứ có một cảm giác, suốt dọc đường vẫn không bình tĩnh lại được nếu tôi là anh sẽ lập tức đi tìm chỗ trốn, tu luyện 20 năm. Tới lúc đó, với tư chất của anh, nói không chừng đã đặt chân đến cảnh giới cao nhất của võ đạo, dù có nhiều thế gia liên thủ đi nữa cũng không làm gì được anh. Mộc thanh lam bỗng nhiên mở miệng, cậu lòng đó đẩy anh lên đứng mũi chịu sao, mặc dù là vinh quang nhưng cũng có nguy hiểm tiềm ẩn bên trong, chờ trận chiến đó tới thì anh cũng không tránh được. Đường Tuấn nhìn Mộc thanh lam, nói tôi còn tưởng cô chỉ mong tôi chết chứ khuôn mặt xinh đẹp của mộc thanh lam đỏ lên cáu giận nói tôi chỉ không muốn trông thấy dáng vẻ đau buồn của tiểu sư muội thôi dù cho sắp chết anh cũng phải trở về gặp mặt em ấy vẻ mặt đường tuấn mềm mỏng trở lại trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng thẩm ngọc nhu đứng trước mặt anh rụt rè gọi anh đường yên tâm đi tôi sẽ đưa cô ấy về đường tuấn siết chặt nắm đấm trầm giọng nói mộc thanh lam trông thấy không thuyết phục được khuôn mặt xinh đẹp lạnh đi hừ lạnh một tiếng, không nói thêm nữa. Lúc này hai người đang đi giữa núi rừng minh mông, chung quanh đều là cây cối rậm rạp. Chính vào lúc này, trong rừng nổi lên một trận gió lớn. Hai người đường Tuấn và Mộc Thanh Lam biến sắc, bay ra bầu trời cao. Dưới chân bọn họ, vô số cây rừng đều đồng loạt bị đổ ngã sang một bên, tạo nên cảnh tượng một làn sóng lớn của biển rừng đầy nguy nga. Mà lúc này, một người đàn ông trung niên Tuấn Tú đang bay bổng bên trên làn sóng rừng. Người đàn ông trung niên này ước chừng hơn 40 tuổi, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan cứng rắn, đặt vào trong phim thần tượng chính là mẫu ông chú đẹp trai và chín chắn đáng tin. Người đàn ông chắp hai tay sau lưng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm, lạnh lùng nhìn đường Tuấn, nói anh còn sống à, xem ra cả trảm mã đài mà anh cũng không dám vào. Tôi đánh giá cao anh rồi. Ông là ai? Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Ngài đường, trước mắt cậu chính là người sáng lập ra huyết vệ đại nhân vu huyết. Chính vào lúc này, trên một thân cây nơi đầu ngọn sóng, Kim Đông Thành ngẩng đầu giới thiệu cho Đường Tuấn. Anh ta vẫn chưa phải là thần cảnh, không thể bay trên không. Lý Hùng Cường được Kim Đông Thành nắm lấy, cũng đứng trên biển rừng. Lúc này cậu cả của nhà họ Lý mới ngang ngược cười lớn, ngài đường, chúng tôi chờ anh khổ lắm đó. Vốn là tôi còn lo anh tiến vào trong trảm mã đài sẽ bị đám người vu trấn linh giết chết, khiến tôi mất cơ hội báo thù. Giờ thấy anh vẫn còn sống, Xem ra là chẳng dám bước vào trảm mã đài. Có điều như vậy cũng tốt, trời cao đối đãi tôi không tệ, để tôi có cơ hội được tận mắt nhìn anh bị đánh chết. Đại nhân Vu Huyết, xin ngài hãy ra tay đi, Lý Hùng Cường cung kính nói. Sắc mặt Vu Huyết hơi nghiêm lại, trong mắt thoáng qua ý định giết người, nói chờ tôi giết anh rồi sẽ đi gặp Vu trấn Linh. Chương 1127 kẻ này chính là ma quỷ. Khóe mắt Đường Tuấn toát ra sát ý, cười nói, anh ta bị tôi giết. Mãi mãi ở lại trong trảm mã đài. Đương nhiên không thể gặp lại ông rồi, có điều, trái lại thì tôi có một cách. Để tôi đánh chết ông, hai người gặp nhau ở âm phủ nhé. Không thể nào, anh nói bậy bạ gì thế? Vu Trấn Linh là truyền nhân của Vu môn tôi, tu vi cả người đã tiến vào thiên nhân cảnh từ lâu, có thể khơi dậy năm cột nguyên khí, trong lứa trẻ tuổi của Vu môn không có ai vượt qua anh ta được, ngay cả tôi cũng không phải đối thủ của anh ta. Ai cho anh lá gan để nói năng lung tung? Khuôn mặt tuấn tú của Vu Huyết lộ ra vẻ tức giận, nói: "Chờ tôi tự mình bắt giữ đưa anh về Vu môn xem anh còn dám mạnh miệng hay không." Ầm. Um. Lời vừa dứt, khí tức của Vu Huyết chợt dâng lên, sau lưng xuất hiện ba cột nguyên khí. Vu Huyết quả thực rất mạnh mẽ, khơi thông ba cột nguyên khí, loại tu vi này đủ để khinh thường phần lớn cao thủ của thần cảnh. Lý Hùng Cường lắc đầu một cái, nói: "Gã họ Đường chết chắc." Anh ta nhìn về Kim Đông Thành, nói, người này có thể khiến đại nhân Vu Huyết tự mình ra tay cũng coi như là nhân tài. Chỉ tiếc, hết lần này đến lần khác anh ta lại muốn là kẻ thù với nhà họ Lý tôi. Kim Đông thành gật đầu một cái, cũng thấy đáng tiếc theo. Ba cột nguyên khí củng cố thân mình, khí huyết toàn thân Vu Huyết tựa như sắp bốc cháy, cả người bị bao phủ giữa một tầng máu. Trong nháy mắt, những tia máu ngưng tụ lại, hóa thành một cây thương máu. Thương huyết mang, một đòn mạnh nhất của Vu Huyết Ông ta đã dùng máu tươi của mấy trăm người luyện thành cây thương này. Thâm độc nhưng vô cùng mạnh mẽ. Minh Vương Bất Linh, Vu Huyết khẽ quát một tiếng, cây thương huyết mang trong tay chợt phóng ra, xé vỡ không gian, trong nháy mắt đã phóng tới đỉnh đầu của Đường Tuấn. Ha ha, Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, anh nắm chặt thương huyết mang dưới ánh mắt khiếp sợ của Vu Huyết, sau đó dùng sức mạnh hơn ném trở về. Một thương này dù là tốc độ hay sức mạnh đều hơn gấp hai lần phát thương của vu huyết khi nãy. Gần như vào lúc sắc mặt vu huyết thay đổi, phát thương đó đã xuyên thủng bụng ông ta. Năng lượng kinh khủng còn sót lại trên thân thương được phóng thích ra ngoài, làm cả người vu huyết nổ tung thành bụi máu. Trong đất trời, một mảng lặng như tờ. Trên cánh rừng bao la bạt ngàn, Kim Đông Thành và Lý Hùng Cường đều há hốc mồm, trong mắt cũng sắp lọt ra. Cảnh tượng trước mặt này quá mức chấn động với bọn họ thực lực của vu huyết sáng lập nên huyết vệ của nhà họ Lý mạnh tới mức ngay cả vị võ thần trong nước của họ đều tự nhận không bằng, mấy chục năm qua cũng chưa từng xảy ra sai sót. Bọn họ đều cho rằng vu huyết đã là sự tồn tại vô địch, nhưng bây giờ lại bị đường tuấn đánh tan chỉ trong một đòn. Này, Lý Hùng Cường xứng sốt một hồi, sau đó gào lên, chạy, Kim Đông Thành, chúng ta chạy mau. Kẻ này chính là ma quỷ. Kim Đông Thành thở dài, cười khổ nói, chạy. Ở trước mặt một vị thiên nhân thần cảnh, Chúng ta chạy không thoát đâu. Trong khi hai người nói chuyện thì Đường Tuấn đã đến trước mặt họ, trong con người lóe lên sát ý. Kim Đông thành cúi người, cực kỳ tôn kính nói: "Thiên nhân." Trong mắt Lý Hùng Cường thì gần như tóe ra lửa giận, nhưng anh ta chỉ có thể nắm chặt nắm tay, không dám nói thêm gì. "Chương 1128 đúng là tôi không dám giết anh. Tôi đã cảnh cáo các người." Đường Tuấn búng ngón tay, bâng cua nói: "Xin thiên nhân thứ tội." nhà họ lý và võ thần nhất mạch đều đồng ý bồi thường thái độ của kim đông thành nhún nhường tới cực điểm bồi thường đương tuấn nói người nối dòng chính của võ thần nhất mạch và cậu cả nhà họ lý mấy người định lấy cái gì bồi thường để tôi bỏ qua cho hai người đây kim đông thành và lý hùng cường trong mắt anh cũng chỉ là con sâu cái kiến búng tay cái là có thể giết được nhưng thân phận của lý hùng cường lại dây dưa không rõ với nhà họ hoàng phủ anh nhất định phải chú ý đến thanh danh của hoàng phủ ngọc nhà họ lý đồng ý chủ động hủy bỏ hôn ước với cô hoàng phủ kim đông thành cực kỳ thức thời nói anh ta biết đường tuấn muốn gì không được lý hùng cường giống như bị dẫm phải đuôi khiển trách kim đông thành võ thần nhất mạch của anh cũng chỉ phụ thuộc vào nhà họ lý của tôi thôi không có quyền quyết định thay nhà họ lý anh ta nói rồi nhìn về phía đường tuấn cười lạnh nói cho dù võ đạo của anh phi thường thì sao chứ chỉ cần một ngày tôi không hủy bỏ hôn ước với Hoàng Phủ Ngọc thì anh sẽ một ngày không có cách nào bắt tôi. Tôi chết, Hoàng Phủ Ngọc sẽ phải thủ tiết. Nếu mà tôi thiếu một cọng lông nào thì công ty và tập đoàn của nhà họ Lý sẽ nuốt chừng sạch sẽ tập đoàn Yên Hòa, ngay cả mẫu xương cũng không chừa. Tôi không tin anh thật sự dám giết tôi. Kim Đông Thành biến sắc, đến bây giờ Lý Hùng Cường vẫn không rõ cái gì gọi là thủ đoạn của thiên nhân. Nhưng anh ta còn chưa kịp mở miệng nhắc, đã thấy đường Tuấn bật cười. Đúng là tôi không dám giết anh, nhưng tôi lại có vô số thủ đoạn khiến cho anh sống không bằng chết." Đường Tuấn cười lạnh nói. "Sống không bằng chết, từ nhỏ tới lớn tôi đều phải đấu đá với anh chị em cùng tộc, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với cái chết. Một chút đau khổ và hành hạ đối với tôi cũng không tính là gì." Lý Hùng Cường cười đắc ý, giống như đã ăn chắc Đường Tuấn vậy. "Vậy sao?" Ngón tay Đường Tuấn nhẹ nhàng búng một cái. Trong hư không vang lên một tiếng vang nho nhỏ giống như tiếng hạt mưa rơi vào khay ngọc. Nhưng vẻ mặt Lý Hùng Cường lại biến đổi, khuôn mặt lập tức vặn vẹo. Hai tay anh ta ôm đầu, ánh mắt phần đầy tơ máu như dã thú. À, à à đầu tôi sắp nổ rồi. Lý Hùng Cường run bần bật, gần như không thể tự điều khiển được. Nếu không có Kim Đông Thành túm chặt lấy thì bấy giờ anh ta đã từ trên biển rừng rơi xuống rồi. Lý Hùng Cường đau đớn đến khuôn mặt cũng rúng gió lại, mà càng khiến người ta ngạc nhiên chính là anh ta còn không ngừng lôi kéo tóc của chính mình. Đầu tóc gọn gàng cuối cùng bị anh ta tự mình cấu xé, trên vài sợi tóc còn mang theo mảnh vụn da đầu và máu thịt, khiến cho người ta nhìn thấy cũng phải sởn cả da gà. Nhưng Lý Hùng Cường lại không có chút cảm giác nào. Thiên nhân, Kim Đông Thành vội la lên. Đường Tuấn nói, chỉ là chút thuật sâu độc thôi mà, không chết người đâu. Trường 1129, về nước rồi nói cậu cả Lý có gan nói lại mấy lời vừa rồi không? Đường Tuấn hài hước nhìn Lý Hùng Cường. Lý Hùng Cường run như cầy sấy, cả người rúc vào kim đông thành kế bên. Cho dù tâm lý và ý chí của anh ta vượt xa người thường, nhưng loại đau đớn mới rồi đã vượt qua sức chịu đựng của anh ta, khiến cho anh ta hận không thể dùng búa đập vỡ đầu của chính mình. Về nói với Lý Tiến Chiết, nếu như bồi thường không khiến tôi vừa ý thì tôi sẽ đích thân đến nhà họ Lý chỉ là không biết nhà họ Lý có còn thiên nhân thần cảnh chấn giữ hay không thôi. Đường Tuấn và Mộc Thanh Lam xoay người bỏ đi, giọng nói vẳng từ xa lại. Cậu cả, chúng ta, Kim Đông Thành nhìn Lý Hùng Cường rồi hỏi, anh ta không khinh bỉ Lý Hùng Cường vì chuyện mới nãy. Cho dù là đại tông sư chân khí cảnh cũng chưa chắc chịu được đau đớn khi bị sâu độc cắn não. Lý Hùng Cường không đau đến cắn lưỡi tự sát đã là giỏi lắm rồi. Lúc này Lý Hùng Cường mới dần khôi phục lại bình tĩnh, về nước rồi nói. Kim Đông thành thở dài, cũng không biết nên nói gì nữa. Có thể nói là lần đi nước Việt Nam này bọn họ đã thất bại thảm hại. Đầu tiên là thua ở đại hội giao lưu, sau đó đại nhân Vu Huyết cũng chết. Cho dù là nhà họ Lý cũng không chịu nổi tổn thất này, nhất là khi Vu Huyết còn giống như là thần bảo vệ của nhà họ Lý. Mong là chủ tịch có thể sáng suốt một chút, Kim Đông thành chỉ có thể cầu khẩn trong lòng trên đường mộc thanh lam tỏ vẻ khó hiểu nhìn đường tuấn có phải cô cảm thấy tôi nên giết bọn họ không đường tuấn bỗng lên tiếng mộc thanh lam ngẩn người nhưng không phản bác theo cách nhìn của cô ta bối cảnh của kim đông thành và lý hùng cường dẫu có sâu hơn nữa thì cũng vậy dám đắc tội một vị thiên nhân thì đừng nói là giết người cho dù có diệt tộc cũng không quá đáng đường tuấn nhìn mộc thanh lam nói đây không phải là chỗ của các thế gia ẩn cư các người cũng không phải băng cung của mấy người tốt nhất là cô nên thay đổi một vài quan niệm. Đồ bảo thủ, thư võ đạo theo đuổi là siêu thoát tiêu giao, sao có thể bị những chuyện trần tục này níu chân được. Cứ tiếp tục như vậy, võ đạo của anh sẽ không có cách nào tiến lên được. Mộc Thanh Lam không kiềm được nhắc nhở. Đường Tuấn cười nhạt, nói cho dù như vậy thì cô cũng không phải là đối thủ của tôi. Mộc Thanh Lam nghe vậy thì tức đến run người, nhưng không có cách nào phản bác lại. Đường Tuấn dẫn Mộc Thanh Lam về Lai Châu. Đường Tuấn về Lai Châu được một ngày thì qua hôm sau Tiêu Hoàng và Trung Lâm đã dẫn theo mấy người tìm tới. Ngoài Tiêu Hoàng và Trung Lâm dẫn đầu còn mấy nam nữ theo phía sau, hình như thân phận thấp hơn hai người rất nhiều, nhưng trên người mấy người này đều có làn sóng chân khí lượn lờ, rõ ràng đều là võ giả chân khí cảnh. Người của nghịch luân muốn gặp tôi, đường Tuấn ngẩng đầu nhìn Trung Lâm. chương 1130, tôn trọng Á. Trung Lâm thì đã quen nên nói, đúng vậy, cậu Long đã trở về nghịch luân. Trên dưới nghịch luân đều vô cùng cảm kích trước những việc anh đường làm ở trảm mã đài, cho nên người đó của nghịch luân muốn gặp anh một lần. Người đó của nghịch luân, đường Tuấn hơi bất ngờ trong lòng, có thể khiến cho Trung Lâm nói năng mập mờ như vậy, e là chỉ có ông cụ xây dựng nên nghịch luân đó thôi. Được, đường Tuấn trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu đồng ý. Trên một chiếc trực thăng quân sự, tiêu hoàng quan sát phong cảnh ngoài cửa sổ với vẻ vừa hưng phấn vừa mong đợi lần gặp mặt này dính dáng đến cơ cấu bí mật của nghịch luân anh ta thì chỉ là bí thư ngành vệ sinh thôi nên tính ra cũng không có bất cứ liên quan gì nhưng bởi vì nó có liên quan tới đường tuấn mà anh ta lại từng qua lại với đường tuấn thế nên là cũng tạm bị kéo theo tiêu hoàng rất có hứng thú với cơ cấu bí mật này của nghịch luân giờ đã sắp thấy được nói anh ta không kích động là đang nói dối chuyện này so ra cũng giống như người hâm mộ gặp được thần tượng của mình vậy chỉ là bầu không khí trong máy bay có vẻ có không ổn nên khiến cho Tiêu Hoàng có hơi bất an. Một mình Đường Tuấn ngồi ở một bên, còn mấy người Trung Lâm thì ngồi ở một bên khác. Đến cả Tiêu Hoàng cũng có thể cảm nhận được mùi thuốc súng trong không khí, nhất là từ mấy người nam nữ mà Trung Lâm dẫn tới kia, họ nhìn về phía Đường Tuấn bằng ánh mắt mang theo sự thăm dò và thái độ thù địch không hề che giấu. Chắc tên này sẽ không làm chuyện gì khiến người thần cùng phẫn nộ chứ? Tiêu Hoàng nghĩ thầm rồi yên lặng cách xa đường Tuấn một tí. Anh đường, xem ra chúng tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Trung Lâm lên tiếng phá tan sự im lặng trong máy bay. Sau khi cậu Long trở về nghịch luân và nói ra chuyện đường Tuấn giết sạch mọi thứ thì toàn bộ cấp cao của nghịch luân gần như đều bị chấn động. Võ lực mạnh nhất của giới võ đạo nước Việt Nam cho tới bây giờ đều từ trong nghịch luân mà ra, cho dù thỉnh thoảng có người của phái Trần Tùng N xuất hiện, nhưng họ vẫn cần bận tâm đến vấn đề mất còn của núi Long Hổ nên không dám hành động bừa bãi. Mà sự xuất hiện của Đường Tuấn bây giờ giống như một con ngựa ô hung hãn. Tuy rằng còn chưa đạt đến trình độ cao nhất của võ đạo, nhưng cũng đã manh nha rồi. Hơn nữa Đường Tuấn chỉ có một thân một mình nên không cần bận tâm cái gì, đây mới là chỗ để cho nghịch luân rẻ chừng. Cho nên sau khi cậu Long nói chuyện này, có một kẻ trong nhóm cấp cao của nghịch luân đề nghị liệt Đường Tuấn vào hàng phần tử nguy hiểm nhất đồng thời đề nghị sử dụng vũ khí đặc biệt đánh chết anh. Nhưng cũng có người lại đề nghị sử dụng chính sách lôi kéo, để đường Tuấn dốc sức vì nghịch luân. Đương lúc hai bên tranh luận không ngớt, cũng không nói ra được nguyên do thì lại quấy dày đến một người già của nghịch luân. Cuối cùng ông cụ đó lên tiếng nói muốn gặp đường Tuấn một lần, còn những chuyện khác thì cứ để gặp rồi hãng nói. Trung Lâm hết sức kính trọng ông cụ kia, không chỉ bởi vì đó là người một tay lập nên nghịch luân, mà còn vì đó đã từng là người đứng đầu võ đạo, là thần thoại của nước Việt Nam. Đường Tuấn khẽ cười một tiếng, không trả lời. Nhưng thái độ này của anh trong mắt mấy người bên cạnh Trung Lâm chính là kiêu căng. Trong mắt họ hiện ra vẻ tức giận, nhíu chặt chân mày. Một người trong đó còn lên tiếng: Anh Đường, thực lực của anh quả thực rất mạnh, nhưng nghịch luân của tôi cũng là bộ máy quan trọng của quốc gia, vẫn mong anh tôn trọng một chút. Đường Tuấn nhìn anh ta, cười nói tôn trọng á đầu tiên là mấy người thanh liên, rồi tới Tống Hữu Đức, sau nữa là bốn vị chấp pháp thần cảnh, còn có cậu Long, Đường Tuấn đã sớm nhìn ra tác phong làm việc của nghịch luân, chỉ giặt một bọn phách lối kiêu căng, không coi ai ra gì. Lúc mới tiếp xúc sau người của nghịch luân không nói, tôn trọng với anh. Giờ đợi tới khi anh phô bày thực lực lại đi nhắc, tôn trọng cái suy nghĩ này cũng tức cười quá rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 1131, yên tâm, tôi không đánh chết bọn họ đâu. Những người kia càng thêm tức, cuối cùng Trung Lâm lại thở dài, nói chuyện này quả là nghịch luân của tôi sai, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh Đường mấy lời, nghịch luân cuối cùng vẫn là nghịch luân, có vài danh giới anh Đường không đụng chạm mới tốt. Tôi đây lời ít ý nhiều, mong là anh Đường sẽ hiểu. Đường Tuấn, ừ, một tiếng rồi dứt khoát nhắm mắt lại. Trong mắt mấy người kia cử chỉ này của anh càng kiêu căng đến cực điểm, sự phẫn nộ trong mắt ai nấy càng nhiều thêm máy bay bay khoảng 4 giờ, cuối cùng dừng lại ở một ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Đây là một trong những căn cứ do nghịch luân xây dựng ở trong lòng núi. Trung Lâm vừa dẫn Đường Tuấn và Tiêu Hoàng vào trong căn cứ, vừa giới thiệu. Đường Tuấn thì quan sát chung quanh, trong mắt anh lộ ra chút kinh ngạc. Không gian bên trong này rất lớn, cây cột đỡ trần đúc bằng kim loại đặc biệt, ven đường đặt rất nhiều camera lỗ kim, cách một khoảng lại có một tiểu đội canh gác, dẫn đầu là một tông sư chân khí cảnh, hơn nữa mỗi người trong đội ít nhất đều là võ giả đã luyện được nội lực. Anh Đường, lần này biết anh tới nên có vài người trong căn cứ rất muốn so tài với anh, hy vọng lát nữa anh Đường có thể nương tay một chút. Trung Lâm nói, yên tâm, tôi không đánh chết bọn họ đâu, Đường Tuấn phẩy tay nói. Hừ, sắc mặt mấy người đằng sau Trung Lâm càng thêm khó coi. Lúc này, ở sâu trong căn cứ nghịch luân đã có một đám người đang tụ tập. Thằng nhãi tên đường tuấn đó sắp tới rồi, nghe nói anh ta tàn sát đệ tử truyền thụ từ thế gia và tông môn ẩn cư ở trảm mã đài không còn một mống, ngay cả cậu Long cũng không phải đối thủ của anh ta. Kẻ này nghiệp giết chóc quá nặng, giết nhiều đệ tử của tông môn thế gia như thế, đợi tới khi người ta tìm tới cửa rồi, không phải là muốn nghịch luân của mình dọn bãi chiến trường thay anh ta à? Đúng vậy, lần này thằng nhãi đó dám đến nghịch luân của chúng ta thì phải dạy dỗ anh ta cho ra ngô ra khoai mới được, để anh ta biết nghịch luân mình mới là giường cột của giới võ đạo. Nhưng ngay cả cậu Long cũng không phải đối thủ của anh ta thì còn ai có thể đánh được đây? Hừ, không phải chúng ta vẫn còn Vĩnh Sơn sao? Ở Nghịch Luân của mình, cậu Long tấn công là số 1 còn Vĩnh Sơn phòng thủ là số 1. Cả cậu Long ở trạng thái sung sức nhất mà muốn phá phòng thủ của Vĩnh Sơn thì cũng mất rất nhiều sức lực. Tuy anh ta mạnh hơn cậu Long, nhưng có thể mạnh hơn bao nhiêu chứ? Đúng vậy, chúng ta còn có Vĩnh Sơn, chúng ta không cần đánh bại anh ta chỉ cần cho anh ta biết người tài của nghịch luân đông đúc, không phải một mình anh ta là có thể so được. Lúc một đám người bàn bạc thì cũng không khỏi nhìn về phía một người đàn ông lực lưỡng ngồi trong góc. Người đàn ông lực lưỡng đó khoảng chừng hơn 30 tuổi, dáng vẻ vô cùng cao to, lúc ngồi cũng đã 1m7, đến lúc anh ta đứng dậy thì chiều cao còn kinh khủng khiếp đến cỡ nào. Vẻ ngoài của anh ta cực kỳ lực lưỡng, từng cơ bắp nhô lên như ngọn đồi nhỏ khiến quần áo cũng căng phồng, thật là một người đàn ông như thành đồng vách sắt. Vĩnh Sơn, lần này biểu hiện tốt một chút. Thanh Liên đứng trong đám người nói với người đàn ông to lớn kia. Người nọ đứng dậy, trên mặt đất xuất hiện một khoảng bóng đen lớn. Anh ta cất giọng ồm ồm nói, "Yên tâm đi, không ai có thể khiêu khích uy nghiêm của nghịch luân của chúng ta." Lúc này vang lên tiếng bước chân, chương 1132 chụp chết anh ta đi Khang Vĩnh Sơn. Anh ta đến rồi, Thanh Liên nói nhỏ. Mọi người tỏ vẻ nóng lòng muốn được thử sức. Lúc Đường Tuấn đi đến chỗ này thì đúng lúc nhìn thấy mười mấy người bọn Thanh Liên đang tụ tập cùng một chỗ, người đàn ông to lớn như tháp sắt kia lại càng dễ thấy, như hạc giữa bầy gà. "Họ Đường, tôi muốn khiêu chiến với anh." Người đàn ông như tháp sắt sải bước, mặt đất cũng sinh ra chấn động như động đất. Mấy người Thanh Liên cạn lời, ai mà lại khiêu chiến thẳng thừng như vậy chứ? Nhưng xét thấy chỉ số IQ của người nọ không đủ, nên bọn họ cũng không tiện nói gì. Đó là Khang Vĩnh Sơn người này tuy không hay dùng não nhưng thịt béo da dày tấm thân phòng thủ có thể xếp hạng ba ở nghịch luân hạng nhất trong mấy người đồng lứa mấy người sau lưng Trung Lâm thấy vậy bèn khẽ nói đồng thời dùng ánh mắt đùa cợt nhìn Đường Tuấn rõ ràng họ đã biết dự tính của đám người thanh liên ố Đường Tuấn nhớn mày nhìn người đàn ông to cành như tháp sắt kia cười khẩy nói anh yếu quá nếu thật sự muốn khiêu chiến vậy mấy người cùng lên đi cũng đỡ cho tôi phí sức nhiều cái gì anh ta còn dám nói vĩnh sơn quá yếu muốn toàn bộ chúng ta cùng lên tôi không nghe sai đấy chứ anh không nghe sai đúng là anh ta nói như vậy đấy sau khi đường tuấn dứt lời đám người nghịch luân lập tức bùng nổ chừng anh với vẻ không dám tin tưởng dù cho bọn họ đều biết tu vi võ đạo của đường tuấn còn cao hơn cậu long nhiều nhưng trong lòng cũng không nhịn được châm chọc khang vĩnh sơn được ông trời yêu ái cơ thể vạm vỡ như trâu đứng tại chỗ trông như tòa núi nhỏ vậy anh ta có ưu thế tự nhiên về sức mạnh và phòng ngự. Ngay cả cậu Long đều cần thừa nhận, nếu muốn đánh bại Khang Vĩnh Sơn thì phải dùng thủ đoạn đặc thù mới được. Từ đó có thể thấy phòng ngự của Khang Vĩnh Sơn mạnh cỡ nào. Tuy đường Tuấn rất nổi danh, nhưng thoạt nhìn gầy tong teo, trông cứ yếu yếu. So với cơ thể sừng sững như ngọn núi của Khang Vĩnh Sơn thì đối lập rõ ràng, nhìn thế này còn lo Khang Vĩnh Sơn giơ tay tát xuống là đập chết đường Tuấn ấy chứ. Mà giờ người này còn ngang nhiên nói Khang Vĩnh Sơn quá yếu, không đủ mình ra tay. Thậm chí đòi bọn họ đồng loạt tiến lên, lời này vào tai đám người trẻ tuổi nghịch luân trước nay cao cao tại thượng chẳng khác gì nhục nhã vô biên. Tuy rằng đầu óc Khang Vĩnh Sơn chẳng ra gì, nhưng vẫn hiểu được mình bị coi thường. Đôi môi to dày của anh ta nhếch lên nụ cười mỉa mai, một thằng loát chót như mày, tao tát một cái là chết lăn quay rồi. Nói xong, Khang Vĩnh Sơn thật sự giơ tay chụp thẳng về phía đầu của đường Tuấn. Khang Vĩnh Sơn đánh ra một trường này không chỉ vận dụng sức lực của thân thể mà còn vận dụng cả chân khí. Chỉ thấy giữa sân bỗng nhiên nổi lên một cơn gió lốc, thổi cho quần áo mọi người tung bay phấp phới. Một bóng dâm thật lớn áp xuống đỉnh đầu đường Tuấn, tựa như mây đen che khuất mặt trời vậy. Chụp chết anh ta đi Khang Vĩnh Sơn, cho anh ta biết kết cục khi coi thường chúng ta. Họ đường, không phải mày giỏi lắm à, thế thì đừng trốn, xem mày có đỡ được một trường này không chương 1133, kẻ muốn chết là các người. Tiêu Hoàng sợ đến mức hai chân run bần bật không thể đứng thẳng. Nơi này chỉ có anh ta là người thường không tu võ, đương nhiên không chịu được uy áp như vậy. Trung Lâm lại gắt gao nhìn chằm chằm đường Tuấn, muốn xem rõ ràng anh sẽ tiếp một trưởng này thế nào. Đường Tuấn ngẩng đầu nhìn một trưởng của Khang Vĩnh Sơn áp xuống, nở nụ cười. Anh vươn tay phải, ngón trỏ chỉ thẳng vào bàn tay kia của Khang Vĩnh Sơn. Đường Tuấn vậy mà muốn dùng một ngón tay đón đỡ một trưởng của Khang Vĩnh Sơn. Người này điên thật rồi. Đám người thanh liên thấy vậy đều lắc đầu, anh ta cho rằng ngón tay của mình làm từ hợp kim chắc. Cho dù thật là hợp kim, một trưởng này của Khang Vĩnh Sơn cũng có thể đập cho nát như. Phập, dưới ánh mắt khiếp sợ của toàn trường, ngón tay của đường Tuấn chạm tới lòng bàn tay của Khang Vĩnh Sơn. Một tiếng nhẹ nhàng như bóng bay bị đâm thủng vang lên, bàn tay to như quạt mo của khang vĩnh sơn vậy mà bị ngón tay đường tuấn đâm xuyên ngón tay kia trông không có gì khác lạ với mọi khi vậy mà lại như ngón tay của tiên nhân chỉ một ngón tay không chỉ xuyên thủng lòng bàn tay khang vĩnh sơn mà còn đánh nát luôn đốt xương bên trong máu tươi thịt vụn và bột xương cốt vỡ nát từ miệng vết thương bắn tung tóe ra ngoài á à, khang vĩnh sơn hết thảm ôm bàn tay lui mạnh về phía sau dám đánh người của nghịch luân bị thương muốn chết sao Khang Vĩnh Sơn bị thương, đám người còn lại của nghịch luân đều nổi giận gầm lên. Có người kích khởi chân khí toàn thân, dồn lực một kích mạnh nhất, có người cầm lấy vũ khí mang theo bên mình, đều xông thẳng về phía đường Tuấn. Kẻ muốn chết là các người. Đường Tuấn quát khẽ một tiếng, học Khang Vĩnh Sơn đánh ra một trường. Một bàn tay này nhỏ hơn bàn tay của Khang Vĩnh Sơn nhiều, nhưng lại mang theo uy áp khiến lòng người lạnh buốt. Đây là uy áp của thiên nhân, gần như một trường của tiên nhân quy hết xuống cho tao." Đường Tuấn quát lớn, bàn tay áp xuống. Một luồng áp lực vô hình dâng lên trong lòng đám người nghịch luân, sau đó mười mấy người bao gồm Thanh Liên đồng loạt quỳ xuống, ngay cả Khang Vĩnh Sơn vạm vỡ cũng không ngoại lệ. "Đủ rồi, anh bạn nhỏ." Bàn tay Đường Tuấn còn đang tiếp tục áp chế, đám người Thanh Liên chỉ cảm thấy nguy cơ sống chết trước nay chưa từng có. Nếu một bàn tay này chụp xuống, đám người bọn họ đều cần phải chết. Lúc này bọn họ mới biết được uy áp của thiên nhân mạnh cỡ nào, tuyệt không cho phép xúc phạm. May là thời khắc cuối cùng, một giọng nói vang lên từ một lối đi. Trường 1134 so ra thì nhóc long kém anh nhiều lắm. Giọng nói này già nua vô cùng, người nói chuyện dường như không có bao nhiêu sức lực. Nhưng từ lúc những lời này vang lên, bàn tay của đường Tuấn khẽ run. Ánh mắt anh trở nên ngưng trọng, cuối cùng rút tay về. Long vương, đám người thanh liên, Khang Vĩnh Sơn cảm thấy như vừa đi một chuyến quỷ môn quan về vậy. Nhưng khi nghe thấy giọng nói này, bọn họ đều vội áp chế không cam lòng và sợ hãi, cung kính chào người trong lối đi kia. Rồng có phải ngược, chạm vào là chết. Cả tổ chức nghịch luân này, người có thể xưng là Long Vương cũng chỉ có ông cụ sáng tạo ra tổ chức mà thôi. Mời Long Vương ra tay, đám người thanh liên vươn tay mời. Hơn 10 người trẻ tuổi trong nghịch luân bị một người đánh bại. Đây là nỗi nhục lớn vô cùng đám người thanh liên chỉ có thể đặt hy vọng vào Long Vương thay bọn họ đòi lại mặt mũi. Cộp, 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 tiếng bước chân vang lên, một ông cụ già nua xuất hiện trước mắt mọi người. Ông ta rất tinh tráng, tuy dâu tóc bạc trắng nhưng tinh thần chẳng khác gì đàn ông 30 đương tuổi tráng niên, thậm chí càng mạnh mẽ hơn. Lưng ông ta thẳng tắp, dáng người đoan chính, ông ta như ánh mặt trời vậy, vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm, khiến đám người chú ý. Ông cụ này chính là Long Vương người mạnh nhất nghịch luân, thần thoại năm xưa của giới võ đạo nước Việt Nam. Đủ rồi, nghe đám người thanh liên cầu xin, Long Vương nhướng mày, không vui quát mắng, chỉ có trẻ con đánh nhau thua mới về mách bố mẹ thôi. Các cậu là thành viên của nghịch luân, có cửu có oán tự mình báo đi, không có năng lực thì cút khỏi đây. Các cậu không xấu hổ tôi còn biết xấu hổ đây này. Tuy mỗi người trong đám thanh liên và Khang Vĩnh Sơn đều là thiên tài, kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng Long Vương vừa nổi giận, bọn họ còn chẳng dám lên tiếng phản bác, chỉ cúi đầu thấp hết mức có thể. Cậu bạn nhỏ, làm anh chê cười rồi. Long Vương thở dài, nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu, anh cam nguyện duy trì tôn trọng với ông cụ trước mặt. Năm đó giới võ đạo nước Việt Nam rối loạn, thế gia và tông môn khắp nơi đều sinh ra ý tưởng vung tay giải quyết. Là ông cụ trước mặt dùng lực lượng một người chinh chiến mọi nơi, hàng phục tông môn và thế gia. Chùa Bái Đính Phong Sơn, nhà họ từ, nhà họ Vũ và các thế gia võ đạo khác cam tâm an phận trong một góc. Trần Tùng N của núi Yên Tử cam đoan không rời núi. Hơn 10 năm giới cổ võ không xảy ra gì khác thường đều có bóng dáng ông cụ này phía sau. Nếu không nhờ Long Vương Hào Hiệp dùng võ chế ước thì danh giới giữa giới võ đạo và người thường sẽ không rõ ràng như vậy, thậm chí có lẽ sẽ xảy ra nhiều sự kiện nguy hiểm. Long Vương phất tay, ý bảo đám người thanh liên giải tán. Cuối cùng trong không gian rộng lớn này chỉ còn ông cụ và Đường Tuấn. Long Vương nhìn Đường Tuấn, cảm khái vô cùng, thiên nhân thần cảnh chưa tới 30 tuổi. Đúng là kỳ tài ngút trời nha, so ra thì nhóc Long kém anh nhiều lắm. Chương 1135, đừng kháng cự, cẩn thận cảm nhận. Nét mặt Đường Tuấn thoáng trở nên nghiêm trọng, sau việc trảm mã đài anh cũng có lo lắng đến vấn đề này. Thế lực của gia tộc và môn phái ẩn cư quá mạnh mẽ. Bên nào cũng có thể một mình đứng vững một phía, ép tới rất nhiều thế gia phàm tục cúi đầu. Trong đó Băng cung, Môn phái Huyền Minh Quỷ và Ba Thánh Địa Kiếm môn, Vô môn, là những cường giả tồn tại rất gần với cực cảnh của võ đạo. Anh bạn nhỏ có nghĩ đến việc gia nhập Nghịch Luân không? Long Vương hỏi. Ông cụ cười kiêu ngạo, những môn phái thế gia ẩn cư ngàn năm đúng là rất mạnh, nhưng Nghịch Luân của tôi cũng không kém, thậm chí còn mạnh hơn. Nếu không phải tôi không muốn gây náo động thì từ mười mấy năm trước đã vận dụng vũ khí có tính sát thương quy mô lớn nổ cho bọn họ không còn một mảnh vụn rồi. Đường Tuấn không tránh được dùng mình. Lúc trước anh đối mặt với sự vây công của bốn vị chấp pháp thần cảnh thì bên cạnh còn có hai tay súng thiện xả trang bị vũ khí đặc thù. Viên đạn đặc chế kia có thể làm anh bị thương. Mà nghịch luân trấn áp giới võ đạo nước Việt Nam hơn 10 năm, tài nguyên trong tay đương nhiên phong phú, tuyệt đối sẽ có vũ khí càng mạnh hơn thậm chí Đường Tuấn còn nghi ngờ vũ khí sát thương quy mô lớn mà Long Vương nhắc tới rất có thể là kiểu vũ khí siêu cấp như đạn hạt nhân và bom nguyên tử vân vân. Vũ khí như vậy có thể giết chết cả cường giả cực cảnh võ đạo. Đường Tuấn hiểu rõ, những lời này của Long Vương cũng tương đương cảnh cáo chính mình. Nếu anh đồng ý gia nhập nghịch luân thì tôi có thể đại biểu nghịch luân gánh chịu những phiền toái kia cho anh. Hơn nữa, chờ sau khi tôi qua đời, nghịch luân sẽ do anh trưởng quản. Long Vương lại nói. Điều kiện này đúng là khiến người ta khó lòng từ chối. Nắm Nghịch Luân trong tay chẳng khác nào nắm một nửa giới võ đạo. Nếu đám người Thanh Liên và cậu Long nghe được câu này chắc chắn sẽ bị dọa nhảy dựng, thậm chí cho rằng ông cụ già rồi ngớ ngẩn, vậy mà lại muốn giao Nghịch Luân cho một người ngoài. Đường Tuấn lại nhìn sang Long Vương, lắc đầu đáp, tôi không muốn. Anh có quá nhiều thứ cần gánh vác, với anh mà nói, gia nhập Nghịch Luân chỉ có ý nghĩa là bị quản chế và gia tăng gánh nặng lớn nhất mà thôi. Long Vương nghe vậy cũng không có gì thay đổi, tựa như đã sớm đoán được đáp án này. Đi thôi, tôi dẫn anh đi xem cái này. Long Vương chợt nghiêm trang nói. Sứt lời, ông cụ bước tới một trong các lối đi. Hai người đi dọc lối vào xuống dưới, càng đi canh phòng càng thêm nghiêm ngặt, gần như là 10 bước một chạm gác. Bước vào thang máy, trượt xuống khoảng 2 phút thang máy mới dừng lại. Đường Tuấn đoán nơi này phải cách mặt đất vài trăm mét đập vào mắt là một căn phòng tràn ngập hơi thở cổ đại, hoặc nên nói là một cung điện nhỏ. Dương cột chạm trổ, xa hoa vô cùng, nhìn chất liệu và phong cách nơi này có thể thấy có lịch sử lâu đời. Nhưng Đường Tuấn nhìn không ra phong cách này thuộc triều đại nào. Long Vương dẫn đầu bước vào cung điện, Đường Tuấn cảm thấy dáng người cao ngất của ông cụ bỗng nhiên hơi sụp xuống, bước đi cũng chậm lại nhiều. Khi Đường Tuấn theo ông cụ vào trong cung điện, có một lực lượng khó diễn tả như bao trùm toàn bộ không gian cũng đặt nặng lên vai anh. Anh thoáng khựng bước, bà vại trầm xuống. Ngay khi Đường Tuấn Định phóng thích một ít chân khí chống lại lực lượng này thì Long Vương lại lên tiếng, "Đừng kháng cự, cẩn thận cảm nhận." Đường Tuấn sừng sốt, sau đó tĩnh tâm nghiêm túc cảm nhận lực lượng này. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1136 Cực cảnh võ đạo sao? Chỉ lát sau, đáy mắt anh lộ ra vẻ kinh ngạc lực lượng này thuần khiết lại mạnh mẽ cho người ta cảm giác cuồn cuộn không thể địch nổi rất giống lần đầu tinh thần lực của anh tiến vào nguyên khí biển cả nhưng chuyện này sao có thể nguyên khí biển cả là nơi huyền diệu nhất thế gian này là nơi không người biết tuy cung điện này cũng rộng tới vài trăm mét vuông coi như rộng rãi nhưng sao có thể so được với nguyên khí biển cả ngay sau đó đường tuấn lại cảm nhận được chân khí trong cơ thể thoáng tăng lên binh cảnh tu vi cũng dục dịch như muốn đột phá việc này càng khiến anh khiếp sợ không thôi. Phải biết, Đường Tuấn mới đột phá thần cảnh không lâu, lại cảm ngộ thiên nhân huyền quan. Vốn cho rằng phải tốn rất lâu nữa mới có thể tiến bộ. Vậy mà giờ lại có dấu hiệu đột phá, tuy rằng rất mỏng manh nhưng cũng quá chân thật. Rốt cuộc nơi này là chỗ nào? Đáy lòng Đường Tuấn có phần hốt hoảng. Đây là nơi mai táng tiên nhân, Long Vương bình tĩnh nói, tựa như nhìn thấu ý tưởng của Đường Tuấn. Mà rất nhanh, đường tuấn hiểu được nơi mai táng tiên nhân mà long vương vừa nói có ý gì cuối cung điện là một bộ xương khoanh chân ngồi toàn thân khung xương này trắng nõn còn có ánh sáng nhàn nhạt tản ra xung quanh tựa như một khối ngọc tốt nhất vậy đường tuấn vừa thấy khung xương này thì tâm thần rung động không thôi ngay cả đạo tâm cũng loáng thoáng mất vững vàng lực lượng vô hình vừa rồi rõ ràng truyền ra từ khung xương trước mặt sao có thể một hài cốt sao có thể có lực lượng mạnh đến vậy Đường Tuấn hoảng sợ, rõ ràng chủ nhân hài cốt người trước mặt đã chết thật lâu rồi, nhưng hơi thở lại không tiêu tan chút nào, cứ như người sống vậy. Uy áp lưu lại sau khi chết lại khiến cả Đường Tuấn cũng phải cẩn trọng đối phó, có thể tưởng được chủ nhân bộ xương này khi còn sống mạnh mẽ nhường nào. Cực cảnh võ đạo sao? Đường Tuấn lại lập tức phủ nhận ý tưởng này. Uy áp của Long Vương đang đứng đây và Trần Tùng N từng gặp lúc trước cũng không nặng nề và thuần khiết như bộ xương này. Anh tập trung tinh thần nhìn lại thấy cây cột sau lưng hài cốt có khác vài cổ truyện rất nhỏ. Y học cổ truyền có nhiều sách cổ, Đường Tuấn cũng nhận biết kha khá văn tự cổ truyện thế này. Anh nhận ra mấy chữ kia chính là nơi tiên nhân Sa Bích tỏa hóa. Khóe môi Đường Tuấn run rẩy, tên vị tiên nhân này đúng là đặc sắc, nếu đến hiện đại thì đảm bảo không ai không biết. Tuy tên rất quái, nhưng tu vi của tiên nhân Sa Bích này thật sự mạnh vô cùng. Không ai trong số những người Đường Tuấn biết có thể sánh bằng đối phương. Ngay cả Long Vương và Trần Tùng N cũng kém quá xa. Cậu có từng nghĩ đến sau cực cảnh võ đạo là cái gì không? Long Vương nhìn hài cốt tiên nhân, chậm rãi hỏi. Đường Tuấn lắc đầu, anh có nghe Mộc Thanh Lam và Quỷ U nói rất nhiều thế gia ẩn cư và môn phái hợp tác với nhau muốn đi thăm dò bí cảnh Bồng Lai trong truyền thuyết. Mục đích của bọn họ chính là tìm hiểu con đường sau cực cảnh võ đạo. Chương 1137, trời đất thay đổi bất ngờ, chính là địa lợi anh đoán không sai, tôi đã bước vào cực cảnh võ đạo rồi, thậm chí cảm giác được màn chắn nguyên đan mỏng manh kia. Nhưng tôi vẫn không thể đột phá, anh biết tại sao không? Đường Tuấn lắc đầu. Lúc trước Long Vương phát hiện nơi này đương nhiên chính là cơ duyên lớn. Ông ta chắc chắn chiếm được không ít thứ tốt trong mộ địa tiên nhân này, trong đó có lẽ có cả phương pháp bước chân và nguyên đan cảnh. Bởi vì tôi thiếu một đối thủ tuyệt đỉnh và áp lực cần thiết. Sóng Long Vương trầm xuống, cho dù tôi biết đường này phải đi thế nào, nhưng mỗi bước đi đều rất nguy hiểm, ngay cả tôi cũng không nắm chắc. Mấy ông già của thế gia ẩn cư và môn phái cũng biết sự tồn tại của Nguyên Đan cảnh, nhưng cả ngàn năm này, thế gian cũng không có tiên nhân hiện thế. Muốn bước tới bước này, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, một thứ đều không thể thiếu. Tôi phát hiện nơi này chính là thiên thời. Trời đất thay đổi bất ngờ, chính là địa lợi. Mà sự xuất hiện của anh chính là nhân hòa. Tôi cần anh trưởng thành lớn mạnh, thậm chí có thể trợ giúp anh bước vào cực cảnh võ đạo. Đến lúc ấy tôi sẽ đánh một trận với anh, mượn dùng áp lực từ anh để đột phá, tiến vào nguyên đan, trở thành tiên đầu tiên trên đời này. Mượn thêm 500 năm của ông trời. Giờ phút này, Long Vương tựa như lại biến trở lại thành vị truyền kỳ quét ngang giới võ đạo hơn 10 năm trước kia. Vô cùng tự tin và bá đạo, ông ta muốn đầu tư cho kẻ địch, trợ giúp Đường Tuấn nhanh chóng lớn mạnh. Sau đó trở thành bàn đạp để ông ta tiến vào nguyên đan cảnh. Cảm xúc của Long Vương dao động liên tục, vậy nên anh không cần lo tôi sẽ giết anh. Giờ anh còn chưa đủ tư cách, chờ anh bước chân vào cực cảnh võ đạo, tôi sẽ cùng anh đánh một trận. Đường Tuấn nghe xong cũng không nổi giận, ngược lại càng bình tĩnh. Anh cũng quay sang nhìn ông cụ, ông không sợ đến lúc ấy sẽ ngược lại, chết trong tay tôi sao? Long Vương tán thưởng Liếc anh, đáp lại, nếu anh làm được thì đó chính là bản lĩnh của anh tôi không nhìn lầm anh, anh chính là người tôi chờ bấy lâu. Ông ta xoay người rời đi, giọng nói truyền tới từ sau lưng đường Tuấn, nơi này không chỉ là nơi mai táng tiên nhân, cũng là một địa mạch linh khí hiếm có. Anh tu luyện ở đây có thể làm ít công to, tốc độ tăng nhanh, cứ yên tâm tu luyện, sẽ không có ai quấy dậy anh. Tiếng bước chân của Long Vương ngày càng xa, đường Tuấn lại chỉ nhìn hài cốt tiên nhân trước mặt. Đúng là ông già kiêu ngạo, đường Tuấn nhẹ giọng cảm thán, bỗng, anh điều chỉnh tinh thần, khoanh chân ngồi xuống. Long Vương nói không sai, nơi này đúng là nơi tu luyện hoàn hảo. Trong thức hải của anh có 99 chữ cổ, lại có ngọc trụ thần bí, tu luyện gần như chưa bao giờ gặp khó khăn. Nhưng khi anh muốn đột phá lại cần tích lũy rất lâu, từ lượng biến dẫn tới chất biến. Mà bây giờ, tu luyện ở nơi Mai Táng Tiên Nhân này có thể rút ngắn thời gian rất nhiều. Tinh thần Đường Tuấn thoáng chấn động, bắt đầu vận chuyển thần tàng quyết lấy đường tuấn làm trung tâm cả căn phòng nhanh chóng hình thành một vòng xoáy nguyên khí chuyển khắp khiếu huyệt toàn thân anh dũng mãnh dồn xuống đan điền sau khi võ giả bước vào thần cảnh đan điền sẽ tự hình thành một thiên địa nhỏ đạo gia xưng là ngọc phủ thời gian đường tuấn đột phá thần cảnh ngắn ngủi tuy không lúc nào không liên kết nguyên khí biển cả nhưng ngọc phủ lại vẫn trống giống như cũ chương 1138 mà lúc này nguyên khí xung quanh dũng mãnh tiến vào lần đầu tiên ngọc phủ dần tràn đầy Nguyên khí được thần tàng quyết chuyển hóa thành chân khí chậm rãi tràn đầy Ngọc phủ, dùng tốc độ kinh người tăng lên tầng tiếp theo. Nếu lúc này Đường Tuấn mở mắt hoặc phân ra một tia tinh thần quan sát bên ngoài thì có thể phát hiện càng nhiều thay đổi. Vốn ban đầu hài cốt tiên nhân phía một lớp ánh sáng mờ nhạt, lúc này huỳnh quang ấy tựa như những đốm sao bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, rời khỏi khung xương, xen lẫn với nguyên khí chui vào Ngọc phủ của Đường Tuấn. Ngọc phủ rất yếu ớt, nhưng sau khi những đốm sáng kia hòa nhập thì Ngọc phủ dần được gia cố, không chỉ như thế, Ngọc phủ của anh còn càng thêm rộng lớn. Kích cỡ Ngọc phủ đại diện cho tiềm lực, anh lại là Hậu Thiên Đạo thể, Ngọc phủ vốn đã lớn hơn nhiều so với các thần cảnh khác rồi, nhưng cũng chỉ lớn hơn khoảng 3, 4 lần thôi, vô cùng hữu hạn. Mà giờ đây, khi các đốm sáng huỳnh quang không ngừng tiến vào, Ngọc phủ mở rộng gần như gấp đôi, thậm chí vẫn đang có xu hướng phát triển tiếp điều này tương đương với tiềm lực của Đường Tuấn còn mạnh hơn trước kia, mà hai cốt tiên nhân bên kia lại dần mất đi ánh sáng, cốt cách ảm đạm dần xuống. Mười ngày sau, Đường Tuấn mở bừng mắt ra, dừng tu luyện. Sau khi xem xét biến hóa thân thể bên trong, thấy được ngọc phủ rộng gấp hai lần thì khiếp sợ vô cùng. Không ngờ nơi mai táng tiên nhân còn có chỗ tốt như vậy. Tất nhiên Đường Tuấn biết ngọc phủ mở rộng có ý nghĩa thế nào, cũng không nhịn được vui sướng nhưng anh không nghĩ nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này chỉ phản xạ mà cho rằng đây là tính đặc thù nơi mai táng tiên nhân anh nhìn hài cốt tiên nhân ảm đạm không ít bên kia hơi khom lưng trịnh trọng nói cảm ơn anh từ từ đứng thẳng ý niệm vừa xoay chuyển thì chân nguyên trong cơ thể đã cuồn cuộn dâng trào như sóng biển mãnh liệt xông ra từ ngọc phủ xông thẳng tới khắp cơ thể anh búng tay bắn ra không khí phát ra tiếng nổ mạnh anh mới chỉ vừa bước vào thần hải cảnh trung kỳ nhưng thực lực đã tăng trưởng gấp bội. Theo những điển tịch mà anh biết ghi lại thì thực lực của Thần Hải cảnh từ sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ cũng chỉ mạnh hơn 2, 3 lần mà thôi. Nhưng thực lực Đường Tuấn lại tăng trưởng hơn gần 10 lần. Chuyện này mà nói ra ngoài thì không biết bao nhiêu người giật mình rơi cả hàm. Đường Tuấn ra khỏi cung điện, Long Vương đang chờ anh ở bên ngoài. Thấy Đường Tuấn đi ra nhanh như vậy, ông ta khẽ cau mày, không vui hỏi, anh phải biết đây là cơ duyên lớn thế nào chứ? tôi sẽ chỉ cho anh tiến vào một lần thôi, anh nên nắm chặt cơ hội mới phải, sao chỉ ở trong có 10 ngày. Ông ta cần bồi dưỡng Đường Tuấn thành đối thủ của mình. Nhưng bây giờ hình như Đường Tuấn cũng không quá đặt nặng vấn đề này, điều này khiến ông ta tức giận. Đường Tuấn lắc đầu, tôi còn chuyện khác cần giải quyết, không thể ở lâu hơn nữa. Huống chi giờ tôi đã tiến vào thần hải cảnh trung kỳ, trong thời gian ngắn khó mà tiếp tục tăng lên được. Long Vương nghe vậy mới hơi thả lỏng, anh bước vào thần hải cảnh trung kỳ, lại thêm tiềm năng của Hậu Thiên Đạo thể, tu vi của anh chắc chắn có thể tăng gấp năm. Như vậy đúng là trong ngắn hạn không thể tăng lên nữa. Ông ta bình thản nói tiếp, Hậu Thiên Đạo thể đúng là rất mạnh, bản thân nhóc Long mang hai loại thể chất mà từ sơ kỳ tiến tới trung kỳ cũng chỉ tăng gấp năm lần thôi. Anh có thể làm đến bước này đúng là hiếm có. Tôi không nhìn sai chút nào. Đường Tuấn há miệng thở dốc lại không biết nên nói thế nào thực lực của anh không chỉ tăng trưởng 5 lần mà là hơn 10 lần. Chương 1139 không sợ no chết à? Nếu như vậy chúng ta cùng ra thôi, nhưng tôi vẫn khuyên anh một câu, muốn đi xa hơn trên con đường võ đạo này thì phải nghiêm túc, dùng toàn lực. Đặc biệt là trước khi bước vào cực cảnh võ đạo, tốt nhất đừng phân thần quá nhiều. Nếu anh bị những việc vặt vãnh này quấn thân làm chậm trễ thời gian thì lúc cần thật sự sẽ bị tôi đánh chết. Long Vương dẫn Đường Tuấn ra ngoài, nghiêm túc nói sau khi tiến bước đường tuấn long vương quay ngược lại cung điện ngầm nhãi con không biết cơ duyên nơi này ý nghĩa thế nào mà đột phá đến thần cảnh trung kỳ đã có thể thỏa mãn đúng là quá non long vương vừa đi vào cung điện vừa nghĩ thầm mà khi ông ta đặt chân vào tới cung điện thì sắc mặt lập tức thay đổi sao cảm giác như áp lực giảm đi nhiều long vương nhướng mày từ lúc phát hiện cung điện này đến nay gần như mỗi ngày ông ta đều ở đây hiểu tường tận hoàn cảnh và hài cốt nơi này đáy lòng hơi run lên, Long Vương vội bước nhanh hơn vào trung tâm cung điện. Khi ông ta thấy bộ hài cốt ảm đạm không ánh sáng thì rốt cuộc hiểu được thay đổi ở chỗ nào. Đôi môi ông ta run lẩy bẩy, đau lòng mười phần mà mắng, quỷ con tham lam này. Vậy mà hấp thu hơn nửa tinh hoa trong hài cốt rồi. Không sợ no chết à. Đường Tuấn cho rằng điểm sáng trên hài cốt là thứ có thể tuần hoàn tái sinh, nhưng Long Vương lại biết rõ sự thật, Đốm sáng vương trên hài cốt chính là thứ tinh hoa nhất mà vị tiên nhân Sa Bích này lưu lại sau khi chết, là thứ không thể tái sinh. Có thể nói mỗi điểm sáng đều trân quý hơn một gốc linh dược nhiều lắm. Từ lúc ông ta phát hiện cung điện này đến giờ đã hơn 10 năm, đều phải cẩn thận hấp thụ từng chút một, cuối cùng bước vào cực cảnh võ đạo. Mà giờ đốm sáng nơi hài cốt bị Đường Tuấn hấp thụ hơn nửa, ông ta làm sao có thể không đau lòng. Long Vương vỗ tràn oán hận, may là người này phát hiện lương tâm, chỉ ở có 10 ngày lại nhớ tới vừa rồi ông ta còn ngại đường tuấn ở đây 10 ngày quá ngắn, khuyên đối phương lưu lại thêm vài ngày là hận không thể cho cái miệng rộng của mình hai tát. Nếu để đường tuấn lại ở thêm mấy ngày chắc ông ta sẽ muốn giết người. Long vương vừa lẩm bẩm xong, hai cánh tay khung xương tiên nhân chợt lại cạch rơi xuống, tan thành bột phấn. Tinh hoa trong hài cốt bị đường tuấn hấp thụ xong, cuối cùng không thể duy trì hình thái đầy đủ nữa. Mặt Long Vương tái xanh, suýt thì xông ra ngoài bắt đường Tuấn về thôi cuối cùng long vương chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận sự thật này sau khi rời khỏi căn cứ nghịch luân đầu tiên đường tuấn về lai châu một chuyến xử lý xong chuyện của hiệp hội y học cổ truyền một chút sau đó dẫn mộc thanh lam đến thành phố vinh hai người vừa ra khỏi nhà xe gọi taxi đến tập đoàn thiên thanh trước gương mặt đường tuấn chỉ có thể xem như thanh tú không phải kiểu đẹp trai ưa nhìn nhưng mộc thanh lam bất kể là nhan sắc hay phong cách đều cho người ta cảm giác rất cao quý tựa như tiên nữ trốn thiên đình vậy. Chương 1140 khoác lác quá mức rồi. "Ồ, Đường Tuấn nhướng mày ý hỏi." Tài xế tiếp tục nói, "Hai người biết tập đoàn Đức Long chứ? Chính là doanh nghiệp dược phẩm quốc tế kia, lần này bọn họ đang bàn chuyện hợp tác với Thiên Thanh, mà nghe nói không hài lòng, cuối cùng tập đoàn Đức Long mời một nhân viên cục an toàn vệ sinh của tỉnh tới, giờ tập đoàn Thiên Thanh nguy nan vô cùng. Nghe nói hôm nay bọn họ đang tiến hành lần đàm phán cuối cùng." chắc tập đoàn Thiên Thanh sẽ phải thỏa hiệp thôi. Vất vả lắm mới có doanh nghiệp trong nước phát triển một chút, vậy mà cũng rơi vào kết cục như vậy. Đáy mắt Đường Tuấn lạnh băng, hỏi lại, tập đoàn Đức Long này không sợ gì à? Vì muốn tạo danh tiếng cho tập đoàn Thiên Thanh mà anh đã tốn không ít công sức. Vốn anh nghe Ninh Bình Trung nhắc tới tập đoàn Đức Long còn cho rằng đối phương đến hợp tác bình thường thôi. Vậy nên anh mới không can thiệp gì nhiều, dù sao Ninh Đình Trung Dương Lộc và cả tập đoàn Thiên Thanh đều cần tự mình phát triển. Nhưng có vẻ tình huống không như anh nghĩ. Sợ, tài xế châm biếm, người ta chính là doanh nghiệp quốc tế, giờ còn có chỗ dựa là nhân viên bên cục vệ sinh an toàn, sợ cái gì chứ? Tập đoàn Đức Long kéo dài đến giờ mới ra tay chắc là kiêng kỵ chủ tịch thần bí sau lưng tập đoàn Thiên Thanh. Nhưng tôi thấy vị chủ tịch kia cũng chỉ vậy thôi. Ồ, nói thế là anh có biết chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh à? Đường Tuấn Thuận miệng hỏi. Tài xế nghe vậy vỗ ngực cam đoan, đương nhiên rồi. Trong thành phố này còn không có gì mà tôi không biết. Tôi đã quen biết chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh từ khi anh ta còn chưa ăn nên làm ra. Anh ta còn thường xuyên ngồi xe tôi đấy. Đúng rồi, chính là chỗ cậu đang ngồi đấy. Đường Tuấn hơi buồn cười, nhưng cũng không vạch trần tài xế nói dối. Xe dừng lại trước cửa tập đoàn Thiên Thanh, Đường Tuấn thanh toán tiền, dẫn Mộc Thanh Lam tiến vào trong tòa nhà. Tài xế nhìn theo bóng lưng đường Tuấn, cao mày suy tư, cảm thấy có hơi quen. Anh ta cầm một tờ báo trong xe lên, lật đến một trang báo, vừa nhìn đã sợ đến run cả tay, báo cũng rơi xuống sàn xe. Nguyên trang báo chính là một bài về đường Tuấn, bên cạnh còn có ảnh chụp. Con mẹ nó chứ, khoác lác quá mức rồi, tài xế xấu hổ. Đường Tuấn và Mộc Thanh Lam đi thang máy lên đến tầng cao nhất. Nơi này bình thường chuyên dùng để bàn chuyện hợp tác, hai người vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy hai mấy vệ sĩ người nước ngoài cao to đứng gác khắp ngõ ngách tầng lầu, đặc biệt là ngoài cửa phòng họp có những bảy, tám người vây quanh. Nhìn đám vệ sĩ này là biết không thể là người của tập đoàn Thiên Thanh rồi. Vậy mà bọn họ đứng nơi này như nhà mình vậy, dáng vẻ kiêu ngạo vô cùng. Một khi nhân viên của Thiên Thanh muốn đến gần văn phòng là bị bọn họ hung tợn đẩy ra. Đám vệ sĩ này cao lớn thô kịch, ra tay không hề cố kỵ gì, mấy nữ nhân viên của tập đoàn Thiên Thanh bị đẩy ngã xuống đất. Đám người kia không áy náy thì thôi, còn cười ha hả như cảm thấy chơi rất vui vậy. Nhân viên của Thiên Thanh tức giận trừng mắt, đám vệ sĩ cười khẩy dơ ngón giữa với bọn họ, kiêu ngạo vô cùng. Một đám trứng mềm vô dụng, mình ông mày có thể đánh cho cả đám chúng mày không bỏ dậy được. Gã vệ sĩ cầm đầu nói hết một tràng tiếng Việt Nam không lưu loát, cười lạnh, sau hôm nay, toàn bộ chúng mày đều thất nghiệp rồi, ngay cả công ty của chúng mày phải do tập đoàn Đức Long bọn tao quản lý. Mà nhân viên của Thiên Thanh nghe xong lời này vừa tức giận lại bi thương. Ha ha ha, bọn họ càng như vậy, đám vệ sĩ càng không chút kiêng nể cười to. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1141, chủ tịch, cuối cùng anh cũng về. Đường Tuấn trầm mặt đi tới, bước vào trước mặt mấy nhân viên nữ vừa ngã kia, ngồi xổm xuống quan tâm hỏi, cô không sao chứ? Gương mặt trang điểm trang nhã tinh xảo của nhân viên nữ nhăn nhó khổ sở, run giọng nói: "Chân tôi chật khớp rồi." Đường Tuấn gật đầu, nắm lấy mắt cá chân của cô gái, dùng một luồng chân khí dịu nhẹ bao quanh bàn tay, nhiết cổ chân cô gái vài cái, sau đó nói: "Cô đứng lên đi." Gương mặt cô gái đỏ bừng, nghe vậy có vẻ nghi hoặc nhưng vẫn nghe lời mà đứng lên. Lát sau, gương mặt cô gái lộ vẻ vui sướng, chân cô ấy không sao rồi. "Cảm ơn anh." Cô gái vội nói nên làm thôi, đường Tuấn gật đầu. Lúc này, vài nhân viên nữ khác bị đẩy ngã đều đã được đồng nghiệp đứng lên, bọn họ đều không sao. Danh con, muốn xen vào việc người khác đúng không? Mấy vệ sĩ kia thấy cảnh này thì sắn tay áo lên, lộ ra bắp tay to như đùi người bình thường, cười lạnh không có ý tốt đi về phía đường Tuấn. Không phải người tập đoàn thiên thanh thì cút mau, bằng không đừng trách bọn tao không khách sáo, cái cơ thể gầy tong teo này của mày không chịu nổi đâu đấy mấy vệ sĩ cười ha hả uy hiếp. Ai nói tôi không phải người của thiên thanh, đường tuấn chợt cười hỏi lại. Mấy vệ sĩ kia sửng sốt, động tác cũng cứng đờ. Chủ tịch, anh ấy là chủ tịch, đúng lúc này, một nhân viên của thiên thanh chợt nhận ra đường tuấn. Tiếng nói vừa dứt, những người khác đều khôi phục tinh thần, cũng nhận ra thân phận đường tuấn. Một đám người vây quay anh. Chủ tịch, cuối cùng anh cũng về, có nhân viên nữ nước nở lại dịu ngoan nói. Trong khoảng thời gian này, trên dưới tập đoàn Thiên Thanh đều bị tập đoàn Đức Long chèn ép, dùng đủ loại thủ đoạn ghê tởm để uy hiếp, bức bách tập đoàn Thiên Thanh thỏa hiệp. Cuối cùng còn mời cả người trong cục vệ sinh an toàn đến. Cho dù có Dương Lộc và Ninh Đình chung chống đỡ, mọi người vẫn cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có. Mà giờ Đường Tuấn đã về tới, bọn họ như đã tìm được chỗ dựa vậy, cảm thấy an tâm hẳn. Dù sao chủ tịch nhà bọn họ có bối cảnh rất thần bí và mạnh mẽ nghe nói ngay cả nữ vương trốn thương trường của tập đoàn Yên Hòa kia đều có quan hệ mập mờ với anh. Đường Tuấn hơi gật đầu với mọi người, sau đó bình thản nhìn về phía đám vệ sĩ kia, các anh mới không phải người của tập đoàn Thiên Thanh. Xin lập tức rời đi cho, còn nữa, các anh phải cho tôi một lời giải thích hợp lý cho những hành vi mình đã gây ra cho tập đoàn Thiên Thanh trong thời gian này. Ha ha ha, Đường Tuấn vừa dứt lời, đám vệ sĩ nước ngoài đều cười phá lên, có người còn ôm bụng cong lưng cười sảng sặc tên cầm đầu chỉ thẳng vào mặt đường Tuấn, danh con nhà mày bị ngơ à? Dám nói chuyện với bọn tao như thế à? Nhưng mày đến đúng lúc lắm, con bé tổng giám đốc của chúng mày thả chết không theo, chỉ cần bắt được mày thì chẳng phải con bé mặc cho chúng tao sâu xé à? Kha kha, vừa nói, đám vệ sĩ vừa lộ ra vẻ mặt đáng khinh. Đồng thời, tên cầm đầu vươn tay muốn nắm lấy bả vai đường Tuấn. Trường 1142 đây không phải hợp tác. Chat. Bàn tay đội trưởng vệ sĩ còn chưa chạm được vào bả vai của đường Tuấn đã thấy anh hất tay lên, ra tay sau lại đến trước, bàn tay dừng trên mặt đối phương. Tuy đường Tuấn chỉ dùng không tới một phần nhìn năng lực của mình lại vẫn tát cho đối phương bay ra ngoài. Hai má của tên đội trưởng đám vệ sĩ xương tấy, răng rụng đầy đất. Nhân viên tập đoàn Thiên Thanh hít hà một hơi, bọn họ đã nghe nói chủ tịch có võ từ lâu, không ngờ lại mạnh như vậy. Một cái tát đã đánh bay một người đàn ông vạm vỡ hơn trăm cân, đơn giản như đánh ruồi bọ vậy. Nhưng mọi người không biết, với thực lực hiện tại của Đường Tuấn thì chụp bay một võ giả nội kình đúng là thoải mái như đánh ruồi bọ vậy. Phác, anh em cùng lên đi, đánh chết thằng này. Đám vệ sĩ sừng sốt một lát rồi gầm lên, đồng loạt xông về phía Đường Tuấn, hung ác như không sợ chết vậy. Lúc này, Dương Lộc và Ninh Đình Chung trong phòng họp đang nén giận nhìn hai người đối diện. Đối diện là đại biểu đàm phán của tập đoàn Đức Long, anh ta tên là Owen, có mái óc màu vàng, đôi mắt xanh lơ và chiếc mũi khoằm. Mà bên cạnh Owen còn có một người đàn ông trung niên mặc tây trang đi giày da, vẻ mặt vô cùng chính phái. Ông ta gõ ngón tay xuống mặt bàn theo nhịp, nở nụ cười châm biếm. Tổng giám đốc Dương, giám đốc Ninh, không biết hai người nghĩ kỹ chưa. Lần này bên ngành chúng ta rất để ý hợp tác giữa tập đoàn Đức Long và tập đoàn Thiên Thanh đấy. Hy vọng hợp tác này có thể thành công, giúp hai tập đoàn càng hiểu biết lẫn nhau hơn. Ninh Đình Trung căm giận nói, đây không phải hợp tác, mà là cướp bóc. Nếu chỉ đơn thuần hợp tác thì sao chúng tôi phải công khai thành phần bột tuyết cơ và thuốc thông thần cho bọn họ chứ? Đã vậy, bọn họ không cần làm gì đã chiếm được 70% lợi nhuận. Dương Lộc có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, chúng tôi có thể hợp tác với tập đoàn Đức Long, cũng có thể cho bọn họ chiếm phần lợi nhuận lớn hơn. Nhưng chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ thành phần bột tuyết cơ và thuốc thông thần cho bọn họ. Đây là điểm mấu chốt. Tôi sẽ không mang tương lai công ty mình ra làm tiền đặt cược." Owen cười lạnh một tiếng, "Tương lai của công ty các cô? Cái công ty rẻ rách này thì có tương lai gì chứ? Bảo các cô công khai thành phần là vì muốn kiểm tra đo lường xem có thành phần nào trong đơn thuốc ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe hay không. Nếu không các cô có tặng công thức cho tôi thì tôi cũng chẳng buồn nhìn đâu." Thư ký Hải xem ra tập đoàn Thiên Thanh không có chút thành ý hợp tác nào rồi. Thư ký Hải ngồi cạnh anh ta hừ lạnh mặt trầm xuống nói, Tổng giám đốc Dương, tôi hy vọng cô hiểu rõ lần hợp tác này có ý nghĩa gì. Tập đoàn Đức Long là tập đoàn dược phẩm quốc tế, tôi cam đoan bọn họ sẽ không tham lam cướp đoạt công thức của các cô. Nếu các cô vẫn kiên trì theo ý mình thì tôi chỉ có thể đăng báo lên cấp trên thôi. Đến lúc ấy đơn xin duyệt thuốc mới xin mở rộng công ty chi nhánh của các cô sẽ phải suy xét thêm một thời gian rồi. Dương Lộc và Ninh Đình chung nghe xong giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thư ký Hải này tuy chức vị không cao, nhưng vừa vặn phạm vi quản lý bao gồm cả tập đoàn Thiên Thanh. Nói trắng ra thì Owen muốn mượn việc hợp tác cướp công thức của bọn họ mà thôi, mà thư ký Hải chính là trợ lực tốt nhất của anh ta. Thư ký Hải và Owen đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được ý mừng trong mắt đối phương. Đặc biệt là Owen, tâm trạng không tránh được hơi kích động. Tuy lần này vì mượn sức thư ký Hải mà tiêu tốn mất 35 tỷ tài chính, nhưng so với lợi nhuận khổng lồ mà bột tuyết cơ và thuốc thông thần mang lại thì chút tiền ấy vô cùng bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Dùng 35 tỷ đổi lấy hai phương thuốc, đúng là buôn bán lời. Nụ cười trên mặt Owen ngày càng sâu, dáng vẻ nắm chắc thắng lợi. Thư ký Hải, Ninh Đình Trung phẫn nộ đứng phát dậy, trình tự phê duyệt nào của chúng tôi cũng đủ tư cách, ông dựa vào đâu không duyệt cho chúng tôi chứ. Thư ký Hải cười nhạt, duỗi bàn tay ra lật lại, kiêu ngạo nói, dựa vào bàn tay này của tôi vừa vặn nắm giữ mạch máu tập đoàn thiên thanh, cho các người sống thì các người sống, bảo các người chết thì các người phải chết. So với sự tồn vong của công ty các người thì tổn thất hai phương thuốc cũng không phải chuyện gì to tát. Nghĩ cho kỹ đi, chương 1143, ý tôi là ông lập tức cút khỏi đây ngay. Dầm. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị phá tan, bảy, tám vệ sĩ nước ngoài bị người ném vào phòng như ném tạ vậy. Lúc này đám vệ sĩ hung ác đều bầm tím mặt mũi, lăn lóc kêu rên thảm thiết đừng lo cùng với đó một giọng nói truyền từ ngoài cửa vào tới văn phòng đường tuấn bước vào tiện đường đá ngất một vệ sĩ cạnh chân đường tuấn anh đến rồi ninh đình trung và dương lộc vội vàng đứng dậy vui sướng nhìn anh đường tuấn gật đầu ngồi xuống trước mặt thư ký hải anh là ai mặt oen tối sầm nhìn chằm chằm đường tuấn đây là anh đường tuấn chủ tịch đường của chúng tôi Dương Lộc chủ động giới thiệu. Mặt Owen thoáng thay đổi, nhưng cũng không để ở trong lòng. Đường Tuấn thoạt nhìn quá trẻ tuổi, vừa thấy là biết không có nhiều kinh nghiệm thương trường. Không biết chừng còn dễ lừa hơn Dương Lộc và Ninh Đình chung ấy chứ. Thư ký Hải Cao có nhìn Đường Tuấn, lần hợp tác này chúng tôi đã bàn xong với Tổng Giám Đốc Dương rồi, tôi nghĩ cậu Đường cũng không cần ra mặt đâu. Nghe nói cậu Đường chỉ biết vài chiêu võ công, hoàn toàn không biết gì về kinh doanh cả thế nên mới mời Tổng Giám Đốc Dương đến quản lý tập đoàn Thiên Thanh thay mình. Hôm nay vừa thấy, đúng là giống với lời đồn. Ông là đại diện của tập đoàn Đức Long à? Đường Tuấn hỏi. Thư ký Hải sửng sốt, nhưng vẫn lắc đầu. Vậy ông là đại diện cho tập đoàn Thiên Thanh hay sao? Đường Tuấn lại hỏi. Thư ký Hải vẫn lắc đầu. Đường Tuấn cười khẩy, thế ông là cái thá gì? Viện binh tôn ngộ không phái đến à? Ở đây có chỗ cho ông sen vào chắc. Thư ký Hải nghẹn họng. Tuy chức vụ ông ta không cao nhưng lời nói rất có trọng lược, bình thường ngay cả vài vị quản lý cấp cao của tập đoàn lớn thấy ông ta đều phải khách khí vô cùng. Ông ta nào đã chịu đãi ngộ như vậy bao giờ? Cậu nói gì? Thư ký Hải nén giận, trầm giọng hỏi. Đường Tuấn nói, ý tôi là ông lập tức cút khỏi đây ngay. Anh lại nhìn sang Owen, còn hợp tác với tập đoàn Đức Long cũng hủy bỏ toàn bộ. Công ty các người không xứng hợp tác với chúng tôi. Owen cũng ngây ngẩn cả người, thư ký Hải còn ở đây mà người này cũng dám nói ra lời như vậy à? Anh ta điên rồi sao? Chẳng lẽ anh ta muốn trơ mắt nhìn tập đoàn Thiên Thanh đóng cửa? Dầm! Quả nhiên, thư ký Hải đập bàn cái dầm, lửa giận bốc lên hừng hực, ngông cuồng. Có ông chủ không coi ai ra gì như cậu thì chứng tỏ văn hóa của tập đoàn Thiên Thanh càng chẳng ra gì. Giờ tôi nghi ngờ tập đoàn các cậu kinh doanh không chính quy, dược phẩm không phù hợp với quy định ngành nghề tương quan. Chờ tôi về tới sẽ lập tức báo cáo lại, tiến hành điều tra toàn diện với công ty các người. Trong thời gian này, không cho phép công ty các người buôn bán. Ông ta nói thì nghe chính nghĩa lắm, cứ như mình là bao thanh thiên vì dân giải án oan vậy. Chương 1144, thư ký Hải. Sao rồi? Dựa vào đâu? Đường Tuấn nhìn thư ký Hải, ông dựa vào đâu mà nói mấy câu là có thể quyết định sống chết của công ty tôi? Thư ký Hải cười đắc chí, dựa vào tôi là quản lý vệ sinh ngành dược phẩm của tỉnh. Nghe nói chủ tịch Đường rất có khả năng đúng không? Vậy cậu có thể mời nhân vật lớn bên trung ương đến làm chỗ dựa nha. Hải thịnh này lập tức rời đi không nói hai lời. Đường Tuấn cười mỉa, nói như vậy đúng là tôi có quen một người bên vệ sinh đây. Hình như Tiêu Hoàng là thư ký của một xếp lớn bên cục vệ sinh an toàn thì phải. Từ sau hành trình đi Nghịch Luân, bí thư Tiêu này vừa kính vừa sợ Đường Tuấn thậm chí chủ động để lại số điện thoại cho anh. Thư ký Hải cười khinh miệt, người bạn kia của cậu họ gì tên gì? Hay là viện trưởng sở vệ sinh ở thôn nào chứ? Nếu thật thế thì tôi khuyên cậu đừng mang ra dọa người thì hơn. Anh ấy tên Tiêu Hoàng, Đường Tuấn Bình thản đáp. Tiêu Hoàng, chưa nghe bao giờ, Hải Thịnh khinh thường cười, nhưng trong đầu chợt lóe lên tia chấp, mất tiếng hỏi lại, cậu nói bí thư tiêu bên Hà Nội đấy à? Đường Tuấn không đáp, lại đã bấm số gọi cho tiêu hoàng điện thoại vừa thông bên kia truyền đến tiếng nói bất ngờ lại vui sướng của tiêu hoàng chào cậu đường bí thư tiêu bên chỗ tôi gặp chút chuyện phiền toái có một người tên hải thịnh tự xưng là người của cục vệ sinh chạy đến công ty tôi đường tuấn tóm tắt mọi chuyện được tôi hiểu rồi tôi lập tức cho người đi xử lý tiêu hoàng khẳng định đồng thời đáy lòng anh ta âm thầm phán tử hình cho nhân viên cục vệ sinh tên hải thịnh kia Bột tuyết cơ và thuốc thông thần của tập đoàn thiên thanh người ta ngay cả xếp lớn của anh ta cũng khen không dứt miệng, không ngờ trong hệ thống lại có người dám dây vào, thậm chí cấu kết xí nghiệp nước ngoài. Đường Tuấn cúp máy, nét mặt hải thịnh hơi khó coi nhưng vẫn banh mặt hỏi, đừng có dọa dẫm tôi. Cậu tưởng bí thư tiêu là ai? Cậu cũng xứng quen biết người ta sao? Giả vờ giả vịt. Người này vừa nói xong, di động trong túi lại vang lên. Vừa thấy số máy hiển thị trên màn hình. Hải Thịnh suýt đánh rơi điện thoại đây là số máy văn phòng của Tiêu Hoàng. Trùng hợp đi, ôm chút may mắn cuối cùng, Hải Thịnh thấp thỏm chuyển máy. Owen cũng thấp thỏm nhìn Hải Thịnh, vốn trong lòng anh ta còn ôm phần thắng rất lớn, nhưng thấy vẻ mặt Hải Thịnh ngày càng tái nhợt thì đáy lòng cũng trở nên nặng nề. Chờ Hải Thịnh cúp máy thì mặt đã như cho tàn, nhăn nhó như vừa dẫm phải cứt chó vậy. Thư ký Hải, sao rồi? Owen khẩn trương hỏi. Chát! Hải Thịnh vung tay tát thẳng lên mặt Owen, sau đó nặn ra một nụ cười tự nhận là hiền lành nhất, nói với Đường Tuấn, cậu Đường, chuyện này chỉ là hiểu lầm. Trường 1145 sức khỏe vẫn ổn chứ? Hai người Owen và Hải Thịnh bước ra khỏi tòa nhà thiên thanh với vẻ mặt ảm đạm, khó coi đến cực điểm. Sau lưng hai người có vài vệ sĩ đi theo, sắc mặt ai nấy cũng xám xịt, cực kỳ chật vật. Nhất là đối diện với ánh mắt trêu cợt của đám nhân viên tập đoàn thiên thanh, càng khiến họ không ngẩng đầu lên được ngồi vào trong xe, sắc mặt Owen mới dễ chịu hơn một chút, thấp giọng nói, thư ký Hải, lẽ nào chúng ta cứ bỏ qua chuyện này như thế? Hải thịnh nghe vậy, hung hăng chừng mắt nhìn Owen, nói cậu còn muốn thế nào? Ông đây suýt nữa bị cậu kéo xuống nước, ngay cả chén cơm cũng mất. Lúc này trong lòng ông ta hận không thể bóp chết Owen. Nếu biết bối cảnh đường tuấn mạnh như thế, có thể gọi ngay cho bí thư tiêu chỉ với một cú điện thoại, dù có cho ông ta 350 tỷ, ông ta cũng không nhận chuyện này. Đẳng cấp của tiêu hoàng cao hơn ông ta nhiều, một câu của người ta có thể chặt đứt tương lai của ông ta. Hai người hoàn toàn không cùng một trọng lượng. Thư ký Hải, ông đã nhận 35 tỷ của tôi. Đâu thể không làm chuyện gì được, Owen lạnh lùng nói. Anh ta chỉ là một người phụ trách của tập đoàn Đức Long ở khu vực nước Việt Nam, lần hợp tác này là công việc do phía tổng bộ sắp xếp, có thể thấy được mức độ xem trọng. Nếu anh ta làm tốt, nói không chừng tương lai có thể thay đổi vị trí ở công ty. Nếu phá hỏng, phía tổng bộ có không ít người đang chờ tiếp nhận vị trí của anh ta, tương lai đáng lo ngại. Do đó dù biết bối cảnh của Đường Tuấn rất ghê gớm, anh ta vẫn không có ý định từ bỏ ngay. Hải Thịnh nói, mẹ nó, cậu cho là ông đây chưa từng thấy 35 tỷ à? Tôi cho cậu biết, chuyện này tôi không nhúng tay, còn về 35 tỷ kia, cứ coi như phí tổn thất tinh thần của tôi. Còn nữa tôi chân thành khuyên cậu, nếu thật sự muốn hợp tác với tập đoàn Thiên Thanh, vậy thì bàn bạc đàng hoàng, đừng dở trò vặt nữa. Cậu không tưởng tượng được bối cảnh của anh đường đâu, một đầu ngón tay của người ta cũng đủ chơi chết cậu. Vừa nhớ lại thân phận và bối cảnh của đường Tuấn mà ban nãy Tiêu Hoàng có nhắc sơ qua trong điện thoại, Hải Thịnh vẫn cảm thấy run sợ, đừng nói ông ta chỉ là người xếp thứ hai trong bộ phận, cho dù là người đứng đầu đến, e rằng cũng sẽ thất bại. Owen hít sâu một hơi, nhìn Hải Thịnh, hỏi, thư ký Hải, ông tiết lộ cho tôi biết đi, cuối cùng tên kia có bối cảnh gì? Nếu không tôi sẽ không bỏ cuộc. Hải Thịnh nhìn Owen đầy vẻ sâu xa, nói có vài chuyện tôi cũng không thể nói với cậu, nhưng tôi cho cậu biết, anh Đường là nhân vật như rồng thần trên trời, mà cậu chỉ là con kiến. Hai người tranh lệch quá lớn, đừng nói là cậu, cho dù chủ tịch tập đoàn của các cậu đích thân đến đây, cũng chưa chắc có tư cách so tay với anh Đường, cậu bỏ cái ý nghĩ đó đi. Nói xong, Hải Thịnh nhắm mắt lại, lười nói thêm. Còn Owen nghe xong ngẩn cả người ra. Khoảng thời gian này vất vả cho cô rồi. Trong phòng làm việc giám đốc tập đoàn Thiên Thanh, Đường Tuấn nhìn Dương Lộc gầy đi không ít, quan tâm nói. Trải qua nửa năm rèn luyện trong thương trường, còn quản lý tập đoàn Thiên Thanh, cô gái trước mặt thay đổi rất lớn. Ngũ quan vẫn tinh tế như cũ, chỉ là vẻ yếu đuối vốn có đã biến mất từ lâu, giữa chân mày lộ ra sự kiên cường và quyết đoán trên người khoác bộ đồ công sở, càng khiến cô ấy mất đi vẻ non nớt, nhiều thêm vài phần thành thục, thân hình nhấp nhô sống động. Dương Lộc lắc đầu, có hơi tự trách và ái náy, nói tôi vẫn làm không tốt lắm. Nếu không đã không cần anh ra mặt. Đường Tuấn lắc đầu, nói cô làm rất tốt, nếu tập đoàn Đức Long không dùng thủ đoạn bất thường, cô hoàn toàn có thể ứng phó được. Chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của Dương Lộc, chỉ là tính cách của cô ấy quá mạnh mẽ, vì nguyên nhân gia đình, đã quen ôm lấy trách nhiệm về mình. Dương Lộc nghe vậy, trên gương mặt vẫn còn vài phần tự trách. Đường Tuấn xoa đầu cô ấy, chuyển chủ đề, nói, mẹ cô gần đây thế nào rồi? Sức khỏe vẫn ổn chứ? Audio điện tử võ tấn bền Trường 1146 gần đây cũng có suy nghĩ muốn đổi chỗ. Được bàn tay dày rộng của đường Tuấn xoa đầu, gương mặt Dương Lộc lập tức hiện lên vẻ xấu hổ, trong lòng dâng lên chút ấm áp. Cô ấy vừa định trả lời, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên vang lên. Nhìn số gọi đến, chính là mẹ cô ấy. Đường Tuấn gật đầu, lúc này Dương Lộc mới bắt máy. "Dạ, con biết rồi. Con sẽ về ngay." Sau khi bắt máy, Dương Lộc nghe vài câu, gương mặt lập tức hiện lên vẻ chán ghét, trong giọng điệu có vài phần kháng cự. Rất nhanh, cô ấy đã cúp máy. Đường Tuấn phát hiện sự bất thường của cô ấy, hỏi: "Sao vậy?" Với tu vi của anh, muốn nghe nội dung điện thoại không phải chuyện khó. Nhưng hành vi này không có đạo đức, hơn nữa đối phương còn là mẹ của Dương Lộc, cho nên Đường Tuấn rất tự giác không nghe lén. Dương Lộc lắc đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn Đường Tuấn, nói anh cùng tôi về nhà một chuyến được không? Đường Tuấn do dự một lúc, vốn muốn từ chối, nhưng thấy vẻ mong chờ mang theo chút cầu xin của Dương Lộc, anh vẫn đồng ý. Nửa tiếng sau, Dương Lộc lái chiếc xe phổ thông của cô ấy đến một khu dân cư gần trung tâm thành phố. Khu dân cư cũng không phải cư xá cao cấp mới phát triển, nhưng tốt ở chỗ hoàn cảnh yên tĩnh. Đường Tuấn nhớ, giá nhà ở khu dân cư này không đắt. Trong lòng anh không khỏi thấy kỳ lạ, bây giờ Dương Lộc đã là giám đốc tập đoàn Thiên Thanh, lương cả năm cũng lên hàng tỷ, tuy tạm thời không mua nổi biệt thự cao cấp, nhưng mua khu dân cư trong trung tâm thành phố vẫn dư sức. Hơn nữa xe của cô gái này không đắt càng kém xa so với mấy chiếc Mercedes, BMW mà phần lớn quản lý cấp cao trong tập đoàn Thiên Thanh dùng. Dường như nhìn ra sự thắc mắc của Đường Tuấn, gương mặt Dương Lộc ửng đỏ, nói, nhà đủ ở, xe lái ổn là được rồi. Hơn nữa anh kiếm tiền cũng không dễ dàng. Đường Tuấn không khỏi câm nín, thì ra là tiết kiệm tiền cho anh. An toàn ở khu dân cư này thế nào? Đường Tuấn hỏi, bây giờ thân phận của Dương Lộc này đã khác xưa, quản lý tập đoàn Thiên Thanh, Giá trị con người hàng tỷ, hơn nữa buôn bán bột tuyết cơ và thuốc thông thần rất dễ khiến người ta nảy sinh suy nghĩ khác. Đường Tuấn không khỏi lo lắng cho an toàn của cô ấy. Dương Lộc lắc đầu, nói tôi ít khi lộ mặt trước truyền thông, đều do Ninh Đình trung phụ trách mảng này, thỉnh thoảng tôi mới ra mặt. Ngay cả mẹ tôi cũng không biết tôi là giám đốc tập đoàn Thiên Thanh, để mẹ yên tâm tôi còn phải mua thế chấp căn nhà này. Trong khu này vốn không ai biết thân phận của tôi. Đường Tuấn không khỏi kinh ngạc nhìn Dương Lộc, người xưa có câu, giàu sang không về quê cũ, như mặc áo gấm đi đêm. Dương Lộc thì ngược lại, ngay cả mẹ của mình cũng không nói, có lẽ sợ mẹ lo lắng cô ấy làm chuyện không tốt. Dù sao bây giờ có rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp vì muốn tiền tài, tình nguyện để người giàu có bao nuôi thậm chí làm người thứ ba. Vẫn nên đổi nơi ở khác đi, bây giờ thân phận cô đã khác, nếu cô không nói được với gì, cứ để tôi giải thích với gì. Đường Tuấn nhìn Dương Lộc, nói đùa, không cần khiến bản thân uất ức, cô là giám đốc tập đoàn Thiên Thanh. Nếu để người ta biết cô ở đây, còn tưởng tôi bạc đãi cô. Dương Lộc gật đầu, nói, "Ừm, gần đây cũng có suy nghĩ muốn đổi chỗ." Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đến trước cửa nhà. Cửa khép hờ, hai người còn chưa đi vào, đã nghe thấy giọng nói tranh chua từ trong nhà truyền ra, Dương Lộc nhà các người sao còn chưa trở về? Không biết chúng tôi đang đợi cô ta sao? một con nhóc quê mùa, kiểu cách càng lúc càng ghê gớm nhỉ. Mau gọi điện hối đi, nhà của các người, vừa rách vừa nát, thật sự là tôi chẳng muốn ở một phút một giây nào. chương 1147 cũng là một thôi. Đường Tuấn có ấn tượng với giọng nói này, chính là lệ nhàn mẹ của Dương Lộc. Hừ, mấy triệu nửa ký lá trà, cô coi chúng tôi là ăn mày ven đường à. Ngay cả bảo mẫu nhà chúng tôi cũng không uống loại trà này. Mau gọi điện dục tiếp đi, đừng làm lỡ thời gian của dương hào nhà chúng tôi mỗi phút của dương hào nhà chúng tôi đều là việc làm ăn mười mấy triệu đấy các người có đền nổi không giọng nói khắc nghiệt khi trước lại vang lên lần này dương lộc không nhịn được nữa đẩy cửa bước vào lạnh lùng nói thích thì uống không thì thôi mẹ nói chuyện với mấy người này làm gì đường tuấn đi vào sau dương lộc nhìn thấy hai nữ một nam trong nhà một người trong đó là lệ nhàn mẹ của dương lộc bà ấy vốn mang bệnh lúc sau đường Tuấn ra tay chữa khỏi cho bà ấy. Bà ấy mặc quần áo bình thường, tuy ban nãy đối phương nói chuyện lạnh nhạt với bà ấy, nhưng bà ấy lại không tức giận chút nào, trên gương mặt vẫn nở nụ cười hiền hòa. Bà ấy là người phụ nữ truyền thống, giúp chồng dạy con, dịu dàng chu đáo, cả đời hiếm khi tức giận làm khó người khác. Tính cách của Dương Lộc có 89 phần được hun đúc từ mẹ của cô ấy. Mà một người phụ nữ khác, thoạt nhìn tuổi tác tương đương lệ nhàn, nhưng lại chăm sóc cơ thể rất tốt, gương mặt trang điểm tô son, mặc quần áo hàng hiệu, nhìn qua như quý bà nhà giàu ung dung. Chỉ là gương mặt bà ta mang theo nụ cười lạnh lùng khắc nghiệt, khinh thường mọi thứ, khiến người ta cảm thấy hơi chạnh lòng. Còn người đàn ông kia, khoảng 30 tuổi, ngồi trên sofa, bắt chéo chân. Tuy là khách, lại cho người ta cảm giác từ trên cao nhìn xuống, dường như anh ta mới là chủ nhân của ngôi nhà này. Anh ta mặc đồ tây vừa nhìn đã biết có giá trị không tầm thường, tay đeo đồng hồ hàng hiệu, cách ăn mặc của người có danh vọng thành công nhìn thấy dương lộc bước vào trong mắt người đàn ông lóe lên vẻ tham lam đứng dậy khỏi sofa nói tiểu lộc về rồi à dương lộc hừ lạnh một tiếng đỡ trần lệ nhàn vẻ mặt chán ghét nhìn quý bà giàu có kia các người đến đây làm gì chỗ này không chào đón các người quý bà giàu có nghe vậy càng thêm tức giận nói cô tưởng tôi thích đến đây lắm à nếu không phải dương hào nhà tôi thương hại hai mẹ con cô nhất định nhờ tôi đến làm mai cho dù các người có quỳ xuống xin tôi, tôi cũng chẳng thèm đi vào đây một bước." Làm mai, Đường Tuấn nghe đến đây, khẽ cau mày, không nhịn được hỏi, "Chuyện gì vậy?" "Xin chào, tôi là Dương Hào chồng của Tiểu Lộc." Người đàn ông liếc nhìn Đường Tuấn, phát hiện Đường Tuấn ăn mặc bình thường, giống sinh viên đại học vừa bước ra ngoài xã hội không bao lâu, đáy mắt không khỏi lóe lên vẻ xem thường. Nhưng vẫn tự giới thiệu bản thân. "Anh nói lung tung gì vậy?" Dương Lộc nghe thấy thế, gương mặt lạnh lẽo Sương Hào lơ đáng, cười nói: "Tiểu Lộc, chuyện này là năm xưa chính miệng mẹ em đã đồng ý. Khi đó nhà em không có tiền cho em đi học, là nhà anh cho nhà em mượn. Mẹ em cũng đã đồng ý với nhà anh, chờ sau khi em tốt nghiệp sẽ gả cho anh." Trần Lệ Nhàn vội vàng giải thích: "Năm đó tôi không có ý này. Tôi nói nếu hai người đều đồng ý, tôi sẽ không phản đối." Cũng là một thôi, Sương Hào cười nhạt: Người phụ nữ trung niên cười lạnh nói, "Chuyện này có gì mà đồng ý hay không? Dương Hào nhà tôi có thể nhìn chúng cô, là phúc cô tu được 10 kiếp. Cô biết lương cả năm của Dương Hào nhà tôi bao nhiêu không? 3 tỷ rưỡi, nhìn cái bộ nghèo túng của các người e rằng cả đời này cũng không thấy được nhiều tiền như vậy. Qua thêm một khoảng thời gian nữa, Dương Hào nhà tôi sẽ hợp tác với tập đoàn Thiên Thanh, đến khi đó giá trị con người lại tăng lên." Bà ta lạnh lùng liếc nhìn Dương Lộc. Nói tôi nghe mẹ cô nói công việc hiện nay của cô không tệ, làm trợ lý cho người ta. Nhưng loại công việc trợ lý này, một năm có thể kiếm được mấy trăm triệu đã không tệ, sao có thể so sánh được với Dương Hào nhà tôi? Chương 1148, bây giờ hiểu rồi chứ? Dương Hào mỉm cười kiêu ngạo, nói, đúng vậy, Tiểu Hân. Làm trợ lý cho người ta không phải con đường đúng đắn. Nếu em muốn làm việc, có thể làm trợ lý cho anh, một năm anh cho em 700 triệu tiền lương. Đương nhiên, sau khi em gả cho anh, anh hy vọng em đừng đi làm nữa, cứ ở nhà làm người vợ toàn thời gian, sinh mấy đứa con trai cho anh, để mẹ anh sớm được ôm cháu. Anh ta liếc nhìn căn nhà một lượt, nói, còn về căn nhà này, bán đi. Anh sẽ mua cho em một căn khác tốt hơn trong trung tâm thành phố, để gì có thể vào ở. Hai người kẻ sướng người họa, đã quyết định tương lai của Dương Lộc. Trần Lệ Nhàn, thế nào? Điều kiện của Dương Hào nhà tôi phong phú đúng không? nhưng mà vẫn phải thêm một điều kiện phải lập hợp đồng tài sản trước hôn nhân nếu sau này ly hôn cô phải trắng tay ra đi người phụ nữ trung niên cười lạnh trần lệ nhàn nhìn dương lộc nói tiểu lộc mẹ tôn trọng suy nghĩ của con gương mặt xinh đẹp của dương lộc tràn ngập vẻ lạnh lẽo trong lòng tích tụ lửa giận ánh mắt lạnh lùng nhìn dương hào cô ấy quản lý tập đoàn thiên thanh đã sắp một năm vô hình chung đã nuôi dưỡng khí thế của nữ hoàng bị cô ấy nhìn chằm chằm dương hào lập tức cảm thấy áp lực giống như đang đối diện với ông chủ của mình đường tuấn nghe đến đây lại bật cười anh cười cái gì dương hào xấu hổ giống như bị người ta xem thường tôi cười anh còn chưa làm rõ tình hình cười anh còn chưa hiểu rõ tại sao có thể hợp tác với tập đoàn thiên thanh đường tuấn diếu cợt nói đường tuấn đã đoán được hẳn là dương lộc nể mặt ân tình năm đó của nhà dương hào mới để nhà dương hào phụ trách một phần hợp tác nhỏ với tập đoàn thiên thanh mà để tránh dây dưa quá nhiều, Dương Lộc không chủ động ra mặt. Không ngờ cuối cùng lại để Dương Hào dựa vào chuyện đó để sỉ nhục. Cốc, cốc, chính vào lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Tổng giám đốc, cô quên lấy đồ, cửa bị đẩy ra, một cô gái trẻ trung mặc đồ công sở bước vào, tay cầm túi sách của Dương Lộc, nhìn qua có lẽ ban nãy đã bỏ trên xe. Cô gái này bình thường là trợ lý về phương diện sinh hoạt và công việc của Dương Lộc. Ừm, Dương Lộc nhận túi sách trong tay. Trợ lý Lăng, sao cô lại đến đây? Dương Hào nhìn thấy cô gái vào đây, buộc miệng hỏi. Trợ lý Lăng nhìn Dương Hào, cười nói, tổng giám đốc quên lấy đồ, tôi lấy giúp cô ấy. Đồng tử Dương Hào co lại, chỉ Dương Lộc nói, cô nói, cô ấy là tổng giám đốc của tập đoàn các cô. Trợ lý Lăng khó hiểu cười nói, đương nhiên rồi, hợp tác của anh với tập đoàn chúng tôi là do tổng giám đốc tự mình xét duyệt tôi còn tưởng là hai người quen nhau. Tổng giám đốc, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước. Ngày mai sẽ đến đón cô, trợ lý lăng nói với Dương Lộc một câu, sau đó ra ngoài. Bây giờ hiểu rồi chứ, đường Tuấn lạnh lùng nhìn Dương Hào. Dương Hào ngơ ngác đứng yên tại chỗ, cực kỳ khiếp sợ, nói, vậy, vậy anh là ai? Trường 1149, vậy bà muốn thế nào? Chẳng phải anh nói Dương Lộc làm trợ lý không có tương lai sao? cô ấy chính là trợ lý của tôi đấy đương tuấn bình tĩnh nói anh là chủ tịch tập đoàn thiên thanh sương hào thất thanh nói đương tuấn gật đầu sương hào chỉ cảm thấy đầu ong lên cả người ngã xuống đất ánh mắt sương hào dại ra ngơ ngẩn ngồi bệt dưới đất còn về người phụ nữ trung niên như quý bà kia thì sắc mặt trắng bệch như tờ giấy lẩm bẩm nói không thể nào sao cô có thể là tổng giám đốc tập đoàn thiên thanh được dưới tay con trai Dương Hào của bà ta có công ty, lương hàng năm khoảng mấy tỷ, năm nay đúng là trời ban phúc, tập đoàn Thiên Thanh chủ động chia cành ô lưu cho bọn họ, muốn hợp tác với họ, đến khi đó lợi nhuận thuần của công ty tăng lên gấp mấy lần cũng không thành vấn đề. Đây cũng là chỗ bà ta vẫn luôn lấy làm tự hào. Cho nên mẹ con hai người họ ban nãy kẻ sướng người họa, muốn Dương Lộc từ chức, gả cho Dương Hào, sinh con cho anh ta. Nhưng sự thật hiện nay Dương Lộc là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thanh, nói không chừng lương một tháng của người ta còn cao hơn lương cả năm của dương hào ngay cả việc hợp tác lần này hình như cũng là do người ta bố thí cho họ bà đoán không sai dương lộc bình tĩnh nói vốn dĩ dựa vào quy mô công ty các người hoàn toàn không thể hợp tác với tập đoàn thiên thanh là tôi cố gắng thúc đẩy chuyện này coi như trả ơn năm đó nhưng ai mà biết khoảng thời gian này các người càng lúc càng quá đáng năm lần bảy lượt lên tiếng khinh thường mẹ tôi tôi vốn định tối nay sẽ nói cho các người biết thân phận của mình nói xong dương lộc nói với trần lệ nhàn mẹ mình mẹ giấu mẹ chuyện này lâu như vậy con xin lỗi vành mắt trần lệ nhàn ửng đỏ bà ấy rơi nước mắt lẩm bẩm tiểu lộc nhà chúng ta có tương lai bây giờ còn muốn bảo dương lộc từ chức làm con dâu nhà các người nữa không đường tuấn diếu cợt nói sắc mặt dương hào khó coi làm gì còn dám có suy nghĩ đó nữa các người đi đi dương lộc bình tĩnh nói dương lộc nếu không phải năm đó chúng tôi giúp đỡ cô, sao cô có được thành tựu hôm nay? Là nhà chúng tôi một tay tạo ra cô, cô chỉ dùng một bản hợp đồng mà muốn đuổi chúng tôi đi à? Tôi cho cô biết đừng có nằm mơ. Dương Lộc vừa nói xong thì trong mắt người phụ nữ trung niên kia đảo quanh, đột nhiên điên cuồng quát lên. Lúc trước không biết thân phận của Dương Lộc, bà ta chỉ muốn để cô ấy sinh mấy đứa cháu mập mạp cho bà ta. Bây giờ đã biết thân phận Dương Lộc không tầm thường, thậm chí còn quý giá hơn con trai bà ta thì đương nhiên càng không thể bỏ qua. Vậy bà muốn thế nào?" Dương Lộc lạnh lùng nói. Người phụ nữ trung niên tỏ vẻ đương nhiên mà nói, "Hợp đồng đã ký lúc trước quá ít, tôi muốn cô tăng số tiền lên gấp 10 lần." "Không thể nào." Dương Lộc thẳng thừng từ chối. Quy mô công ty Dương Hảo vốn không lớn, hợp tác cùng tập đoàn Thiên Thanh đã là chuyện không hợp quy định rồi. Nếu tăng số tiền lên gấp 10, tập đoàn Thiên Thanh sẽ phải bồi thường không phải tập đoàn Thiên Thanh thiếu chút tiền này, mà là có lần đầu sẽ có lần thứ hai, những người khác sẽ nghĩ thế nào? "Vậy tôi không đi." Người phụ nữ trung niên dứt khoát nói. Bà, vẻ mặt dương lộc lạnh lẽo, hiển nhiên không ngờ đối phương không biết lý lẽ như vậy. "Chủ tịch của các cô cũng ở đây, cô có thể hỏi ý kiến của cậu ta." Người phụ nữ trung niên nhìn Đường Tuấn, cũng là vẻ mặt ăn chắc. Chương 1150, xem ra bà không muốn nhận số tiền này không thể không nói khi người phụ nữ này dở trò vô lại thì đúng là rất lợi hại nếu thật sự làm theo ý bà ta vậy không còn là hợp tác nữa mà là lấy tiền của tập đoàn thiên thanh chuyển vào nhà bà ta hợp đồng ký mấy năm thì bà ta sẽ lấy mấy năm coi tập đoàn thiên thanh là ngân hàng của nhà mình dương lộc cầu cứu nhìn đường tuấn có chút xấu hổ đường tuấn cười lạnh nói trực tiếp hủy việc hợp tác với bọn họ đi tiền vi phạm hợp đồng cứ đền như cũ sau đó anh lấy một tấm thẻ ngân hàng ra rồi ném cho người phụ nữ trung niên, ở đây có 3 tỷ rưỡi, cầm lấy rồi đi ngay. Người phụ nữ trung niên hét lên, cậu coi chúng tôi là ăn mày à? 3 tỷ rưỡi đã muốn đuổi chúng tôi, nghĩ hay lắm. Bà ta cười díu nhìn Dương Lộc mà nói, chẳng trách cô ngồi lên được vị trí giám đốc, thì ra có gian díu với chủ tịch của các cô. Dương Lộc à Dương Lộc, bề ngoài tỏ vẻ như hoa sen trắng, thì ra đều là giả. Có tin chỉ cần tôi bước ra khỏi cánh cửa này, ngày mai tin xấu của các người sẽ truyền khắp thành phố không? Đến khi đó nói không chừng tập đoàn Thiên Thanh sẽ bị ảnh hưởng vì chuyện này đấy. Dương Lộc nghe vậy thì sắc mặt xanh mét, đây cũng là cảnh tượng cô ấy sợ nhìn thấy nhất. Người phụ nữ trung niên đắc ý. Đường Tuấn thở dài, ôm lấy vòng eo mảnh mai của Dương Lộc rồi nói, "Bà cứ việc nói đi, vừa hay tôi cũng muốn cho Dương Lộc một danh phận." Cơ thể Dương Lộc cứng đờ. "Cậu Người phụ nữ trung niên tức đến mức chỉ tay vào Dương Lộc và Đường Tuấn, nhưng lại không biết nên nói gì. Cứ việc nói đi, chúng tôi còn phải cảm ơn bà nữa." Đường Tuấn nói tiếp. Lúc này người phụ nữ trung niên mới nhớ ra, tuy Đường Tuấn là chủ tịch của tập đoàn Thiên Thanh nhưng chưa kết hôn, mà Dương Lộc cũng chưa kết hôn. Nếu hai người thật sự quen nhau, hoàn toàn không có vấn đề, không được coi là tin tức gì. Nếu bà ta nói ra ngoài, ngược lại thành toàn cho họ. Bà ta sẽ không làm kẻ ngốc xem ra bà không muốn nhận số tiền này đường tuấn giả vờ muốn lấy lại thẻ người phụ nữ trung niên cướp lại thẻ ngân hàng trong tay đường tuấn bà ta nói ai nói không muốn lấy tiền rồi thì mau cút đi nếu còn đến ảnh hưởng cuộc sống của mẹ con họ nữa đừng trách tôi không khách sáo với các người đường tuấn lạnh lùng nói chờ sau khi người phụ nữ trung niên và dương hào đi thì đường tuấn mới rút lại cánh tay đang ôm eo dương lộc anh có hơi xấu hổ vừa rồi chỉ là kế tạm thời cô đừng để trong lòng. Dương Lộc nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười mang theo khổ sở, trong lòng có hơi mất mát. Sau đó ánh mắt Trần Lệ Nhàn nhìn đường Tuấn lập tức trở nên khác lạ, bà ấy kéo anh trò chuyện việc nhà, hiển nhiên đã xem anh là con rể. Sau khi ăn cơm ở nhà Dương Lộc, hai người không chịu nổi Trần Lệ Nhàn trêu gẹo nên tìm cớ đi dạo ở công viên gần khu dân cư. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1150